Tôi đã hiểu, tôi đã hiểu. Cung Danh trịnh trọng gật đầu. Nhìn người vừa bước đến, nữ nhân viên bán hàng càng thêm kinh ngạc. Không sai, người đàn ông trung niên kia chính là tổng giám phụ trách các cửa hàng túi sách chính hãng của nhãn hiệu Hermes trên toàn thành phố Trung Nguyên. Nếu như tổng giám đã muốn làm khó, thì những ngày tháng tốt đẹp của cô cũng đã đến đường cùng rồi. Trương Minh Hận không thể một tát đánh chết nữ nhân viên bán hàng này, đồ ngốc này vậy mà lại đắc tội bạn bè của Cung gia, thật sự là chán sống rồi mà. Cung gia dù sao cũng là gia tộc đệ nhất tại thành phố Trung Nguyên, nếu như hôm nay không có một lời giải thích rõ ràng cho Cung Danh, chỉ e rằng thương hiệu Hermes tại thành phố Trung Nguyên này không còn cách nào tiếp tục được nữa. Trương Minh sắc mặt trầm trọng nhìn nữ nhân viên bán hàng nói, bắt đầu từ hôm nay cô đã bị đuổi việc, cũng vì sai lầm của mình, cô sẽ bị trừ một tháng tiền lương, hiện tại cô có thể cuốn xéo rồi. Cái gì, bị đuổi việc sao? Khi nghe thấy những lời này, nữ nhân viên bán hàng giống như chịu phải hàng ngàn vạn cú đã kích, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng. Cô vất vả cực khổ, không dễ dàng gì mới có thể leo lên được vị trí phó cửa hàng này, một tháng tiền lương hiệu quả cũng phải được 2 vạn, công việc tốt như vậy nếu như thật sự để vuột mắt có khi sẽ không tìm lại được. Nếu như thật sự bị Cung gia kéo vào danh sách đen, thì cô thật sự không cách nào tiếp tục sống được trong thành phố Trung Nguyên rộng lớn này đâu. Nghĩ đến việc sẽ mất công việc, khuôn mặt nữ nhân viên bán hàng ngay lập tức không còn một chút huyết sắc nào, trong lòng vô cùng hối hận. Dương Tiêu không chút sao động. Giống như loại người như sâu mọt giống như cô ta cần phải bị khai trừ. Một con sâu mà muốn làm dầu nồi canh, loại người như vậy nhất định phải diệt trừ. Đường Đường tức giận hừ một tiếng, thiên đạo luân hồi, ông trời nào có buông tha cho ai. Phải thu thập loại người này từ sớm mới đúng. Cuối cùng Trương Minh đại diện cho thương hiệu Hermes gửi lời xin lỗi đến cho Dương Tiêu, ngoài ra trả lại số tiền 5 triệu vừa thanh toán, đồng thời miễn phí tặng chiếc túi sách màu hồng mà Đường Đường nhìn chúng. Đối với cách giải quyết này, Dương Tiêu cũng cảm thấy khá hài lòng. Sau khi cùng Cung Danh lên tiếng chào hỏi đôi câu, Dương Tiêu liền mang Đường Đường nhanh chóng rời khỏi khu thương mại, gấp gáp xuất phát đến địa điểm buổi họp lớp. Cung Danh cảm thán không thôi, người tên Dương Tiêu này tuyệt đối không phải là người bình thường, nghèo nhưng không nhục chí, giàu sang nhưng không điên rồ. Ân nhẫn 5 năm, 5 năm sau vung tay tiêu xài rộng rãi, khiêm tốn lễ phép, quả thật hiếm có. Ông có thể cảm nhận được Dương Tiêu trong lòng cuồn cuộn sắm xét nhưng ngoài mặt thì bình tĩnh như không. Cảm ơn anh dễ, Đường Đường hưng phấn nói. Dương Tiêu sủng nịch nói, cũng đã bị hành hạ một lúc lâu, làm lỡ không ít thời gian, hy vọng khi đến buổi họp lớp của em cũng không quá trễ. Đường Đường dù sao cũng là em gái ruột của Đường Mộc Tuyết, cũng là người nhà của mình, Dương Tiêu yêu ai yêu cả đường đi lối về, khi nhìn thấy Đường Đường vui mừng như vậy, Dương Tiêu cũng rất vui. Không vấn đề gì. Không vấn đề gì, cũng không làm lố ỡ bao nhiêu thời gian, không đến tham dự cũng không sao. Khuôn mặt hoàn mỹ không chút khuyết điểm nào của Đường Đường lộ ra 2 lúm đồng tiền. Cuộc họp mặt này nhìn có vẻ giống như buổi họp lớp, nhưng trên thực tế lại càng giống với buổi giao lưu của các sinh viên Đại học Trung Nguyên. Có thể được mời đến tham dự buổi họp mặt này nhất định đều là nhân tài kiệt xuất của các trường đại học có danh tiếng ở Trung Nguyên. Chuyên ngành Đường Đường đang học chính là học về vũ đạo. Dựa vào thành tích học tập xuất sắc nên cũng được mời đến tham dự. Sau khi bước xuống xe, Dương Tiêu còn đặc biệt giúp Đường Đường đổi sang một chiếc túi sách mới. Nghĩ đến đây chính là món quà đầu tiên Dương Tiêu tặng cho mình, nên Đường Đường vô cùng cao hứng mà đổi chiếc túi sách cũ sang chiếc túi sách thương hiệu Hermes màu hồng vừa rồi. So sánh mà nói, nữ sinh luôn luôn so với nam sinh càng trọng thể diện hơn. Cũng vì gia đình nghèo khổ không có điều kiện. Cho nên những năm nay Đường Đường luôn bị các nữ sinh trong trường xem thường, điều này khiến cô vô cùng tự ti. Yo, đây không phải là giáo hoa bình dân Đường Đường của chúng ta hay sao? Tôi còn cho rằng cô ăn mặc bình thường, không có mặt mũi đến đây chứ. Khi vừa bước đến hội trường, thì có một giọng nói vô cùng chói tai vang lên. Chỉ nhìn thấy một dáng người thon thả, nhan sắc xuất chúng, mặc một chiếc váy dạ hội màu đen bước đến trước mặt Đường Đường, trên khuôn mặt chỉ có nét khiêu khích châm chọc. Người con gái này chính là Hàn Thúy Bình, cũng là một mỹ nhân có tiếng khoa vũ đạo Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên. Ba là công viên chức, mẹ là giáo sư, cũng vì điều kiện gia đình đặc biệt tốt nên khiến cho Hàn Thúy Bình từ tận đáy lòng đều xem thường Đường Đường. Cũng vì những nam sinh cô thích căn bản đều không thích cô ta, ngược lại chỉ thích Đường Đường. Cô về phương diện vũ đạo thiên phú vượt trội, vậy mà lại bại trận trước Đường Đường, luôn đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng tổng hợp. Nghĩ đến nam thần trong lòng mình lại thích Đường Đường, nghĩ đến điểm thi vũ đạo lúc nào cũng là Đường Đường đứng nhất,
Hàn Tùy Bình liền đối với Đường Đường căm ghét cực kỳ. Lòng đố kỵ của nữ sinh vô cùng mạnh mẽ, cô ta chính là cho rằng sự xuất hiện của Đường Đường đã che đậy tất cả ánh hào quang của mình. Hàn Tùy Bình, đêm nay tôi không muốn so đo với cô, đừng tự không biết tốt xấu như vậy. Đường Đường nhìn Hàn Tùy Bình kiêu ngạo tựa như thiên hạ, cả khuôn mặt đều cảm thấy căm ghét. Bình thường cả hai ở trường học, chính là người con gái Hàn Tùy Bình này luôn cố ý tìm cách gây sự với cô, nhiều lần nói xấu sau lưng, khiến cho rất nhiều nữ trung khoa vũ đạo đều xem thường cô, chính là Đường Đường hiện tại vô cùng chán ghét Hàn Tùy Bình. Hàn Tùy Bình ngược lại không chút để ý đến, liếc mắt nhìn Đường Đường, ánh mắt khóa chặt lên chiếc túi sách Hermes trong tay cô liền cất giọng châm biếm, "Yon Hermes. Không phải là hàng nhái đó chứ?" Lời này vừa nói ra, hiện trường không ít nữ sinh tôn xưng Hàn Tùy Bình làm người đứng đầu liền bật cười. Ánh mắt châm chọc, nhìn chằm chằm vào Đường Đường, cả khuôn mặt đều khinh thường, giống như với điều kiện của cô căn bản không cách nào mua được túi sách nhãn hiệu Hermes, cho nên chiếc túi sách Hermes trong tay nhất định là hàng nhái, chuyện này không có chút nghi ngờ nào cả. Hàn Tùy Bình xoay người quay về chỗ ngồi của mình, cầm lên chiếc túi sách mới nhất sau đó diễn võ dương oai nói, có nhìn thấy hay không? Đây mới thật sự là túi sách hàng hiệu của Hermes, cô cầm hàng nhái đi khắp nơi, không thấy xấu hổ hay sao? Tôi cũng thay cô mà cảm thấy mất mặt. Giọng nói Hàn Tùy Bình cực kỳ lớn, thu hút không ít sự chú ý của người khác. Không ít nữ sinh khi nhìn dáng vẻ trang điểm tinh xảo của Hàn Tùy Bình không khỏi hâm mộ. Dù sao mỗi một nữ sinh đều hy vọng bản thân có một chiếc túi sách hàng hiệu thuộc về mình, từ Hermes đến Chanel, tất cả đều là thứ yêu thích nhất của con gái. Đáng tiếc, hiện trường đa số các thiếu nữ gia cảnh bình thường, căn bản không cách nào mua được một chiếc túi sách xa xỉ. Lúc này, Hàn Tùy Bình lấy ra một chiếc túi sách hàng hiệu, khiến cho không ít người ngưỡng mộ không thôi. Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của đám người xung quanh, lòng hư vinh của cô ta được thỏa mãn vô cùng, ánh mắt khi nhìn Đường Đường cũng tràn đầy kiêu ngạo. Cô có biết hay không, chiếc túi sách này của tôi giá trị phải lên đến vài trăm ngàn, giống như hạng nghèo hèn như cô, ít nhất cũng phải phấn đấu 3 đến 5 năm. Đường Đường nổi giận phừng phừng, Hàn Tùy Bình có tiền thì có thể không để người khác vào trong mắt hay sao? Ngay khi cô chuẩn bị phản bác lại thì Dương Tiêu kinh ngạc lên tiếng, này! Chiếc túi sách này của cô có chút không đúng. Không đúng chỗ nào chứ? Sắp bảng mặt Hàn Tùy Bình lập tức thay đổi, ác ý nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Chiếc túi sách này chính là do một phú nhị đại tặng cho cô, cũng vì chiếc túi sách này mà cô càng yêu điên cuồng phú nhị đại này. Cô chính là không tin, con cháu hào môn lại có thể tặng cho cô một chiếc túi giả. Hiện trường có không ít người ánh mắt khóa chặt trên người Dương Tiêu, tràn ngập sự hoài nghi. Hàn Tùy Bình xuất thân không kém, hiện trường rất nhiều người đều biết điều này, không lẽ chiếc túi sách Hermes này của cô ta có vấn đề hay sao? Dương Tiêu tỉ mỉ quan sát chiếc túi Hermes trong tay Hàn Tùy Bình, sau đó nghiêm túc nói, tất cả mọi người đều biết rằng, giá trị của túi sách Hermes nằm ở chỗ quá trình chế tác vô cùng chuyên nghiệp, hơn nữa phương pháp may tỉnh xảo càng khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi. Túi Hermes bình thường được sử dụng theo hai cách may khác nhau đan xen, chiếc túi này mô phỏng cũng rất giống, nhưng cũng chỉ là hàng nhái loại A mà thôi, căn bản không phải hàng chính hãng. Cái gì, không phải hàng chính hãng? Chiếc túi sách Hermes chỉ giá vài trăm ngàn trong tay Hàn Tùy Bình vậy mà lại là hàng nhái loại A hay sao? Nghe câu nói này, hiện trường rộng lớn liền vang lên một trận bàn tán huyên náo, ít nhất cũng phải hơn trăm người tập trung về hướng này. Bản thân lên giường để đổi lại chiếc túi Hermes này vậy mà lại bị Dương Tiêu nói thành hàng nhái loại A, Hàn Tùy Bình tức đến muốn nổ phổi. Anh chấm ANS ăn nói bậy bạ, anh có tin nếu anh còn tiếp tục sỉ nhục tôi, cô nãi nãi tôi đây nhất định sẽ đánh anh răng rơi đầy đất. Hàn Tùy Bình tức giận nói. Cô ta chính là một người vô cùng ưa thể diện, túi sách của mình vậy mà lại bị nói thành hàng nhái loại A, đừng nhắc đến trong lòng Hàn Tùy Bình có bao nhiêu tức giận. Hiện trường có vô số người như vậy. Đây không phải là cố ý làm cô mất mặt hay sao? Đường Đường kinh ngạc nói, thật sao? Dương Tiêu gật đầu trả lời, chuyện này cũng không phải là bí mật gì cả, chỉ cần lên mạng tìm hiểu một chút là được. Không ít người lập tức lấy điện thoại tiến hành tìm kiếm, quả nhiên không sai, bọn họ lúc này đã nhìn ra được chút vấn đề. Hàn Tùy Bình làm sao dám thừa nhận bản thân lên giường với đàn ông chỉ để đổi lại được một chiếc túi sách Hermes, mặt như đóng băng nói, ăn nói vớ vẩn. Anh cho rằng anh là chuyên viên của Hermes hay sao? Anh nói hàng nhái thì chính là hàng nhái sao? Đường may của Hermes một kẻ như anh làm sao có thể nhìn ra được? Liếc mắt nhìn thấy Dương Tiêu, mặc quần áo giản dị, cô liền cho rằng Dương Tiêu đây chính là ở nơi này bịa đặt.
cũng không có ít người đồng ý lời nói này, dù sao đại đa số sinh viên đều đến từ gia đình bình thường, căn bản không cách nào phân biệt được túi sách Hermes mà Hàn Thúy Bình xách trong tay có phải hàng nhái hay không. Nhưng bọn họ chỉ biết rằng gia cảnh của Hàn Thúy Bình cũng không tệ, nhất định không thể là hàng nhái được. Sau đó nhìn sang Đường Đường, ăn mặc đơn giản, chiếc váy trắng dù đã được ủi qua nhưng vẫn nhàu nhĩ, chiếc túi sách Hermes trong tay càng giống đồ giả hơn. Trong khuôn viên trường Đại học Trung Nguyên này, nhan sắc Đường Đường dù sao cũng được xem là xinh đẹp hơn người, người biết đến cô cũng rất nhiều. Dù sao chị gái của Đường Đường cũng là Đường Mộc Tuyết đệ nhất mỹ nhân của Trung Nguyên, là em gái của Đường Mộc Tuyết, nhan sắc căn bản không thể kém đến đâu được. Dương Tiêu ngược lại chỉ cười nhạt nói, tôi ăn nói bậy bạ. Hừ hừ, tôi thật sự không vụ oan cho cô đâu. Nếu như tôi nhớ không sai, thì mỗi một chiếc túi Hermes đều được đích thân đại sư thủ công đích thân chế tác, phía trên còn có mã số riêng của Hermes, nếu như không tin thì cô có thể kiểm tra, tôi thấy chiếc túi sách này của cô hình như không có mã số, nếu không phải là hàng nhái thì có thể là gì. Ăn nói bậy bạ, túi sách Hermes như thế nào lại không có mã số được. Những nữ sinh tôn Hàn Thúy Bình làm người đứng đầu đều bước lên phía trước tức giận nói. Nhưng khi bọn họ cầm trong tay túi sách Hermes của Hàn Thúy Bình, khuôn mặt liền lập tức ngây ra. Cũng vì trên túi sách Hermes của cô ta quả thật không có mã số. Không lẽ đây thật sự giống như những gì người đàn ông này nói, túi sách Hermes của Hàn Thúy Bình quả thực chính là hàng nhái. Nhằm chứng minh những gì Dương Tiêu nói là sự thật, bọn họ đặc biệt lên mạng tra lại những thông tin Dương Tiêu vừa nói. Sau đó, những gì tra được quả thật giống như những gì Dương Tiêu đã tường thuật qua, trên mỗi chiếc túi Hermes đều có một mã số thuộc về riêng mình. Khoảnh khắc đó, một đám nữ sinh đều kinh ngạc không thôi, đến bản thân Hàn Thúy Bình cũng cứng đờ cả người. Sau đó quan sát sang chiếc túi Hermes trong tay Đường Đường, phía bên trên quả thật có mã số riêng. Nhìn thấy mã số được in trên túi sách Hermes trong tay Đường Đường, Hàn Thúy Bình giống như chịu phải đả kích, thân thể chấn động cứng đờ. Thì ra chiếc túi trong tay cô là hàng nhái, còn của Đường Đường mới là hàng thật. Nghĩ đến dáng vẻ huênh hoang vừa rồi của mình, Hàn Thúy Bình cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ không thôi. Nhìn dáng vẻ đờ đẫn của Hàn Thúy Bình, Đường Đường lúc này nhướng mày châm chọc, nhìn thấy không? Túi sách của tôi mới là hàng thật, còn của cô cùng lắm chỉ là hàng nhái loại A mà thôi. Đồng thời, Đường Đường cũng kinh ngạc khi nhận thấy Dương Tiêu vậy mà lại bác học đa tài như vậy, vậy mà lại có thể phân biệt được thật giả túi sách Hermes một cách rõ ràng như vậy. Hàn Thúy Bình chỉ cảm thấy như bị chó làm nhục, cả người khó chịu. Phú nhị đại vậy mà sau khi lên giường với mình lại tặng cho mình một chiếc túi giả, không lẽ bản thân cô lại mất giá đến như vậy? Hàn Thúy Bình làm sao chịu thừa nhận chiếc túi sách Hermes trong tay Đường Đường là hàng thật được chứ? Cô chỉ đành kiềm chế bản thân không được ngất đi, sau đó hung ác nói, chiếc túi sách của cô là hàng thật sao? Hừ, buồn cười chết mắt, ai mà không biết Đường Đường cô chính là một kẻ nghèo nàn, cô như thế nào có thể mua được túi sách hàng hiệu của Hermes? Tôi xem cô rõ ràng cũng là hàng nhái. Hàng nhái sao? Tiếp theo đó, một người thiếu niên dáng vẻ tao nhã mặc âu phục đeo mắt kính gọng vàng bước về phía này. Nhìn rõ người bước đến là ai, Hàn Thúy Bình giống như thấy được cọng rơm cứu mạng gấp gáp nói, Lãng Hiên, anh mau đến xem chiếc túi trong tay Đường Đường có phải là hàng nhái loại A hay không. Người thiếu niên tao nhã này chính là Tần Lãng Hiên, là hội trưởng hội học sinh của Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên, nhân tài xuất chúng chuyên ngành đàn piano, cũng là nam thần trong lòng Hàn Thúy Bình. Nhưng Tần Lãng Hiên này lại yêu thích Đường Đường, nên vừa rồi khi nghe thấy một trận huyên náo từ phía bên này truyền đến, hắn liền vội vàng lên tiếng chào hỏi với các giáo sư sau khi gấp gáp chạy đến đây. Tần Lãng Hiên xuất thân từ Tần gia, một trong 10 đại gia tộc của Trung Nguyên, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra chiếc túi sách trong tay Đường Đường chính là hàng chính hãng. Đường may tinh tế, chính là dấu hiệu tiêu biểu của thương hiệu Hermes chống làm giả, chiếc túi này rõ ràng chính là hàng thật. Hơn nữa kiểu dáng này chính là mẫu hot nhất vừa được tung ra thị trường, một chiếc túi sách này cũng phải có giá vài trăm ngàn. Tần Lãng Hiên thận trọng nói. Đồng thời, Tần Lãng Hiên cũng liếc mắt nhìn sang chiếc túi sách trong tay Hàn Thúy Bình, sau đó lắc đầu nói, chiếc túi sách này của cô, mô phỏng theo đường may, đến logo chống hàng giả của Hermes cũng không có, cùng lắm chỉ là hàng nhái loại A mà thôi. Bùm! Khi Tần Lãng Hiên vừa dứt lời, một mảng hiện trường rơi vào một trận xôn xao. Không ai có thể ngờ đến rằng chiếc túi sách của Đường Đường vậy mà lại là hàng thật, còn của Hàn Thúy Bình ngược lại là hàng nhái loại A. Hàn Thúy Bình chỉ cảm thấy nhưng có một cái tát vô hình hung hăng đánh lên khuôn mặt của cô, khiến cho cô không còn trốn dung thân.
Tần Lãng Hiên tuấn tú trong mắt chỉ đọng lại tình ý nồng đậm, hắn vô cùng tò mò, đường đường như thế nào lại có thể mua được chiếc túi sách đắt giá như thế này. Trong ấn tượng của hắn, đường đường chính là xuất thân từ một gia đình nghèo khó tiêu chuẩn. Tỉ mỉ quan sát, lúc này hắn mới chú ý đến Dương Tiêu đang đứng bên cạnh đường đường, âm thầm quan sát hắn, trong tim liền có chút bất an, không lẽ nữ thần của mình đã bị heo ăn mắt rồi sao? Nghĩ đến đây, Tần Lãng Hiên liền miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tao nhã, đường đường, không biết bị tiên sinh này là. Nhìn sang Dương Tiêu, đường đường cắn răng nói, đột nhiên tóm lấy cánh tay của hắn rồi tuyên bố, anh ấy là bạn trai của tôi. Cái gì, bạn trai sao? Quan sát Dương Tiêu, Tần Lãng Hiên mí mắt giật không ngừng. Bản thân từ trước đến nay luôn yêu thích đường đường vậy mà đột nhiên lại nhảy ra một người bạn trai, hơn nữa còn là một kẻ quê mùa. Tần Lãng Hiên xuất thân từ Tần gia, một trong 10 đại gia tộc Trung Nguyên, từ nhỏ mắt nhìn đã bát phàm, hắn chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra quần áo trên người Dương Tiêu toàn là quần áo bình thường, không hề có bất kỳ nhãn hiệu danh tiếng nào. Kẻ quê mùa như vậy làm sao có thể trở thành bạn trai của đường đường, trong mắt Tần Lãng Hiên, Dương Tiêu căn bản không có tư cách trở thành bạn trai của đường đường. Hiện trường cũng lập tức dâng lên một trận bàn tán ồn ào. Bọn họ không ngờ rằng đường đường vậy mà lại tuyên bố thừa nhận Dương Tiêu chính là bạn trai của cô. Phải biết rằng, đường đường từ trước đến nay đều tự lực cánh sinh, tính cách mạnh mẽ, từ trước đến nay chưa từng chấp nhận bất kỳ lời tỏ tình nào. Đột nhiên công khai, khiến cho những người hâm mộ yêu thích đường đường có chút trở tay không kịp. Toàn thân Dương Tiêu lập tức cứng đờ, hắn không thể ngờ được con bé đường đường này vậy mà lại tự nói hắn chính là bạn trai của cô. Nếu như bị Đường Mộc Tuyết biết được, vậy thì phải làm như thế nào đây? Đường đường đỏ mặt thấp giọng nói, anh dễ, em cũng chỉ là bị ép buộc thôi, cầu xin anh giúp em một lần. Không thể không nói, tên Tần Lãng Hiên này nhìn thì vô cùng phong độ tao nhã, nhưng thật sự lại là một hoa hoa công tử hàng thật giá thật. Ngôn tình hoàn. Có không ít nữ sinh ở Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên đều đã lên giường cùng Tần Lãng Hiên, hơn nữa, tên Tần Lãng Hiên này lại cực kỳ không biết tự kiểm điểm. Bình thường lái siêu xe đến những nơi không đàng hoàng như thiên đường nhân gian. Nghe nói năm ngoái có một nữ sinh bị Tần Lãng Hiên làm đến mức mang thai, sau đó liền bị hắn ta kéo bệnh viện bắt phá bỏ. Tần gia dù sao cũng là một trong 10 gia tộc lớn của thành phố Trung Nguyên, gia sản lên chục hàng chục tỷ, Tần Lãng Hiên còn là con trai độc nhất của dòng chính thất Tần gia, từ nhỏ đến lớn đã được nuông chiều. Cho nên, việc khiến nữ sinh mang thai đối với người nhà Tần gia mà nói cũng chỉ là chút chuyện vặt vãnh nhỏ như hạt mè không đáng nhắc đến. Mặc dù Tần Lãng Hiên quả thực yêu thích cô, nhưng đường đường ngược lại không chút hứng thú nào với hắn. Vậy mà Tần Lãng Hiên cứ bám giết lấy cô không buông, đường đường sớm đã cảm thấy chán ghét hắn. Nếu như tên Tần Lãng Hiên này làm người quang minh chính đại, một thân hạo nhiên chính khí, có lẽ trước đây cô sẽ cho hắn một cơ hội. Chỉ là, đường đường dù sao cũng là một người trong sạch. Cô có thể cho phép một nửa của mình yêu đường lên giường cùng với người khác, nhưng một người đàn ông cần phải biết gánh vác trách nhiệm trên vai. Đối với loại người hỗn đản kéo quần lên liền không nhận người như Tần Lãng Hiên, đường đường chán ghét cực điểm. Nhằm mục đích khiến cho Tần Lãng Hiên chết tâm mất hết hy vọng với mình, đường đường mới giới thiệu Dương Tiêu chính là bạn trai của mình. Dương Tiêu dở khóc dở cười, nhưng lại không thể không đóng giả thành bạn trai của đường đường. Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của đường đường. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cô lúc này chính là không thích người thanh niên trước mặt này, nên Dương Tiêu chỉ có thể căng ra đầu giúp đỡ đường đường một phen. Hàn Thúy Bình nghe thấy những lời này ngược lại vui mừng không thôi, chỉ cần đường đường đã có đối tượng, vậy thì Tần Lãng Hiên sẽ chết tâm, bản thân nhất định sẽ có cơ hội với hắn. Tần Lãng Hiên trẻ tuổi nhiều tiền, lớn lên lại anh tuấn, hơn nữa xuất thân danh môn, đây chính là những điều khiến Hàn Thúy Bình rung động. Tần Lãng Hiên lúc này chỉ cảm thấy bản thân hắn như ăn phải ruồi chết. Trong lòng không có chút mùi vị gì. Nhằm thể hiện phong độ trước mặt đường đường, Tần Lãng Hiên liền chủ động vươn tay, tao nhã cười với Dương Tiêu, xin chào, tôi là Tần Lãng Hiên, là bạn học của đường đường, là hội trưởng hội học sinh Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên. Dương Tiêu lịch sử trả lời, xin chào, tôi tên Tiêu Dương, là bạn trai của đường đường. Khi nghe thấy Dương Tiêu nói hắn chính là bạn trai của cô, khuôn mặt tỉnh xảo của đường đường lập tức ửng đỏ như trái táo. Cô thật sự hy vọng đây không phải là một lời nói đùa mà là sự thật. Chỉ đáng tiếc, tất cả chỉ là do bản thân có tưởng tượng ra mà thôi. Ai nói Dương Tiêu chính là anh rể của mình chứ? Tiêu Dương, Tần Lãng Hiên tỉ mỉ chăm chú suy nghĩ một lát, nhưng thật sự không nhớ ra được trong các danh gia vọng tộc tại thành phố Trung Nguyên này còn có một Tiêu gia. Sau đó quan sát quần áo trên người Dương Tiêu,
trong lòng hắn càng thêm khinh thường. Tần Lãng Hiên chính là đang nghi ngờ Dương Tiêu chỉ là một người công nhân, chính vì ham mê nhan sắc xinh đẹp của Đường Đường nên đã đem tài sản nhiều năm lấy ra mua cho Đường Đường một chiếc túi sách hàng hiệu trị giá vài trăm ngàn. Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Tần Lãng Hiên liền thông suốt, chuyện này nhất định chính là như vậy. Những năm nay, đã không biết có bao nhiêu dốc hết tiền bạc để tặng quà cho các blogger, tính chất cũng giống như vậy thôi. Tần Lãng Hiên lúc này liền liếc mắt ra hiệu cho đám đàn em này lập tức lĩnh hội được ánh mắt của Tần Lãng Hiên vừa rồi có ý gì. Nếu như đã là bạn trai của Đường Đường vậy thì cũng là bạn bè với Tần Lãng Hiên tôi, người anh em Tiêu Dương này, ngồi ngồi, mau ngồi xuống, cứ xem như đây là nhà mình, không cần khách sáo. Tần Lãng Hiên giả vờ nhiệt tình nói. Tiếp sau đó, hắn sẽ làm như vô tình mà để lộ ra thân phận của bản thân, sỉ nhục Dương Tiêu, khiến cho Dương Tiêu tự biết khó mà rút lui. Thân phận thật của Dương Tiêu tất nhiên không thể bại lộ, hắn chỉ có thể đảo ngược tên mình để tự giới thiệu thành Tiêu Dương. Đừng bước qua đó, Đường Đường kéo tay Dương Tiêu, cô tất nhiên biết rằng bụng dạ tên Tần Lãng Hiên này tuyệt đối không có gì tốt đẹp. Tần Lãng Hiên sảng khoái cười nói, Đường Đường, lời này có ý gì chứ? Anh cùng người anh em Tiêu Dương này vừa gặp như đã quen, tại sao lại không thể ngồi xuống uống vài ly kết giao bạn bè chứ? Hành hạ cả một ngày, Dương Tiêu thật sự cảm thấy mệt mỏi. Lại nói, nơi này là buổi tụ họp các sinh viên đại học, ngoại trừ Đường Đường, Dương Tiêu cũng không quen biết bất kỳ ai khác. Tên Tần Lãng Hiên này chính là một kẻ khẩu Phật tâm xà, trong nụ cười giấu đao, nếu như không hù họa hắn một phen, e rằng sau này Đường Đường cũng sẽ gặp không ít phiền phức. Nhằm giải quyết hậu quả sau này cho Đường Đường, hắn cũng phải xem thử lòng dạ tên Tần Lãng Hiên này rốt cuộc chứa thứ gì. Đúng vậy Đường Đường, anh có chút khát nước, ngồi xuống uống một hai ly mà thôi. Vừa nói, Dương Tiêu liền ngồi xuống bên cạnh Tần Lãng Hiên. Nhìn thấy Dương Tiêu đã mắc lừa, nội tâm Tần Lãng Hiên cười lạnh không ngừng, tiểu tử tiếp sau đó xem tôi làm thế nào để chỉnh chết cậu. Một đám đàn em của Tần Lãng Hiên cũng bắt đầu ngồi xuống, trên mặt toàn là ý châm chọc. Đường Đường tức đến mức giẫm chân đành đạch, cô không thể ngờ rằng Dương Tiêu như vậy mà lại chủ động mắc câu, không lẽ anh dễ không nhận ra tên Tần Lãng Hiên này đang cố ý gây chuyện hay sao? Khi vừa yên vị, Tần Lãng Hiên tiếp tục nói, Tiêu Dương đại ca, em đến từ Tần gia Trung Nguyên, chính là Tần gia của một trong 10 đại gia tộc của thành phố Trung Nguyên, không biết anh có nghe qua hay chưa? Dương Tiêu cười nhạt một tiếng, có nghe qua. Hắn chính là biết rõ Tần Lãng Hiên cố ý lấy thân phận ra đè ép bản thân mình. Nhưng đáng tiếc Dương Tiêu không dễ mắc lừa như vậy. Đến gia chủ cung gia của gia tộc lớn mạnh nhất của Trung Nguyên hắn cũng quen biết, chứ đừng nói đến một Tần gia nho nhỏ. Nhìn thấy Dương Tiêu mặt không chút biểu cảm, trái tim Tần Lãng Hiên không ngừng mắng Dương Tiêu giả thần giả quỷ. Người bình thường chỉ cần nghe thấy bản thân hắn đến từ Tần gia một trong 10 đại gia tộc Trung Nguyên, liền lập tức nhanh chóng quỳ xuống nịnh hót, tên này vậy mà lại không chút phản ứng nào, chuyện này rõ ràng khiến cho Tần Lãng Hiên tức giận không thôi. Tần Lãng Hiên tiếp tục hỏi, không biết Tiêu Dương đại ca học ở trường đại học nào? Hải, tôi chưa từng học đại học, Dương Tiêu thành thật trả lời. Nghe câu trả lời này của hắn, Tần Lãng Hiên càng thêm chắc chắn Dương Tiêu chính là công nhân chuyển gạch ngoài công trình. Tần Lãng Hiên tiếp tục truy hỏi, ố, Tiêu Dương đại ca vừa nhìn liền biết tài cao bắt đầu, vậy mà lại chưa từng học đại học, thật đáng tiếc. Không biết hiện tại anh đang làm công việc gì? Câu hỏi này quả thật có chút làm khó hắn. Bản thân cũng không thể nói với Tần Lãng Hiên mình hiện tại chính là đàn ông nội trợ. Nếu như nói bản thân chính là đàn ông nội trợ, không phải đã tự vạch trần thân phận của mình hay sao? Cho nên Dương Tiêu lạnh nhạt trả lời, tôi là bác sĩ. Bác sĩ sao? Tần Lãng Hiên vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn như thế nào cũng cảm thấy Dương Tiêu không hề giống với hình tượng bác sĩ. Dương Tiêu gật đầu trả lời, không sai, tôi chính là bác sĩ. Đắn đo một chút. Dương Tiêu vẫn tùy tiện nói ra một thân phận, dù sao hắn cũng không bốc phét, Dương Tiêu hắn quả thực biết y thuật. Tần Lãng Hiên châm chọc nói, nghề bác sĩ rất tốt. Tiêu Dương đại ca còn trẻ tuổi như vậy, y thuật nhất định đã tinh thông, e rằng đến thần y Liễu Giang Hà danh tiếng lẫy lừng cũng không phải là đối thủ của anh. Có lẽ là như vậy, Dương Tiêu cũng không chút khiêm tốn trả lời. Dựa theo thực lực của hắn, quả thật vượt xa so với Liễu Giang Hà. Lời này khiến cho Tần Lãng Hiên cùng đám anh em của mình đều chết lặng. Ôi mẹ tôi ơi! Tên này vậy mà lại tự thừa nhận y thuật của mình so với thần y Liễu Giang Hà còn cao minh hơn. Chăm chú quan sát Dương Tiêu, một đám người ngồi xung quanh liền lộ ra ánh mắt khinh thường.
giống như đang nói, anh mẹ nó không bốc phét sẽ chết hay sao? Liễu Giang Hà là ai chứ? Đó chính là thần y tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Trung Nguyên này, y thuật xuất thần nhập hóa, hơn nữa chính là hội trưởng Hiệp hội Y học Trung Nguyên, là nhân vật cấp bắt đầu tinh quân của giới y học, nhìn khắp lãnh thổ đất nước này cũng chiếm một vị trí trong giới y học hiện nay. Vậy mà tên quê mùa này lại nói y thuật của hắn so với Liễu Giang Hà còn lợi hại hơn, thật là khiến người khác tức cười đến rụng răng. Người thanh niên Tiêu Dương này tuổi còn trẻ nhưng ăn nói lại không kiên trì, Tần Lãng Hiên lúc này đã xác định rằng Dương Tiêu nhất định chính là hạng người ưa thích khoe khoang khoác lác. Nếu đã như vậy, vậy thì cũng nói trúng tim đen hắn. Nếu muốn cho kẻ địch tuyệt vọng, đầu tiên phải thổi phồng hắn. Hội trường lúc này có không ít sinh viên xuất sắc khoa y, vì câu nói vừa rồi của Dương Tiêu mà liếc mắt khinh thường. Trong lòng của một đám sinh viên khoa y mà nói, Liễu Giang Hà dù sao cũng là sự tồn tại cao nhất trong giới y học. Dương Tiêu phát ngôn không chút cố kỵ nào, điều này quả thật chính là đang sỉ nhục đến thần y Liễu Giang Hà. Nếu như không phải vì Tần Lãng Hiên có mặt, bọn họ sớm đã bước lên trước cho Dương Tiêu chút sắc mặt, khiến cho Dương Tiêu biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đường Đường chố mắt nhìn chân chối, cô như thế nào cũng không ngờ được Dương Tiêu lại ăn nói không chút khách sáo ũ nào, chuyện này khiến cô gấp gáp chết đi được. Đường Đường liền bước lên trước kéo tay Dương Tiêu ra hiệu cho hắn dừng nói tiếp nữa, nhưng Dương Tiêu căn bản không hề có ý dừng lại. Tiếp theo đó, một người đàn ông trung niên mặc lễ phục chậm rãi bước lên sân khấu, khiến cho cả hiện trường lúc này đang huyên náo lập tức im lặng như tờ. Hai sinh viên mang một chiếc đàn piano đặt lên trên sân khấu, sau đó người đàn ông trung niên này bước lên sân khấu bắt đầu diễn tấu. Từng giai điệu êm tai dần dần vang lên, khiến cho tâm hồn con người cảm thấy thoải mái thư sướng. Mệt mỏi cả một ngày dài dần được giải tỏa. Đường Đường kinh ngạc lên tiếng, vậy mà lại là Lưu Kiện đại sư, ông ấy làm sao lại đến đây? Lưu Kiện, nghệ sĩ đàn dương cầm hàng đầu của thành phố Trung Nguyên, trong giới đàn dương cầm vô cùng có danh tiếng, tài năng dương cầm cũng vô cùng xuất sắc. Chỉ đáng tiếc, Lưu Kiện hiện tại cũng đã gần 40, đã lâu rồi không tiếp thu những kiến thức mới, dẫn đến năng lực đàn piano trì trệ không tiến bộ. Nhưng dựa vào thực lực vững chắc trước đây, Lưu Kiện vẫn ngồi vững tại vị trí nghệ sĩ đàn dương cầm hàng đầu của thành phố Trung Nguyên. Lúc này, Lưu Kiện ngồi trên sân khấu diễn tấu bản hòa tấu song Off Hurt Đinh Ship, điều này khiến cho Dương Tiêu cảm thấy có chút nực cười. Tại sao lại có nhiều người thích bản hòa tấu này đến như vậy chứ? Dương Tiêu kỳ quái nhìn sang Đường Đường hỏi, người này rất có danh tiếng hay sao? Sắc mặt Đường Đường vô cùng tôn kính nói, đây chính là nghệ sĩ đàn dương cầm hàng đầu của thành phố Trung Nguyên của chúng ta. Là người đức cao vọng trọng trong giới âm nhạc, không biết có bao nhiêu người học đàn piano đều muốn nhận Lưu Kiện đại sư làm thầy. Ồ, vậy sao? Dương Tiêu có chút kinh ngạc. Nội tâm Tần Lãng Hiên cười khinh thường không ngót, tên quê mùa này vậy mà đến cả danh tiếng của Lưu Sướng đại sư cũng không biết, thật sự quá quê mùa. Tần Lãng Hiên châm chọc nói, Tiêu Dương đại ca, anh cảm thấy khả năng diễn tấu đàn piano của Lưu Kiện đại sư như thế nào? Tạm tạm. Dương Tiêu vô cùng thong dong bình luận một câu. Cái gì, chỉ tạm tạm thôi. Nghe đến câu nói này của hắn, ánh mắt của hơn hàng trăm người khi nhìn Dương Tiêu đều tràn ngập sự kinh ngạc. Tên này là ai chứ, khẩu khí cũng thật là lớn. Nghệ sĩ đàn dương cầm hàng đầu của thành phố Trung lên ác, nguyên đích thân biêu diên vậy mà hắn lại nói chỉ tạm tạm mà thôi. Lưu Kiện lúc này đang diễn tấu trên sân khấu đột nhiên nhíu mày, ông liền liếc mắt nhìn Dương Tiêu, trên mặt thể hiện nét không vui. Chỉ là một hậu bối nhỏ nhoi, vậy mà lại đánh giá kỹ năng đánh đàn của ông chỉ tạm tạm mà thôi, thật sự là kiêu căng ngạo mạn. Cũng vì thân phận trưởng bối của mình, Lưu Kiện cũng không dễ ra mặt. Hôm nay dù sao cũng là buổi giao lưu gặp mặt của các sinh viên xuất sắc từ các trường đại học nổi tiếng Trung Nguyên, ông nhận được lời mời nên đã đến hội trường, chuẩn bị tiến hành chỉ dạy cho các sinh viên ở đây, đồng thời khuếch trương lực ảnh hưởng của mình. Nhưng không nghĩ rằng ở hội trường này lại có người dám nói kỹ năng của ông cũng chỉ tầm thường mà thôi, thật đáng ghét. Chỉ tạm tạm mà thôi. Tần Lãng Hiên sắc mặt đông cứng, hắn triệt để bị Dương Tiêu làm kinh ngạc rồi. Tên quê mùa này, thật biết cách bốc phét, vừa rồi không để ý đến anh thì cũng thôi đi, không nghĩ đến càng bốc phét càng quá đáng. Ngay giây phút này, Tần Lãng Hiên có chút nghi ngờ Dương Tiêu có phải đã uống rượu hay không, cho nên hiện tại đang giả thần giả quỷ. Dương Tiêu gật đầu, quả thật chỉ tạm tạm. Dương Tiêu nói không sai, kỹ năng đàn piano của Lưu Kiện thật sự chỉ có thể nói là tạm tạm mà thôi. Hoặc có lẽ Lưu Kiện trên các phương diện khác của đàn piano có năng lực vượt trội,
nhưng bản hòa tấu song óp Herding Ship vừa biểu diễn vừa rồi, so với Lãng Lãng còn kém xa. Hàn Thúy Bình cười lạnh một tiếng, hừ, Tiêu Dương, anh không lẽ tính nói tài năng đàn piano của Lưu Kiện Đại Sư không bằng anh hay sao? Dương Tiêu cũng không có ý khiêm tốn, hắn hôm nay chính là muốn làm khiếp sợ đám người xấu xa này, cũng nhằm mục đích giải quyết phiền phức sau này cho Đường Đường. Đúng vậy, Dương Tiêu gật đầu thừa nhận. Bùm! Nghe câu nói này của Dương Tiêu, một đám người ở hiện trường không cách nào bình tĩnh được, toàn bộ đều đồng loạt hô hào. Tên khoác lác này vậy mà lại nói bản thân hắn so với Lưu Kiện Đại Sư càng lợi hại hơn. Làm sao có thể? Tần Lãng Hiên tiếp tục truy hỏi, ồ, thật không nhìn ra Tiêu Dương đại ca vậy mà lại còn biết đàn piano, nếu như đã nói như vậy, vậy thì đến cả thiên tài piano Lãng Lãng cũng không phải là đối thủ của anh hay sao? Đúng vậy, Dương Tiêu lại gật đầu xác nhận một lần nữa. Mẹ nó! Tận mắt nhìn thấy Dương Tiêu lại lần nữa gật đầu thừa nhận, khóe miệng một đám người liên tục co giật. Đến cả Lưu Kiện Đại Sư trên sân khấu khi nhìn Dương Tiêu cũng tràn ngập khinh bỉ trong lòng tất cả sinh viên, tài năng của Lưu Kiện có lẽ bọn họ phải dành cả đời khổ luyện mới có thể đuổi kịp, chứ đừng nói đến thiên tài piano Lãng Lãng. Lưu Kiện không thể không thừa nhận, Lãng Lãng chính là thiên tài âm nhạc, tài năng đàn piano nhất định đã vượt xa cả ông ta. Đường Đường cứng người, trong lòng nổi lên một trận dao động. Ông trời của tôi ơi! Anh dễ ơi anh rẻ, anh rốt cuộc muốn làm gì chứ? Dù cho là Đường Đường, thì đến bản thân cô cũng cho rằng Dương Tiêu huênh hoang. Trong ấn tượng của Đường Đường, Dương Tiêu trong 5 năm này căn bản không biết cái gì gọi là y thuật hay đàn piano, đợi lát nữa nếu chọc giận đến Lưu Kiện Đại Sư, vậy thì khó thu dọn tàn cục rồi. Anh dễ, anh đừng nói nữa. Đường Đường đỏ mặt kéo tay Dương Tiêu. Dương Tiêu dịu dàng nói, Đường Đường, anh chỉ muốn tường thuật một sự thật mà thôi. Lời nói này, Hàn Thúy Bình tiếp tục công kích nói, vậy sao? Anh đừng có nói với tôi rằng, buổi hòa nhạc của Lãng Lãng vào ngày hôm nay xuất hiện một cao thủ thần bí tái diễn lại bản hòa tấu song óp Herding Ship chính là anh, khiến cho Lưu Sướng Đại Sư phải cam bái hạ phong cũng chính là anh, người tại hiện lại khung cảnh thịnh điển không sơn điều ngữ cũng chính là anh. Trong mắt tất cả mọi người, Dương Tiêu chính là đang bốc phét. Không sai, Dương Tiêu tiếp tục gật đầu. Hừ, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường hoảng loạn nhìn Dương Tiêu. Mẹ ơi! Tên tiểu tử này thật biết cách chém gió. Tỉ mỉ quan sát quần áo rách nát Dương Tiêu mặc trên người, so với kẻ nhặt rác cũng không có gì khác biệt, bọn họ chính là cho rằng Dương Tiêu đang ở nơi này cố ý thổi phồng mọi chuyện, chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi. Kiêu căng ngạo mạn, nghe thấy lời thừa nhận vô liêm sỉ của Dương Tiêu, Lưu Kiện Đại Sư triệt để phẫn nộ. Khung cảnh thịnh điển không sơn điều ngữ ông cũng đã nghe qua, chuyện này khiến cho Lưu Kiện chấn động không thôi. Cũng vì không sơn điều ngữ chính là điển tích chỉ được ghi lại trong các điển tích cổ mà thôi, có thể làm đến bước này, có thể diễn tấu ra tinh túy của bản hòa tấu song óp Herding Ship thì chính là tiền bối của ông, đến mức trong tim Lưu Kiện đã xem người này như một vị thần minh trong giới đàn piano. Hiện tại, thần tượng bị người sỉ nhục, Lưu Kiện không thể không tức giận. Tần Lãng Hiên triệt để nổi giận, hắn đập tay lên bàn tức giận nói, tiểu tử, tôi nhịn anh lâu lắm rồi, anh con mẹ nó không bốc phét thì sẽ chết hay sao? Đúng vậy, rốt cuộc từ đâu nhảy ra một tên cuồng đồ như thế này chứ, nhanh chóng đem tên tiểu tử này ném ra ngoài. Đáng chết, đã chọc giận đến Lưu Kiện Đại Sư rồi, tiểu tử này, cậu chết chắc rồi, cậu nhất định chết chắc rồi, vừa lên tiếng chính là bốc phét, thật là cho cậu mặt mũi mà. Một đám người nhìn Dương Tiêu giống như đang nhìn thấy một kẻ cuồng đồ chỉ biết bốc phét, giống như đang nhìn thấy một kẻ bắt tài vô dụng không cách tư cách lên sân khấu. Bốc phét, tôi thật sự không có bốc phét. Những gì tôi nói đều là sự thật, Dương Tiêu từ tốn nói. Tần Lãng Hiên sắc mặt hung hãn khinh thường nói, Tiêu Dương, vừa rồi tất cả mọi người đều đã nhường nhịn, không muốn cùng anh xé rách lớp mặt nạ, chuyện đã nước này, anh vẫn còn tiếp tục bốc phét hay sao? Tôi không hề bốc phét, nếu như không tin thì các người có thể tự mình đi điều tra. Dương Tiêu cười nhạt nói. Nhìn sang Dương Tiêu lúc này, tất cả mọi người càng bất lực không lời nào để nói. Dương Tiêu cho rằng bọn họ không có cách nào để kiểm tra sự thật hay sao. Chính ngay lúc này, một tiếng hô kinh ngạc vang lên, Liễu Thần Y Liễu Giang Hà đã đến. Cái gì, Liễu Giang Hà đã đến? Lời này, Tần Lãng Hiên liền nhìn sang Dương Tiêu châm chọc nói, Liễu Thần Y đã đến, lát nữa để xem anh sẽ chết như thế nào. Hiện trường tất cả mọi người đều cười lạnh, giống như tất cả bọn họ đã nhìn thấy trước được hình ảnh khi lời nói dối của Dương Tiêu bị vạch trần. Hắn đã phải mất mặt đến thế nào?
Tần Lãng Hiên phóng nhanh như tên bắn lao ra ngoài, hắn đã quyết định khiến cho Dương Tiêu hôm nay nhất định phải mất hết mặt mũi. Hắn phải cho Đường Đường nhìn thấy rõ được mặt nạ giả dối của Dương Tiêu, hắn phải cho Đường Đường biết rằng chỉ có hắn mới xứng làm bạn trai của cô. Tần Lãng Hiên nhanh chóng bước đến trước mặt Liễu Giang Hà trịnh trọng nói, vãn bối Tần Lãng Hiên xin ra mắt Liễu Thần Y. Tần thiếu khách khí rồi, Liễu Giang Hà tất nhiên sẽ biết rõ danh tiếng của Tần Lãng Hiên. Tần Lãng Hiên chính là Tần gia thiếu chủ của một trong 10 đại gia tộc Trung Nguyên, các đại nhân vật của thành phố Trung Nguyên hắn đều có quen biết. Tần Lãng Hiên bày ra dáng vẻ tức giận bất bình lên tiếng, Liễu Thần Y, hiện trường có một tên cuồng đồ nói rằng ngài chính là đồ rác rưởi, còn nói y thuật của hắn đã vượt xa ngài. Nhằm vu oan giá họa cho Dương Tiêu, Tần Lãng Hiên quyết định thêm mắm dặm muối. Ồ, còn có loại chuyện này sao? Liễu Giang Hà sắc mặt dần trầm xuống, lên tiếng hỏi. Bản thân chính là Thái Sơn bắt đầu trong giới y học, Liễu Giang Hà từ trước đến nay chưa từng bị người khác khinh thường qua. Đến cả những lão già ngang vai về cũng không có một ai dám ăn nói ngông cuồng, không đem mình để vào trong mắt như vậy. Nhận thấy Liễu Giang Hà đã nổi giận, trong đôi mắt của Tần Lãng Hiên lóe lên một tia nham hiểm, hắn hung hãn chỉ tay về phía Dương Tiêu, Liễu Thần Ý, chính là người đó, nói rằng y thuật ngài chẳng khác nào đồ rác rưởi, cũng chính hắn nói y thuật của ngài như một bãi phân chó. Lúc này hiện trường có rất nhiều người nhường đường, làm thông thoáng một khoảng cách, Dương Tiêu lập tức trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Rốt cuộc kẻ nào lại có khẩu vị nặng như vậy? Liễu Giang Hà lạnh giọng, liền nhìn theo ngón tay của Tần Lãng Hiên. Nhìn thấy Liễu Giang Hà nổi giận phừng phừng, nội tâm lúc này của Tần Lãng Hiên cũng được khuây khỏa phần nào, một đám sinh viên ngồi chờ xem kịch vui cũng bắt đầu nở nụ cười châm chọc. Đường Đường gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, chuyện này gây ra chuyện lớn rồi. Gây ra chuyện lớn rồi. Liễu Thần Y đức cao vọng trọng, lại trọng danh dự, ông ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Dương Tiêu đâu. Sau đó, ngay khi ông nhìn rõ người phía trước chính là Dương Tiêu, đôi mắt già nua của Liễu Giang Hà liền lập tức mở to, nở rộ nụ cười, sau đó nhanh chóng bước đến trước mặt Dương Tiêu cung kính nói, Liễu Giang Hà tham kiến Dương Tiểu Thần Y cái gì? Tham kiến Dương Tiểu Thần Y. Bùm, điều này không khác gì một ngòi lửa ném vào trong biển người. Khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt không thôi. Liễu Giang Hà người được mệnh danh là Thái Sơn bắt đầu của giới y học Trung Nguyên vậy mà lại đến tham kiến một tên nhóc lông tóc vẫn chưa mọc đủ. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt tất cả mọi người lập tức đông cứng, khó tin mà nhìn thẳng, đến mức bọn họ còn cho rằng có phải bản thân đã xuất hiện ảo giác hay không. Hả, kẻ đang ngồi chờ xem một màn kịch vui như Tần Lãng Hiên nhất thời chết lặng. Đường Đường cũng trơ mắt nhìn ngây ngốc. Liễu Giang Hà là ai chứ? Đây chính là nhân vật tiêu biểu có tiếng tăm trong giới y học Trung Nguyên. Liễu Thần Y vậy mà lại bái kiến anh rẻ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Tiêu dở khóc dở cười, Liễu Thần Y, ông đây đang làm gì vậy? Ông làm như vậy làm sao tôi dám nhận được đây? Liễu Giang Hà đặc biệt kích động nói, thật không nghĩ đến vậy mà có thể ở nơi này gặp được Dương Tiểu Thần Y, lão đây quả thật có chút kích động. Từ sau khi điều trị đôi chân cho Đường Kiến Quốc, Dương Tiêu đã truyền thụ lại cho Liễu Giang Hà thủ pháp hồi mệnh tam châm. Sau khi được chân truyền hồi mệnh tam châm, y thuật của Liễu Giang Hà đột nhiên có bước đột phá, sức ảnh hưởng trong giới y học lại một nửa đột phá lên một tầng cao mới. Tất cả những điều này đều do Dương Tiêu ban tặng, cũng vì vậy, chỉ cần gặp được Dương Tiêu thì Liễu Giang Hà liền kích động không thôi. Tần Lãng Hiên trợn mắt há hốc mồm bước lên trước hỏi, Liễu Thần Y, ngài có phải nhận lầm người hay không? Đúng vậy Liễu Thần Y. Tên tiểu tử này làm sao có tư cách nhận sự diện kiến của ngài chứ? Liễu Thần Y. Hiện trường một đám người bất ngờ ngoài dự kiến, ồn ào bước lên phía trước liên tục lên tiếng. Liễu Giang Hà liếc mắt nhìn xung quanh hội trường, ông liền hiểu được vừa rồi nhất định là đám người Tần Lãng Hiên có ý sỉ nhục Dương Tiêu, cho nên những lời Tần Lãng Hiên nói với mình vừa rồi nhất định đã phóng đại lên gấp nhiều lần. Trong ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, Liễu Giang Hà lạnh giọng nói, hỗn láo. Danh tiếng của Dương Tiểu Thần Y là điều mà các người có thể tùy tiện nghi ngờ hay sao? Có biết khoảng thời gian trước cung lão thái gia nhờ vào hồi minh tam châm của Dương Tiểu Thần Y mà được cứu sống lại hay không? Các người vậy mà lại có gan nghi ngờ y thuật của cậu ấy. Dù cho là lão phu cũng không dám trước mặt Dương Tiểu Thần Y huênh hoang phách lối, y thuật của lão phu trước mặt Dương Tiểu Thần Y đây căn bản không đáng nhắc đến. Cái gì? Nghe những lời này của Liễu Giang Hà, cả hiện trường triệt để bùng nổ. Ánh mắt tất cả mọi người khi nhìn Dương Tiêu đều tràn ngập kính sợ,
người đàn ông này vậy mà lại là Dương Tiểu Thần Y mới xuất hiện thời gian gần đây của thành phố Trung Nguyên. Khoảng thời gian trước cung lão thái gia cung Thiên Tề đột nhiên phát bệnh, ngay lúc tình huống nguy cấp thì được một vị thanh niên cứu sống, chuyện này đã được lan truyền rộng rãi, hiện trường tất cả mọi người đều biết chuyện này. Điều khiến mọi người không ngờ đến chính là nhân vật đó chính là Dương Tiêu đang đứng trước mặt bọn họ. Nếu thật sự là như vậy, thì y thuật của Liễu Giang Hà quả thật không người đàn ông này. Địch Tân Lãng Hiên kinh ngạc đến mức văng tục, hắn hiện tại chỉ nghi ngờ bản thân đã xuất hiện ảo thính, vốn cho rằng tên tiểu tử này khẳng định đang bốc phét. Thực lực y thuật của người ta rõ ràng có thể giết sạch Liễu Giang Hà. Hàn Thúy Bình cũng ngây ngốc, vừa rồi cô còn chuẩn bị chế nhạo Dương Tiêu cùng Đường Đường. Ngay lúc tất cả mọi người vẫn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc, thì lại vang lên một trận ồn ào, Lưu Sướng Đại Sư cùng Lãng Lãng Đại Sư đến. Hôm nay chính là ngày giao lưu giữa các trường đại học, các nhân tài của các lĩnh vực ở Trung Nguyên toàn bộ đều đến hội trường, đối với những học viên ưu tú tiến hành chỉ điểm, Lưu Sướng cùng Lãng Lãng tất nhiên cũng nhận được thiệp mời. Nhớ đến Dương Tiêu vừa rồi tuyên bố bản thân chính là nghệ sĩ đàn piano, người đứng phía sau đã tái hiện lại khung cảnh thịnh điển Không Sơn Điều Ngữ. Tần Lãng Hiên trong bụng lại bắt đầu có suy nghĩ xấu xa. Hắn chính là không tin rằng Dương Tiêu chính là một người đa tài, vừa biết y thuật vừa biết đàn piano. Ánh mắt tất cả mọi người ở hiện trường lúc này khi nhìn Dương Tiêu từ khiếp sợ dần chuyển sang lạnh nhạt, giống như sắp tới sẽ vạch trần được lớp mặt nạ của hắn. Tiểu tử nhà anh, đừng đắc ý quá sớm, đừng cho rằng y thuật của anh bất phàm thì có thể ở nơi này giễu võ dương oai, đợi lát nữa tôi nhất định sẽ cho anh đẹp mặt. Tần Lãng Hiên hung hăng liếc mắt nhìn sang Dương Tiêu. Dương Tiêu vân đạm phong kinh nói, cứ tự nhiên. Xem ra anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đợi lát nữa tự nhiên sẽ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Tần Lãng Hiên hung ác nói. Vừa dứt lời, Tần Lãng Hiên liền bước về phía cửa lớn của hội trường. Giây phút này, Lưu Sướng khoác chiếc áo đường trang màu đỏ cùng với Lãng Lãng một thân âu phục, kẻ trước người sau bước vào hội trường. Tần Lãng Hiên nhanh chóng bước đến trước mặt Lưu Sướng tự giới thiệu nói, Lưu Sướng tiền bối, cháu là Tần Lãng Hiên, thiếu chủ Tần gia Trung Nguyên, hiện tại trong buổi giao lưu này có một tên cuồng đồ ăn nói ngông cường nói rằng năng lực đàn piano của ngài cùng Lãng Lãng không khác gì đồ rác rưởi, còn nói hắn chính là người tái hiện lại khung cảnh thịnh điển Không Sơn Điều Ngữ, còn khoác lác rằng sáng nay ngài còn muốn nhận hắn làm thầy. Ồ, sắc mặt Lưu Sướng lập tức trở nên khó coi. Bản thân ông chính là nghệ sĩ đàn dương cầm cấp quốc gia. Từ trước đến nay chưa từng bị người khác xem thường. Lãng Lãng cũng nhíu mày không hài lòng, rốt cuộc là kẻ nào, vậy mà lại có thể ăn nói không kiêng kỵ như vậy. Ngoại trừ Dương Tiêu ra, căn bản không có người nào có tư cách đánh giá bọn họ như vậy. Nhưng Dương Tiêu Dương Đại Sư làm sao có thể xuất hiện ở buổi tiệc như thế này được chứ? Nhìn thấy nét tức giận trên khuôn mặt Lưu Sướng, trong lòng Tần Lãng Hiên không ngừng cười lạnh. Tiêu Dương à, hôm nay ông đây nhất định chỉnh chết cậu, cậu cứ ngồi chờ chết đi. Tần Lãng Hiên hung hăng nói, Lưu Sướng tiền bối, Lãng Lãng đại sư, chỉ cần hai người ra lệnh, chúng tôi nhất định sẽ mang tên tiểu tử đó hung hăng giáo huấn một trận, xem hắn còn dám hống hách nữa hay không. Mang bọn ta đến gặp hắn, Lưu Sướng tối sầm mắt lên tiếng. Tần Lãng Hiên lập tức dẫn hai người bọn họ vào trong hội trường buổi giao lưu, cả khuôn mặt trầm trọng chỉ vào Dương Tiêu nói, Lưu Sướng tiền bối, chính là tên tiểu tử đó. Nhìn thấy người vừa xuất hiện chính là Lưu Sướng cùng Lãng Lãng. Ánh mắt tất cả mọi người khi nhìn Dương Tiêu tràn ngập sự hung ác độc địa, giếng như bọn họ đã tận mắt chứng kiến giây phút lời nói dối của Dương Tiêu bị vạch trần. Tiếp theo đó chính là hình ảnh khiến cho tất cả các học sinh có mặt kinh ngạc đến mức cằm rớt xuống cả đất. Khi nhìn rõ khuôn mặt Dương Tiêu, Lưu Sướng toàn thân kích động, nhanh như tên bắn chạy đến quỳ xuống trước mặt Dương Tiêu, thần sắc nghiêm túc nói, Dương Đại Sư, xin ngài nhận tôi làm đệ tử. Địch, 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 địch. Tận mắt chứng kiến Lưu Sướng quỳ xuống trước mặt Dương Tiêu, tất cả mọi người ở hiện trường giống như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Đặc biệt nhất chính là trong nội tâm của những sinh viên yêu thích đàn piano càng không ngừng nổi sóng gió. Quỳ gối sao? Lưu Sướng đại sư không những quỳ gối, còn muốn tên tiểu tử này nhận ông ta làm đồ đệ. Thế giới này trở nên loạn rồi sao? Lưu Sướng dù sao cũng là nghệ sĩ dương cầm cấp quốc gia, cũng là đại nhân vật tiêu biểu trong giới âm nhạc nước nhà. Vậy mà lại bái người khác làm thầy, cảnh tượng này thật sự quá đả kích đến người khác. Tiếp sau đó, Lãng Lãng cũng bước lên phía trước cung kính nói, Lãng Lãng bái kiến Dương Đại Sư. Nhìn thấy đến cả Lãng Lãng cũng tham kiến Dương Tiêu, sắc mặt một đám người ở hiện trường không cách nào bình tĩnh được nữa, toàn hội trường vang lên từng trận huyên náo.
chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tên tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Không rõ nữa, hắn ta không phải là Dương Tiểu Thần y thần bí hay sao? Không lẽ tên tiểu tử này cũng có liên quan đến đàn piano sao? Cho nên người tái hiện lại khung cảnh thịnh điển Không Sơn Điều Ngữ chính là hắn hay sao? Không thể nào, không lẽ tên tiểu tử này lại là kẻ đa tài đa nghệ hay sao? Chính vào ngay giây phút này, hiện trường vô số học viên đều không ngừng to gan suy đoán. Mẹ tôi ơi, Tần Lãng Hiên lại lần nữa bị chấn động, hắn vội vàng bước lên trước gấp gáo hỏi, Lưu Sướng tiền bối, ngài. Ngài đây là... Lưu Sướng lạnh giọng nói, Tần Thiếu, vị Dương Tiên Sinh đây chính là người đã tái hiện lại khung cảnh thịnh điển Không Sơn Điều Ngữ, trước mặt Dương Tiên Sinh đây, kỹ năng đàn piano của tôi căn bản không đáng nhắc đến. OMGI nghe thấy câu nói này của Lưu Sướng, cả đám người xung quanh lại tiếp tục há hốc mồm ngạc nhiên. Vốn dĩ cho rằng Dương Tiêu chỉ là tay mơ, không nghĩ đến người ta lại là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ đa tài đa nghệ. Tần Lãng Hiên giống như chịu hơn trăm ngàn đả kích, khiến cả người hoảng loạn không gì sánh bằng, ánh mắt nhìn Dương Tiêu tràn ngập sự sợ hãi. Hắn thật sự không ngờ rằng Dương Tiêu vậy mà lại có lai lịch lớn đến như vậy. Không đúng, Dương Đại Sư, anh không phải là Tiêu Dương. Tần Lãng Hiên cũng không phải kẻ ngốc, hắn lập tức phản ứng lại, Tiêu Dương. Dương Tiêu, anh chính là Tiêu Dương chứ không phải là Dương Tiêu. Dương Tiêu lạnh nhạt nói, họ tên căn bản không quan trọng, chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Nhìn Dương Tiêu lúc này, hiện trường có không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ lúc này triệt để bị Dương Tiêu hù dọa rồi, rõ ràng tuổi còn trẻ như vậy, vậy mà lại đứng trên đỉnh cao của cả hai lĩnh vực khác nhau. Thiên tài như vậy, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa chứ không nên trêu đùa. Lúc này Lưu Kiện, nghệ sĩ Dương Cầm số 1 Trung Nguyên càng thêm kinh ngạc không thôi, giây phút này trong lòng ông đã không còn chút bất mãn nào. Đứng trước đại sư Dương Cầm người đã tái hiện lại khung cảnh thịnh điển Không Sơn Điều Ngữ, ông đến cái rắm cũng không phải. Đôi môi nhỏ xinh đẹp gợi cảm của Đường Đường há hốc thành hình chữ O, cô càng lúc càng cảm thấy người anh dễ này của mình thâm sâu khó dò. Sự việc đã đến nước này, mục đích ban đầu của Dương Tiêu cũng đã đạt được. Cũng không phải hắn muốn thể hiện ra sao, chỉ là muốn vì Đường Đường giải quyết sạch sẽ mọi phức tạp sau này. Sau khi hù dọa Tần Lãng Hiên một trận, Dương Tiêu cũng không có ý định tiếp tục ở lại đây. Còn về việc Lưu Sướng muốn bái sư, tạm thời cứ để yên ở đó vậy. Nếu như ông ta lần thứ ba quỳ xuống muốn xin bái sư, vậy. Thì Dương Tiêu cũng không dễ dàng gì từ chối được. Từ xưa đã có câu tam cố mao lư ý chỉ việc, ba lần đến mời, mời với tấm lòng chân thành quá tam ba bận. Dương Tiêu cũng không phải kẻ thích ra vẻ thanh cao, nhưng cũng vì thân phận của hắn quá đặc biệt đi. Nếu như bản thân thật sự nhận Lưu Sướng làm đệ tử, vậy rõ ràng không phải đem hắn đẩy ra trước mặt công chúng hay sao? Chỉ cần thân phận hắn được tiết lộ trong tầm mắt của công chúng, như vậy nguy cơ tất nhiên cũng sẽ từ từ giáng xuống bên người. 5 năm trước, trận chiến tại Cồn Cát, không biết là kẻ nào đã điều động các sát thủ cấp toàn cầu đến ám sát mình. 2/3 chiến đội đều hy sinh, đến cả Lăng Ảnh Huyên cũng sống chết không rõ, Dương Tiêu tuyệt đối không cho phép bi kịch như vậy diễn ra một lần nữa. Nhìn theo bóng dáng đã rời đi của Dương Tiêu, Lưu Sướng không hề cảm thấy có bất kỳ điều gì không thỏa đáng, ngược lại ông càng cảm thấy tôn kính Dương Tiêu từ tận đáy lòng. Cũng vì cao nhân thật sự tự có cốt khí kiêu ngạo của riêng mình, những cao nhân này khi thu nhận đệ tử không những phải xem thành ý mà còn phải xem thực lực của người đó. Xem ra sau này bản thân ông càng phải nỗ lực hơn, đợi đến lần kết tiếp bản thân nhất định phải quỳ gối bái sư, ông không tin Dương Tiêu sẽ luôn từ chối ông ở bên ngoài. Tần Lãng Hiên ngây ngốc vô hạn, hắn quả thật bị Dương Tiêu làm cho khiếp sợ. Dương Tiêu này không những là Dương Tiểu Thần y thần bí của thành phố Trung Nguyên, còn có tài năng xuất chúng trong lĩnh vực đàn piano, loại người này hắn không có can đảm đụng vào đâu. Mặc dù hắn rất thích Đường Đường, nhưng hắn cũng hiểu rõ hậu quả nếu đắc tội đến Dương Tiêu sẽ như thế nào. Dù sao, đây cũng là đại nhân vật đã từng cứu mạng Cung Lão Thái gia, nếu như chọc giận Dương Tiêu, sau đó đụng chạm đến Cung gia. Vậy thì Tần gia bọn họ phải đối diện với sự chèn ép từ Cung gia rồi, chuyện này căn bản không cách nào chống cự được. Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết xem như sớm rời khỏi buổi giao lưu, lúc này hắn đang lái xe đưa Đường Đường về Học viện Nghệ thuật Trung Nguyên. Sau khi dừng xe phía dưới ký túc xá nữ sinh, Đường Đường vô cùng vui mừng nói, anh dễ, cảm ơn anh. Nếu như không phải vì Dương Tiêu, hôm nay cô không những bị Hàn Thúy Bình châm chọc, còn bị Tần Lãng Hiên quấy rối. Hơn nữa,
biểu hiện tối nay của Dương Tiêu càng mang lại bất ngờ cho cô. Dương Tiêu dịu dàng lên tiếng, khoảng thời gian này tên Tần Lãng Hiên nhất định sẽ không đến làm phiền em, sau này nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì thì cứ nói với anh, Mộc Tuyết bình thường rất bận, có lẽ không cách nào quan tâm đến cảm xúc của em, ba mẹ thì em cũng hiểu rồi đó, nếu sau này có bất kỳ chuyện gì cứ gọi điện thoại cho anh. Được được, Đường Đường gật đầu, nhìn Dương Tiêu đỏ mặt nói, em vẫn còn một chuyện muốn nói với anh ghé tai lại gần một chút, chuyện này chính là bí mật riêng giữa hai ta. Ồ, bí mật gì? Dương Tiêu dở khóc dở cười. Nhìn thấy Dương Tiêu ghét sát lại gần mình, Đường Đường xấu hổ đỏ bừng mặt, trong tim như có một chú hươu không ngừng chạy loạn. Cắn nhẹ lên bờ môi, trong lòng Đường Đường lập tức đưa ra một quyết định trọng đại. Chụt! Đường Đường tốc độ hôn nhẹ lên một bên má của Dương Tiêu, sau đó cầm lấy túi sách mở cửa xe chạy mất dạng. Đầu óc Dương Tiêu lúc này chìm trong một khoảng trắng không. Mẹ nó, bản thân vậy mà lại bị một con bé cưỡng hôn hay sao? Nhìn theo bóng lưng dần biến mất dạng của Đường Đường, trong lòng Dương Tiêu càng thêm kinh ngạc. Con bé này rốt cuộc có ý gì chứ? Hành động này chính là đại nghịch bất đạo đó. Dương Tiêu cũng không suy nghĩ quá nhiều, hắn vẫn cho rằng Đường Đường hôm nay tâm trạng cũng vì quá vui mừng, nên mới kích động như vậy. Chậm một chút, đừng vấp ngã, còn có, chúc em sinh nhật vui vẻ. Dương Tiêu hạ cửa xe xuống hét lên. Biết rồi, anh cứ yên tâm, Đường Đường lúc này vui vẻ bước tung tăng về phía ký túc xá. Dương Tiêu mỉm cười lắc đầu, sau đó lái xe quay về nhà. Hành hạ cả một đêm, như vậy mà cũng đã gần đến 9 giờ tối. Không biết Đường Mộc Tuyết đã quay về nhà hay chưa? Dương Tiêu dùng tốc độ nhanh như tên bắn quay trở về nhà, hắn vẫn còn đang lo sợ Đường Mộc Tuyết vẫn còn khúc mắc với những gì Cung Linh Nhi đã nói trong điện thoại sáng nay. Nhưng có điều, bản thân cũng đã thu video gửi cho cô, Đường Mộc Tuyết là một người thấu hiểu đạo lý, khẳng định sẽ không trách tội mình. Ngay giây phút này, Đường Mộc Tuyết cũng đã tắm rửa sạch sẽ, tâm trạng phức tạp nằm trên giường. Phụ nữ chính là động vật nhạy cảm, cô hiện tại đã ý thức được tình cảm của mình đang phải đối diện với nguy cơ. Cô chưa từng yêu đương qua với bất kỳ ai, trong tình cảm chính là một kẻ non nớt, khi gặp tình huống như vậy, cô thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Hiện tại Đường Mộc Tuyết vô cùng muốn tìm một người có thể cùng mình tâm sự, nhưng đáng tiếc, cô có một người bạn thân nhưng lại đang ở nước ngoài, không có cách nào tâm sự được. Em gái Đường Đường thì quá nhỏ, cũng chưa từng trải qua yêu đương, khẳng định sẽ không hiểu. Đường Mộc Tuyết nhất định cũng sẽ không kể chuyện hát này với Triệu Cầm, nếu như bà biết được, e rằng sẽ lại nháo loạn muốn cô ly hôn cùng Dương Tiêu. Chính vào lúc tâm trạng Đường Mộc Tuyết rối bời, Dương Tiêu liền đẩy cửa phòng bước vào. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết lúc này đã yên vị nằm trên giường, Dương Tiêu dịu dàng lên tiếng, Mộc Tuyết, em đã quay về rồi. Hôm nay anh gọi điện thoại nhưng tại sao em lại không nghe máy? Anh cũng đã giải thích qua, chuyện đó chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, chiều nay anh có đến công ty tìm em, nhưng em lại không có ở văn phòng, tối nay Đường Đường lại kéo anh tham gia tiệc giao lưu ở trường con bé, hôm nay lại là sinh nhật của Đường Đường, anh không có cách nào từ chối được. Sau đó, khi liếc nhìn sang Dương Tiêu, trong đầu Đường Mộc Tuyết liền ong ong vang lên, cả tâm trí rơi vào một khoảng không trắng xóa. Cũng vì một bên má của Dương Tiêu, có một dấu hôn môi vẫn còn mới. Giây phút này, trong lòng Đường Mộc Tuyết cảm thấy vô cùng ủy khuất, nhất thời cảm xúc không ngừng tuôn trào. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, đôi mắt Đường Mộc Tuyết ửng đỏ nhìn Dương Tiêu nói. Vậy sao, Dương Tiêu, cho đến hiện tại anh vẫn muốn tiếp tục lừa gạt em hay sao? Nhìn Đường Mộc Tuyết không ngừng rơi nước mắt. Cả người Dương Tiêu lập tức chết sững. Lừa gạt, bản thân không hề lừa gạt qua Đường Mộc Tuyết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ? Mộc Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng khóc, có gì thì chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau. Dương Tiêu cả đầu đầy sương mù. Đường Mộc Tuyết nước mắt đầm đìa, ánh mắt ửng đỏ nhìn Dương Tiêu, có chuyện gì sao? Anh còn có mặt mũi mà hỏi em hay sao? Hiện tại làm việc xấu đều quang minh chính đại như vậy hay sao? Được lắm, anh cứ việc ra ngoài tìm người phụ nữ khác đi, căn bản không cần quan tâm đến cảm xúc của em. Hả, tìm người phụ nữ khác? Chuyện này là gì với gì vậy chứ? Dương Tiêu nhức đầu khó hiểu. Đường Mộc Tuyết vô cùng thương tâm, cô nghiêng người sang một bên không muốn tiếp tục nhìn thấy Dương Tiêu. Nhìn thấy dấu son môi trên mặt hắn, khiến cho trái tim cô liên tiếp vụn vỡ. 5 năm nay, cô mặc dù đối với Dương Tiêu chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng ít nhất cũng giữ vững lòng trung trinh của mình đối với đoạn tình cảm này. Nhưng không thể ngờ đến,
Hiện tại Dương Tiêu vừa có chút chuyển biến thì lại ra bên ngoài chơi đùa phụ nữ, Đường Mộc Tuyết vốn dĩ đã đa nghị, lại thêm dấu son môi trên mặt hắn càng khiến cô càng thêm khẳng định suy đoán của bản thân. Mộc Tuyết, em đừng không để ý đến anh, chuyện sáng nay thật sự chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Dương Tiêu liên tục giải thích. Hắn vốn dĩ không biết trên mặt mình lúc này có một vệt son, nếu như biết được trước khi về đến nhà đã lau sạch sẽ. Chỉ đáng tiếc, hiện tại Đường Mộc Tuyết đối với Dương Tiêu thất vọng vô cùng, lúc này chỉ có thể nghe thấy từng tiếng khóc thút thít vang lên từ phía cô. Dương Tiêu gấp gáp an ủi cô, nhưng trong lòng Đường Mộc Tuyết càng cảm thấy thất vọng. Sự việc đã đến nước này, chứng cứ xác thật, anh vẫn còn muốn ngụy biện hay sao? Dương Tiêu âm thầm thở dài một hơi, sau đó bước về phía nhà vệ sinh. Khi nhìn thấy bản thân trong gương, đầu óc Dương Tiêu nhất thời liền chết đứng. Mẹ nó, trên mặt mình như thế nào lại có dấu hôn chứ? Trong giây lát, Dương Tiêu liền hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Không trách được Đường Mộc Tuyết khóc đến thương tâm như vậy thì ra là do trên mặt hắn có vết son môi. Nhưng mà chủ nhân của dấu son môi này lại là Đường Đường, chuyện này khiến cho Dương Tiêu có chút bất lực. Bản thân hắn cũng không thể nào nói cho Đường Mộc Tuyết biết rằng đây là do Đường Đường hôn lên được. Dù sao mối quan hệ của hai chị em họ cũng vô cùng tốt, nếu như nói ra rồi nhất định sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người bọn họ. Nhưng chuyện này khiến cho Dương Tiêu nhức đầu không thôi, chuyện này hắn phải giải thích như thế nào đây? Lần đầu tiên, Dương Tiêu mới ý thức được đạo lý làm người khó, làm đàn ông càng khó hơn. Hiểu lầm lớn như vậy, bản thân không có cách nào giải thích được. Hắn nhất định không thể nói chuyện này chính là do Đường Đường hôn lên. Nhưng hắn lại không biết phải giải thích với Đường Mộc Tuyết như thế nào. Đơn giản tắm rửa một lát, Dương Tiêu liền nhún vai bước đến trước đầu giường xin lỗi, Mộc Tuyết, thật xin lỗi, là do anh sai Huyền rồi. Một câu nói xin lỗi ẩn chứa quá nhiều điều. Dương Tiêu à, anh cuối cùng cũng không xảo biện nữa rồi. Dương Tiêu căng ra đầu nói, Mộc Tuyết, em phải tin anh thật sự không có ý đó, anh thề rằng anh chưa từng làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với tình cảm của chúng ta. Nếu như anh thật sự đã gây ra chuyện gì có lỗi với tình cảm này, thì Dương Tiêu anh bị sét đánh chết không toàn thây. Dương Tiêu cũng là lần đầu tiên gặp tình huống như thế này, hắn chỉ có thể dùng ngôn ngữ đơn giản chân thành nhất để biểu đạt quyết tâm của mình. Sau khi nghe những lời thề hẹn của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy nực cười. Đàn ông các người sau khi làm sai chuyện đều dễ dàng thề hẹn sát son như vậy sao? Anh thật sự xem em như trẻ 3 tuổi dễ dỗ dành như vậy hay sao? Miệng lưỡi đàn ông, chỉ biết lừa gạt người khá. C1 dấu son môi, khiến cho Dương Tiêu không cách nào giải thích được thông suốt. Giống như có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được bụi bẩn. Dương Tiêu khóc không ra nước mắt, hiện tại hắn thật sự muốn đánh Đường Đường một trận. Cô nói cô kích động hôn tôi làm gì chứ, nhìn xem cô đã hại tôi thê thảm đến thế nào đây. Lúc này, Đường Đường căn bản không hề biết rằng bản thân đã phạm sai lầm, ngược lại còn vui vẻ quay về ký túc xá. Vui vẻ đắp mặt nạ, nằm trên giường thư giãn còn ngâm nga vài bài hát. Đêm nay Dương Tiêu đã mang lại cho cô một sự kinh ngạc vô cùng to lớn, cô chỉ cảm thấy Dương Tiêu chính là một người con trai tài năng, trên người có quá nhiều tài năng. Đồng thời, Đường Đường cũng xấu hổ đến mức đỏ mặt tía tai. Việc bản thân vừa làm rõ ràng chính là đã vượt quá giới hạn, cũng không biết Dương Tiêu có suy nghĩ nhiều hay không. Nếu như Dương Tiêu không thích mình, vậy thì sau này gặp mặt sẽ rất xấu hổ ngượng ngùng. Nếu như Dương Tiêu chấp nhận mình, vậy thì bản thân sau này làm sao đối diện với chị gái đây? Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, nhưng Đường Đường chính là một cô gái dám nghĩ dám làm, cô không hề cảm thấy hối hận vì những hành vi của mình. Nếu như không nhân lúc tuổi trẻ điên cuồng một lần, chỉ sợ sau này đến tuổi già sẽ còn lại hối hận. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết căn bản không để ý đến mình, Dương Tiêu liền biết rằng Đường Mộc Tuyết cũng không nhanh như vậy mà tha thứ cho mình. Hắn biết Đường Mộc Tuyết trước đây chưa từng yêu đương, những cô gái mới yêu đương lần đầu đặc biệt dễ xúc động. Dương Tiêu thở dài một tiếng, cởi giày sau đó nằm trên giường, không dám nhúc nhích. Hắn âm thầm ra quyết định, sau này bất kể là người con gái nào, bản thân đều phải giữ một khoảng cách an toàn. Nếu còn tiếp tục hành hạ bản thân như vậy, hắn căn bản có chút ăn không tiêu. Dù sao trong lòng hắn vẫn luôn để ý đến suy nghĩ cùng cảm nhận của Đường Mộc Tuyết. 5 năm nay. Bất kỳ ai đối với hắn cũng ngước mắt khinh thường, chỉ có duy nhất Đường Mộc Tuyết từ trước đến nay, chưa từng coi khinh hắn. 5 năm chung sống đủ để Dương Tiêu càng hiểu rõ về Đường Mộc Tuyết. Dù cho có một ngày cô cùng hắn phải chia tay nhau, thì phần tình cảm thân thương này cũng không cách nào xóa nhòa được.
Dù sao vợ chồng hai người cũng đã bên nhau lâu như vậy, thời gian có thể xóa sạch tình yêu nhưng lúc này tình yêu đã dần dần biến thành tình thân. Dù cho có rất nhiều đoạn tình cảm kết cục cuối cùng vẫn không tránh khỏi chia cách rời xa, nhưng mỗi khi nghĩ về đối phương đều cảm thấy ấm áp. Thời gian không cách nào xóa bỏ đi tình yêu, chỉ có thể xóa đi những đau khổ mà tình yêu mang lại. Trong phương diện tình yêu này, Dương Tiêu vẫn là một kẻ ngây ngô, khi đối diện với chuyện này liền ngay lập tức bị làm khó. Trong lòng Dương Tiêu lúc này không có một chút tư vị nào, nhưng hắn không biết phải mở lời an ủi Dương Tiêu như thế nào cho đúng. Hắn nhất định không có cách nào tiết lộ được với Đường Mộc Tuyết rằng, dấu hôn này chính là Đường Đường chủ động để lại trên mặt hắn. Hắn tình nguyện bản thân chịu ủy khuất cũng không muốn phá hoại tình cảm giữa hai chị em Đường Đường cùng Đường Mộc Tuyết. Chính vào ngay giây phút này, trái tim Đường Mộc Tuyết đau như dao cắt vào tim, cô thật sự không ngờ rằng Dương Tiêu vậy mà lại làm những chuyện có lỗi với mình. Dần dần nước mắt không còn cách nào tuôn rơi, Đường Mộc Ụ Tuyết chỉ cảm thấy hai mắt khóc đến sưng húp. Tự nhủ thầm với mình, tuyệt đối không thể để một người phụ nữ nào khác có cơ hội tiến vào cuộc sống của mình, phá tan tình cảm tốt đẹp khó khăn lắm mới có của hai người. Cô đột nhiên nhớ đến trong cuốn sách 7 nguyên tắc của hôn nhân hạnh phúc có một câu, dù cho cuộc hôn nhân hoàn mình đến đâu đi chăng nữa, trong cuộc sống nhất định cũng sẽ nảy sinh hơn 200 lần có ý định muốn ly hôn, 50 lần có xúc động muốn bóp chết đối phương. Bản thân mình cùng chung sống với Dương Tiêu trong 5 năm này, lúc ban đầu bản thân thật sự có suy nghĩ muốn ly hôn, đến sau này cô hoàn toàn mở rộng lòng mình tiếp nhận Dương Tiêu, từ trước đến nay chưa từng có suy nghĩ muốn bóp chết Dương Tiêu. Cô đột nhiên nhớ lại những lời bản thân nói với mình trước đây, trong chuyện tình cảm, thích không nhất định sẽ thích hợp không định đáng tin cậy không nhất thiết là mẫu người của bạn không nhất định có thể hòa thuận sống với nhau. Có thể hòa thuận sống bên nhau không nhất định có cùng sở thích không nhất định yêu thích nhau. Bản thân hiện tại đã cùng Dương Tiêu cọ sát với nhau trong 5 năm nay, đã triệt để xem đối phương như một nửa của mình, cô nhất định phải hàn gắn và bảo vệ tình yêu của mình. Nghĩ đến đây, trong tim Đường Mộc Tuyết liền đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Cô liền chậm rãi cởi quần áo trên người, nhịn lại cảm xúc xấu hổ mà ôm lấy Dương Tiêu, cả khuôn mặt đỏ bừng đến mức búng ra nước. Dương Tiêu, đêm này, em đem bản thân giao hết cho anh, hy vọng anh từ nay về sau có thể chung thủy trong tình cảm của chúng ta. Đến, đến đi. Vừa dứt lời, Đường Mộc Tuyết liền chậm rãi khép hờ đôi mắt, chờ đợi Dương Tiêu. Nhận ra được trên người Đường Mộc Tuyết lúc này chỉ còn lại quần áo lót, Dương Tiêu trong nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Bản thân, cuối cùng đã đợi được đến ngày hôm nay rồi sao? Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết lúc này đang khép hờ đôi mắt, Dương Tiêu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Hai bàn tay cũng không cách nào bình tĩnh được. Trái tim Đường Mộc Tuyết thấp thỏm không yên, đôi chân không tự chủ được mà khép lại. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên của cô, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình đối diện với loại chuyện như thế này, hiện tại căng thẳng vô cùng. Nhưng vì bảo vệ tình yêu của bản thân, Đường Mộc Tuyết không tiếc hạ thấp thân phận, chỉ hy vọng Dương Tiêu có thể biết ăn năn hối lỗi mà quay đầu lại. Cô cắn nhẹ đôi môi, im lặng chờ đợi giây phút thần kỳ giáng xuống. Cảm nhận được sự thay đổi kinh người từ Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu khô khốc cổ họng. Hắn chờ đợi ngày hôm nay, chờ đợi đã nhiều năm, đột nhiên lại giáng xuống như vậy, khiến cho Dương Tiêu có chút trở tay không kịp. Nhưng trong sự hồ hởi chờ đợi của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu vậy mà lại quyết đoán đẩy cơ thể cô ra sau đó nói, Mộc Tuyết, trạng thái hôm nay của em không tốt, em vẫn nên nghỉ ngơi cho thật tốt, em đến phòng cách vách ngủ đây. Vừa dứt lời. Dương Tiêu liền mang dép đi trong nhà vào sau đó đẩy cửa phòng bước đến gian phòng cách vách. Qua ngay khoảnh khắc Dương Tiêu đẩy cửa bước ra ngoài, nước mắt Đường Mộc Tuyết giống như nước sông Hoàng Hà rơi xuống không ngừng. Giây phút Dương Tiêu đẩy cơ thể cô ra xa, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy bản thân đã bị Dương Tiêu đẩy xa đến ngàn dặm. Loại cảm giác này so với việc trực tiếp giết cô thì càng khó chịu hơn. Bản thân đã tự ủy khuất mình như vậy rồi, không lẽ anh chính là coi thường em sao? Không lẽ em sinh ra không đủ xinh đẹp, không thể khiến anh rung động hay sao? Dương Tiêu à, em đã ủy khuất bản thân đến như vậy rồi, anh còn muốn em phải làm như thế nào nữa đây? Cũng vì bảo vệ lấy tình yêu của bản thân, Đường Mộc Tuyết đã hạ thấp thái độ của mình đến mức thấp nhất. Phù, khi bước đến gian phòng cách vách, Dương Tiêu lúc này mới mạnh nề thở ra một hơi. Không phải hắn không muốn cùng Đường Mộc Tuyết tiến hành chuyện cá nước thân mật, nhưng hắn không thể. Phải biết rằng hiện tại bà dì của Đường Mộc Tuyết đang đến, trong thời gian này không thể làm chuyện vợ chồng. Nếu như bản thân cùng Đường Mộc Tuyết xảy ra quan hệ,
vậy thì về sau cơ thể của Đường Mộc Tuyết sẽ để lại di chứng, Dương Tiêu hắn không muốn vì sự nông nổi nhát thời của bản thân mà hồi hận cả một đời. Hơn nữa, Đường Mộc Tuyết đây rõ ràng là vì bảo vệ tình yêu của mình mà đưa ra quyết định to gan như vậy. Điều này rõ ràng có thể chứng minh được tâm thái của Đường Mộc Tuyết không hề bình tĩnh, cho dù có xảy ra quan hệ vậy chuyện này cùng với việc xảy ra quan hệ với một cái xác không hồn thì có gì khác biệt chứ? Dương Tiêu là một người đàn ông có trách nhiệm, hắn hy vọng bản thân cùng Đường Mộc Tuyết khi xảy ra việc cá nước thân mật có thể xảy ra trong tình huống lưỡng tình tương duyệt. Tình yêu như vậy mới khiến bọn họ có thể ghi nhớ khắc sâu một đời. Dương Tiêu hắn không muốn phá vỡ mỗi một phần tốt đẹp trong tình cảm này, hắn hy vọng tất cả mọi chuyện diễn ra trong tương lai đều hoàn mỹ tốt đẹp. Cũng vì một vết son môi, Dương Tiêu khó chịu mất ngủ cả một đêm dài, còn Đường Mộc Tuyết vô cùng bi thương, cô cho rằng Dương Tiêu chính là xem thường cô, ghét bỏ cô, điều này khiến cho lòng tự tôn của Đường Mộc Tuyết chịu một cú đả kích lớn. Đường Mộc Tuyết vô cùng bi thương, thương tâm khóc cả một đêm dài. Đến ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, hai mắt sưng đỏ, cô cũng không ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Dương Tiêu cũng thức dậy rất sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng. Đường Mộc Tuyết vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Triệu Cầm liền vội vàng gọi với theo, Mộc Tuyết, ăn sáng thôi. Sáng nay có món cháo hạt sen con thích ăn nhất này. Cháo hạt sen? Hừ. Đường Mộc Tuyết cười khổ một tiếng, cô chính là không thể nào tha thứ cho tất cả những gì Dương Tiêu đã làm đêm qua. Mẹ, con không ăn đâu. Mọi người cứ ăn đi, con đi làm trước đây. Đường Mộc Tuyết miễn cưỡng nuốt lại nước mắt, bước ra ngoài. Nhìn Đường Mộc Tuyết dứt khoát rời khỏi, Triệu Cầm buồn bực nói, đây là có chuyện gì? Mộc Tuyết hôm nay như thế nào lại quái lạ như vậy? Đường Kiến Quốc nhíu mày nói, bà không thấy sắc mặt Mộc Tuyết trắng bệch, hai mắt đỏ ửng hay sao? Dương Tiêu, có phải cậu ức hiếp Mộc Tuyết nhà chúng tôi hay không? Tên vô dụng Dương Tiêu này cậu dám ức hiếp Mộc Tuyết? Cậu chán sống rồi sao? Triệu Cầm giận tím mặt nói. Dương Tiêu căng ra đầu nói, ba, mẹ, hai người đừng suy nghĩ quá nhiều, con như thế nào có thể ức hiếp Mộc Tuyết được chứ? Hai người cứ ăn trước, con đưa Mộc Tuyết đi làm. Dương Tiêu chỗ nào dám trễ nải, vội vàng đứng dậy xông nhanh ra ngoài. Vừa bước ra ngoài Dương Tiêu liền nhìn thấy Đường Mộc Tuyết đã bước lên một chiếc xe taxi. Nhìn theo bóng dáng đã rời đi của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu chỉ đành thở dài một tiếng. Tiêu rồi, Mộc Tuyết nhất định rất tức giận mình. Khi bước chân về nhà, Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm liền tức giận mắng Dương Tiêu một trận. Dương Tiêu trầm mặc không nói, hắn quả thật không có cách nào giải thích rõ ràng được chuyện này. Dù sao hắn cũng đã quá quen với việc bị hai người này mắng nhiếc, muốn mắng thì cứ mắng đi. Chớp mắt, một tuần đã trôi qua. Cả tuần lễ này, Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu không hề nói với nhau bất kỳ câu nào, thái độ lạnh lùng như băng đá. Cả tuần lễ này, Đường Mộc Tuyết từ chối việc đưa đón của Dương Tiêu, cũng không hề ăn bất cứ món ăn gì do Dương Tiêu làm. Chuyện này khiến cho bản thân Dương Tiêu nhức đầu không thôi, hắn chính là một kẻ ngây ngô trong chuyện tình cảm, căn bản không biết nên làm như thế nào để an ủi Đường Mộc Tuyết. Đối với phụ nữ mà nói, bọn họ thống hận nhất chính là phản bội cùng lừa gạt. Trong mắt Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu không những phản bội tình cảm của hai người, còn vô tình lừa gạt cô. Bản thân đã cởi sạch y phục, Dương Tiêu vậy mà lại thờ ơ, không chút động lòng bước sang phòng cách vách nghỉ ngơi, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy bản thân chịu sỉ nhục trước nay chưa từng có. Hơn nữa sự sỉ nhục này chính là do Dương Tiêu mang đến cho cô, Đường Mộc Tuyết hiện tại không biết phải đối diện với đoạn tình cảm này như thế nào. Từng ngày một cứ thế mà trôi qua, Dương Tiêu gấp gáp bao nhiêu, thì Đường Hạo càng gấp gáp hơn gấp ngàn vạn lần. Cũng vì Đường Mộc Tuyết của hiện tại đem toàn bộ lực chú ý của mình đều đặt hết trên phương diện công việc, căn bản không rảnh rỗi bất kỳ giây phút này để tâm đến chuyện giữa cô cùng Dương Tiêu. Ngoài ra Đường Mộc Tuyết hiện tại không những là tổng giám sát phòng thị trường, còn kiêm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, có thể nói chính là quyền cao chức trọng. Đường Mộc Tuyết dựa vào năng lực làm việc hơn người của bản thân, mà giành được sự công nhận của một đám người dòng chính Đường gia. Ít nhất hiện tại đã có không có ít người đối với Đường Mộc Tuyết càng thêm tán thưởng. Nói rằng dưới sự dẫn dắt của Đường Mộc Tuyết đã khiến cho tập đoàn y dược Đường Nhân có bước phát triển rõ rệt. Điều này khiến cho Đường Hạo triệt để không cách nào bình tĩnh được. Trước đây khi hắn vẫn đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, một bộ dáng cà lơ phát phơ, luôn tận dụng bất kỳ cơ hội nào để rút tiền từ công ty thỏa mãn dục vọng cá nhân của bản thân. Hiện tại, hắn thật sự đã không còn cách nào rửa tiền, tài năng lại càng không so được với Đường Mộc Tuyết.
Nhìn thấy sức ảnh hưởng của Đường Mộc Tuyết tại công ty càng ngày càng lớn mạnh, Đường Hạo kinh ngạc không thôi. Dựa theo khí thế này, một khi toàn bộ đám người dòng chính Đường gia đồng loạt ủng hộ Đường Mộc Tuyết, vậy thì sau này khi hắn đứng lên nắm quyền gia chủ Đường gia không biết sẽ phải chịu đựng bao nhiêu phản đối từ người khác. Dưới tình thế không thể nào tiếp tục nề nà thêm được nữa, Đường Hạo liền tìm đến Đường Lão Thái bà nói rõ tình huống hiện tại. Đường Hạo xuất phát đến phủ đệ của Đường Lão Thái thái mặt như đưa đám nói, bà nội, sức ảnh hưởng của Đường Mộc Tuyết ở công ty càng ngày càng lớn, đến mức hiện tại đã vượt qua cả cháu, nếu như chúng ta cứ tiếp tục để Đường Mộc Tuyết tiếp tục phát triển sau về sau cháu trai của người phải làm như thế nào đây? Sau này nếu như không có bất kỳ kẻ nào nghe lệnh cháu thì sao đây? Đường Lão Thái Thái sau khi đã hiểu rõ tình hình, sắc mặt vô cùng khó coi. Bà không thể nào ngờ đến rằng Đường Mộc Tuyết vậy mà lại có thể trong một thời gian ngắn khiến cho năng lực ảnh hưởng của mình ở công ty phát triển mạnh mẽ như vậy. Những lời Đường Hạo nói không sai, nếu như dựa theo khí thế hiện tại, vậy thì uy nghiêm của Đường Hạo ở công ty sau này sẽ càng ngày càng thấp, hoặc có thể đến mức bị ngó lơ không để vào mắt. Đường Lão Thái Thái cân nhắc một lát, sau đó lạnh giọng nói, bà có một biện pháp này, không những khiến cho Đường Mộc Tuyết thân bại danh liệt, còn có thể khiến cho Đường Mộc Tuyết không cách nào tiếp tục ở lại công ty thêm giây phút nào nữa. Không biết bà nội có biện pháp hay ho gì? Đường Hạo gấp gáp truy hỏi. Đôi mắt già nua của Đường Lão Thái Thái lóe lên tia nham hiểm, chậm rãi nói, rất đơn giản, chính là liên hệ với Vương Thiên Long, nhờ vã hắn cướp chuyến hàng giao cho Lý gia ngày hôm nay. Một khi dược liệu không vận chuyển đến nơi, Lý Minh Hiện tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình với Đường Mộc Tuyết. Đã trôi qua được một thời gian dài như vậy, dù cho Đường Mộc Tuyết thật sự cùng Lý Minh Hiên xảy ra quan hệ gì đi chăng nữa, có lẽ Lý Minh Hiên hiện tại cũng đã chơi đùa chán Đường Mộc Tuyết rồi đi. Cái gì, Vương Thiên Long? Đây chính là một trong ba kẻ cầm đầu vùng đất xám Trung Nguyên, trong lòng Đường Hạo đột nhiên khiếp sợ. Lúc này, tâm tư Đường Lão Thái Thái toàn bộ đều đặt trên người Đường Hạo. Bà tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn sức ảnh hưởng của Đường Mộc Tuyết càng ngày càng lớn mạnh. Đường Mộc Tuyết à, đây chính là do cháu tự chuốc lấy, đừng trách bà nội xuống tay vô tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đường Hạo nhìn không được hít một ngụm khí lạnh, bà nội, như vậy có vẻ không được ổn lắm đâu. Bà cũng biết rằng Vương Thiên Long chính là một nhân vật hung ác ăn thịt người không nhả xương. Là một trong ba kẻ đứng đầu của vùng đất xám Trung Nguyên. Vương Thiên Long thủ đoạn không những tàn độc, tính cách còn vô cùng bất thường, người này một khi đã nổi cơn điên đến cả thuộc hạ dưới trướng cũng không buông tha. Trong bộ ba cầm đầu vùng đất xám, có thể xem Vương Thiên Long chính là kẻ huyết tinh tàn bạo nhất, bình thường hay làm ra những mánh khóe thủ đoạn không phải của con người, Trung Nguyên có vô số danh gia vọng tộc đều không nguyện ý giao dịch cùng Vương Thiên Long. Hoàn toàn có thể nói rằng, danh tiếng thối tha của người tên Vương Thiên Long này ở thành phố Trung Nguyên sớm đã được lan truyền rộng. Đường Lão Thái Thái lạnh giọng nói, Hạo Hạo, cháu phải biết rằng hiện tại không phải là lúc cháu nhân từ nương tay với kẻ khác, sau lưng Đường Mộc Tuyết lúc này đã có Lý Thần Chiến chống lưng, nếu muốn giết chết nhuệ khí của Đường Mộc Tuyết, tất nhiên phải tìm sự trợ giúp từ một nhân vật hiểm ác có thế lực tương đương. Tên Vương Thiên Long này cũng đủ hung ác huyết tinh, chỉ cần Vương Thiên Long chịu ra mặt hù dọa, bà xem tên Lý Thần Chiến kia cũng không dám nhiều lời đâu. Cháu phải nhớ rằng Đường Mộc Tuyết này trong mắt đám người đó chỉ như một món đồ chơi không hơn không kém, chơi đùa chán rồi sẽ không còn chút giá trị lợi dụng nào cả, đợi đến khi cháu nắm quyền công ty, sau đó lấy ra 2 triệu gửi tặng cho Vương Thiên Long, chuyện này nhất định sẽ không có bất kỳ vấn đề nào quá lớn. Cho đến hiện tại, Đường Lão Thái Thái vẫn cho rằng giữa Đường Mộc Tuyết cùng đám người Lý Minh Hiên cùng Lý Thần Chiến đã phát sinh ra quan hệ không cách nào để lọt vào mắt. Bà nội, cháu đã hiểu rõ. Đường Hạo hung hăng gật đầu. Người không hung ác đứng không vững, mặc dù tên Vương Thiên Long này huyết tình hiểm ác, nhưng lại là đối thủ có đủ sức đè ép Lý Thần Chiến. Nhằm chèn ép được Đường Mộc Tuyết, Đường Lão Thái Thái lúc này không tiếc ném đi 2 triệu cho Vương Thiên Long. Sau khi rời khỏi phủ đệ của Đường Lão Thái Thái, Đường Hạo lập tức tham ô 2 triệu tiền công quỹ công ty, sau đó mang số tiền này đến tìm Vương Thiên Long. Thân là một trong ba người cầm đầu vùng đất xám thành phố Trung Nguyên sau khi biết được Đường Hạo muốn đến gặp mình, hắn có chút kinh ngạc. Thanh danh của bản thân ở thành phố Trung Nguyên này cũng không tính là tốt đẹp, có không ít danh môn thế gia muốn làm những chuyện không tiện ra mặt cũng ít khi đến tìm hắn. Đường gia này dù sao cũng chỉ là gia tộc hạng hai tại thành phố Trung Nguyên này, như thế nào lại tìm đến hắn chứ? Nói thật lòng, chỉ là một gia tộc hạng hai Vương Thiên Long hắn căn bản không để vào mắt. Chỉ có điều người tên Vương Thiên Long này háo sắc thành tính,
hắn sớm đã nghe nói Đường gia Đường Mộc Tuyết chính là đệ nhất mỹ nhát tại thành phố Trung Nguyên, điều này khiến hắn ngấp nghé đã lâu. Bình thường Vương Thiên Long cũng vô cùng bận rộn, nên đã sớm quên đi chuyện này. Lúc này Đường Hạo tình cờ đến thăm viếng mới khiến cho Vương Thiên Long nhớ đến đại mỹ nhân nổi danh toàn thành này. Cho Đường Hạo tiến vào đây, Vương Thiên Long có hứng thú nói. Sau khi Đường Hạo bước vào trong sảnh lớn, chỉ thấy không khí trong sảnh lớn đặc biệt âm u khác thường, sơn đen bốn phía, chuyện này quả thật đã dọa đến Đường Hạo một phen. Danh tiếng hung ác của Vương Thiên Long nổi danh bên ngoài, có không ít người hợp tác sau khi xong việc liền bị Vương Thiên Long vô tình giết hại. Đường Hạo chính là sợ Vương Thiên Long nhìn hắn không vừa mắt, đem hắn trừ khử. Nhưng sau khi tỉ mỉ suy xét đến việc có thể đánh bại Đường Mộc Tuyết, dù cho phải vào hang cọp hắn cũng nhất định phải xông vào một phen. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Dưới sự dẫn đường của thủ hạ, Đường Hạo cuối cùng cũng đã gặp được Vương Thiên Long, một trong ba người cầm đầu vùng đất xám Trung Nguyên. Vừa gặp được hắn ta, Đường Hạo liền kinh hồn bạt vía, sợ đến run lẫy bẩy cả người. Quan sát kỹ càng một phen, tên Vương Thiên Long này vậy mà lại là một kẻ chọc đầu, khuôn mặt râu ria xồm xoàng, trên mặt còn có một vết đao, hai tay đầy hình xăm, lỗ tai còn đeo hai khuyên tai to, trên người khoác áo khoác da, hai mắt như chim ưng, hút lấy tâm thần người khác. Đường gia Đường Hạo xin được bái kiến Thiên Long đại ca. Sắc mặt Đường Hạo sợ đến mức trắng bệch. Tên Vương Thiên Long này vừa nhìn liền biết không phải kẻ tốt lành gì, dáng vẻ này dọa sợ đến Đường Hạo không ít. Hắn biết rõ, nếu như tên Vương Thiên Long này cố ý làm khó bản thân, e rằng hôm nay thật sự không có cách nào quay trở lại được. Vương Thiên Long nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Đường Hạo, sảng khoái cười một tiếng, người anh em Đường Hạo không cần khách khí, đến, ngồi xuống đây. Này, 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 ánh mắt Đường Hạo căng thẳng ngồi xuống phía đối diện với Vương Thiên Long. Vương Thiên Long vậy mà lại có hứng thú lên tiếng hỏi, không biết người anh em Đường Hạo hôm nay đến tìm đại ca có việc gì cần đại ca ra mặt xử lý hay không? Hắn dù sao cũng là đại nhân vật của vùng đất xám, lời nói trước nay luôn trực tiếp, không thích quanh co lòng vòng. Đường Hạo khó nhịn nuốt một ngụm nước miếng, căng thẳng nói, hôm nay tiểu đệ đến đây mục đích chính là muốn Thiên Long đại ca giúp em cướp đơn hàng do Đường gia vận chuyển, Đường gia chúng em tình nguyện trả 2 triệu tiền thù lao. Ồ, Vương Thiên Long kinh ngạc nói, cướp dược liệu của Đường gia, đây được xem là thao tác gì chứ? Nếu như Đường Hạo muốn cướp dược liệu của người khác, như vậy cũng không khó lý giải, nhưng cướp dược liệu của công ty nhà mình, điều này khiến cho Vương Thiên Long có chút khó hiểu. Đường Hạo chỉ đành căng ra đầu 5 năm rõ 10 đem mọi chuyện giải thích một phen. Sau khi nghe xong, Vương Thiên Long kinh ngạc thốt lên, chỉ đơn giản như vậy. Đường Hạo căn bản không hề tiết lộ người phía sau chống lưng cho Đường Mộc Tuyết chính là đại nhân vật Lý Thần Chiến, bởi vì nếu như hắn nói ra, e rằng tiền thù lao không đơn giản chỉ là 2 triệu đâu. Đúng, chính là đơn giản như vậy, cho nên Thiên Long đại ca, chuyện này phải nhờ vả anh rồi. Đường Hạo trịnh trọng nói. Vương Thiên Long híp mắt xoa cằm, không ngừng suy nghĩ xem xét. Nếu như chỉ đi cướp dược liệu Đường gia giao cho Đông Hải Lý gia, chuyện này đối với hắn mà nói không có gì đơn giản hơn. Đến mức chuyện này đối với hắn mà nói căn bản không xem là chuyện gì, chỉ cần ra lệnh cho các anh em bên dưới liền lập tức xử lý được. 2 triệu của Đường gia không lẽ lại dễ kiếm như vậy hay sao? Chuyện bất thường như vậy nhất định có điều bất thường, nhiều năm sống ở vùng đất xám. Vương Thiên Long làm bất kỳ chuyện gì cũng vô cùng cẩn trọng. Dù sao, làm ngành này của hắn, vẫn nên cẩn thận biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm. Tỉ mỉ suy xét vòng quen biết của Đường gia, giống như cũng không quen biết nhân vật lớn nào. Mặc dù việc này chỉ là cướp đơn hàng Đường gia giao đến cho Đông Hải Lý gia, hơn nữa Đông Hải Lý gia chính là đệ nhất thế gia ở Đông Hải. Nhưng Vương Thiên Long quả thực không đem Đông Hải Lý gia xem vào mắt. Đông Hải Lý gia dù sao cũng ở khu vực Đông Hải, núi cao Hoàng đế ở xa, dù cho Đông Hải Lý gia có năng lực thông thiên, cũng không thể vươn tay đến thành phố Trung Nguyên. Nhìn dáng vẻ do dự không quyết của Vương Thiên Long, Đường Hạo liên tục nói, Thiên Long đại ca, em cùng Đường Mộc Tuyết dù sao cũng là người Đường gia, hiện tại sức ảnh hưởng của Đường Mộc Tuyết ở công ty càng ngày càng lớn, đây cũng là việc em cùng bà nội không muốn nhìn thấy nhát, em như thế nào cũng là cháu nội ruột của bà nội nhất định sẽ đứng về phía em. Vương Thiên Long không hề có phản bác, hắn biết rằng Đường Hạo chính là cháu nội ruột của Đường Lão Thái Thái. Trong ấn tượng của Vương Thiên Long, Đường Lão Thái Thái cũng không phải là loại người lương thiện gì, nếu như để bà ta lựa chọn, nhất định sẽ bảo vệ cháu ruột của mình, mà không phải Đường Mộc Tuyết.
Đường Hạo tiếp tục nói, Đông Hải Lý gia chỉ là bên hợp tác, dù cho Thiên Long đại ca cướp đơn hàng dược liệu này, Đông Hải Lý gia dù cho muốn gây phiền phức cũng chỉ có thể đến tìm Đường gia chúng em, nhất định sẽ không gây phiền phức cho Thiên Long đại ca, điểm này Thiên Long đại ca có thể hoàn toàn yên tâm. Suy nghĩ một lát, Vương Thiên Long nhìn sang Đường Hạo trầm giọng nói, đơn hàng này các người đến cuối cùng tính xử lý như thế nào? Quan sát thấy Vương Thiên Long đã có hứng thú với chuyện này, Đường Hạo có chút bất ngờ nói, rất đơn giản, chính là khi Đường Mộc Tuyết đến đòi lại, Thiên Long đại ca nhất quyết không đưa, đợi đến khi tiểu đệ đến tìm, đại ca liền đem số hàng ấy trả lại cho tiêu đệ là được, như vậy trước mặt đám người dòng chính Đường gia cũng dễ ra uy, càng chứng tỏ năng lực của bản thân. Vương Thiên Long tất nhiên hiểu rõ chút tâm tư này của Đường Hạo, chuyện này đối với hắn mà nói căn bản chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Trầm mặc trong phút chốc, khuôn mặt Vương Thiên Long tràn ngập nét khinh nhòn, được. Chuyện này đại ca có thể giúp em, nhưng em cũng phải giúp anh làm một chuyện. Có việc gì, Thiên Long đại ca cứ trực tiếp nói đừng ngại. Trên khuôn mặt Đường Hạo tràn ngập nét cười đắc ý vì việc đã thành. Chỉ cần không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, đến lúc đó Đường Mộc Tuyết vì chuyện này mà thất nghiệp sau đó bị Đường Lão Thái Thái khai trừ, còn bản thân hắn tìm lại được dược liệu, cũng có thể tìm lại chút uy tín, nhất cử lưỡng tiện. Vương Thiên Long liếm môi, xoa hai bàn tay châm chọc nói, anh đây chính là muốn chú em mang Đường Mộc Tuyết đến đây, đêm nay đại ca muốn nếm thử tư vị quyến rũ của Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân. Nghĩ đến việc có thể đem Đường Mộc Tuyết Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân đè dưới thân, Vương Thiên Long không nhịn, được miệng khô lưỡi rát, trong mắt lộ vẻ hung ác như loài sói. Cái gì, muốn nếm thử tư vị quyến rũ của Đường Mộc Tuyết? Nghe thấy lời này của Vương Thiên Long, quả thật dọa Đường Hạo khiếp sợ một phen. Hắn mặc dù khắp nơi chống đối luôn xem Đường Mộc Tuyết như kẻ địch, luôn đối chọi gay gắt không khoan nhượng, nhưng Đường Hạo từ trước đến nay từng nghĩ đến việc đẩy Đường Mộc Tuyết vào hồ lửa. Hơn nữa, tên Vương Thiên Long này cũng không phải loại người lương thiện gì, nếu như Đường Mộc Tuyết rơi vào tay hắn, không biết sẽ phải nhận lấy sự sỉ nhục như thế nào. Nghe nói, Vương Thiên Long chính là một kẻ biến thái hoàn toàn, yêu cầu trên phương diện nào đó cực kỳ hà khắc. Nếu như không đáp ứng được những yêu cầu biến thái của hắn, thì Vương Thiên Long sẽ lập tức đem người này vứt cho đám thuộc hạ bên dưới, tiến hành sỉ nhục không phải người thường có thể chấp nhận được. Đường Hạo hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được nếu Đường Mộc Tuyết rơi vào tay tên Vương Thiên Long này, đối với cô ta mà nói đây không chỉ đơn giản là một kiếp nạn từ trên trời rơi xuống đâu. Nhìn khuôn mặt kinh hồn thất sắc của Đường Hạo, Vương Thiên Long châm chọc nói, người anh em Đường Hạo này, nói thật với chú em, anh đây đã sớm nhìn chúng Đường Mộc Tuyết từ lâu, chỉ là luôn không có thời gian ngó ngàng đến việc này. Lần này chú em đến tìm anh, vừa hay nhắc nhở anh đây Đường gia nhà các người còn có một đại mỹ nhân xinh đẹp yêu điệu như vậy. Yên tâm, chuyện này đại ca nhất định sẽ giúp em làm gọn gàng, chỉ cần Đường Mộc Tuyết tối nay đến đây, những chuyện khác chú em không cần lo đến, tiền thu lao 2 triệu đại ca cũng không cần. Chậc, nghe những lời này Đường Hạo nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không nhận tiền thù lao 2 triệu. Đối với Đường Hạo mà nói, 2 triệu này tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Phải biết rằng với số tiền này có thể thỏa mãn bao nhiêu nhu cầu của hắn đâu. Có tiền tức khắc có thể sai khiến ma quỷ, lại nghĩ đến việc Đường Mộc Tuyết trước giờ cứ đối đầu với mình, dù cho là người một nhà thì Đường Hạo cũng phải nghĩ biện pháp dồn Đường Mộc Tuyết vào chỗ chết. Nghĩ đến dáng vẻ kiêu căng hống hách của Dương Tiêu, nhớ đến vụ tai nạn xe ban đầu, nếu như không phải bản thân mạng lớn, có lẽ đã sớm bị Dương Tiêu đâm chết. Hận, một cỗ hận ý ngập trời từ trong lòng Đường Hạo ngùn ngụt bộc phát. Nhìn biểu cảm dần dần trở nên hung ác trên mặt Đường Hạo, khóe môi Vương Thiên Long dần nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn sớm đã hiểu ra được một đạo lý, đó chính là nét đứng đắn của một người phụ nữ, chính vì mê hoặc không đủ, còn lòng trung thành của một người đàn ông chính vì tỷ lệ đặt cược phản bội quá thấp, sức mạnh đạo đức dù sao cũng có hạn. Dù cho Đường Hạo cùng Đường Mộc Tuyết cùng là người một nhà, nhưng giữa quan hệ cạnh tranh nhất định sẽ xảy ra rạn nứt. Anh em ruột thịt còn có thể trở mặt thành thù. Chứ đừng nói Đường Mộc Tuyết còn không phải là em gái ruột của Đường Hạo. Được, Thiên Long đại ca, tiểu đệ đây đáp ứng với anh tối nay nhất định sẽ dẫn theo Đường Mộc Tuyết đến gặp anh. Đường Hạo trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Chỉ cần đạt được lợi ích, Đường Hạo tất nhiên động lòng rồi. Dưới sự dẫn dắt của thù hận, Đường Hạo liền đồng ý. Dù sao Đường Mộc Tuyết sớm muộn đã làm qua không ít chuyện hèn hạ, cũng không thiếu một lần này. Lý Minh Hiên, tiểu hoàng tử Thổi Tiêu, Lý Thần Chiến, Đường Mộc Tuyết đều đã bị ba người đàn ông này ngủ qua, cũng không thiếu được một lần này.
Đường Hạo lúc này chỉ hy vọng Vương Thiên Long đêm nay có thể hung hăng hành hạ Đường Mộc Tuyết một phen. Vương Thiên Long vỗ nhẹ lên vai Đường Hạo, ha ha cười lớn, kẻ thức thời chính là Trang Tuần Kiệt, Đường Hạo lão đệ, đại ca vô cùng thưởng thức chú em, tối nay anh sẽ đợi tin tốt của chú em. Thiên Long đại ca anh cứ yên tâm, đêm nay em nhất định sẽ mang ả tiện nhân đó đến cho anh. Đường Hạo nghiêm túc nói. Vương Thiên Long không hề nhận tiền thu lao 2 triệu của Đường Hạo, trong mắt hắn số tiền này không đáng bỏ vào mắt. Chỉ cần có thể ngủ được với Đường Mộc Tuyết, tất cả đều xứng đáng. Tục ngữ có câu, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, đêm nay Vương Thiên Long hắn nhất định phải phong lưu một phen. Chỉ đáng tiếc Đường Mộc Tuyết này đã gả cho một tên phế vật, sớm đã không còn thân hoàn bích. Sau khi quay về tập đoàn y dược Đường Nhân, Đường Hạo lập tức gọi điện thoại đến cho người quản lý xưởng sản xuất dược liệu mới đến, sắp xếp cho ông ta phối hợp với Vương Thiên Long. Sau sự việc lần trước, người quản lý xưởng sản xuất trước đây là Hàn Quốc Cường ngay lập tức xin từ chức, sau đó dẫn theo vợ con biến mất khỏi thành phố Trung Nguyên. Hàn Quốc Cường hiểu rõ, nếu như sớm không trốn thoát, dựa theo tính cách có thù tất báo của Đường Hạo, cả nhà của ông nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Người quản lý mới đến là người bên nhà mẹ của Đường Hạo, sau khi nhận được cú điện thoại của hắn, liền lập tức dựa theo yêu cầu của Đường Hạo mà tiến hành sắp xếp. Đồng thời, Đường Hạo cũng gọi điện thoại đến cho Vương Thiên Long thông báo cho hắn biết thời gian cùng tuyến đường vận chuyển của đơn hàng. Nhận được điện thoại, Vương Thiên Long lập tức sắp xếp người đi đánh cướp. Nếu như không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì đơn hàng dược liệu trị giá lên đến vài triệu của Đường gia đều bị người của Vương Thiên Long cướp đi. Đường Mộc Tuyết à, lần này cô triệt để tiêu tùng rồi, ha 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 hai. Sau khi biết được toàn bộ dược liệu đã bị người khác cướp đi, Đường Hạo giống như đã nhìn thấy được khung cảnh bản thân đã dẫm đạp Đường Mộc Tuyết dưới chân, sảng khoái cười lớn. Đường Mộc Tuyết lúc này đang cùng khách hàng bàn hợp đồng, căn bản không biết đã xảy ra chuyện này. Người phụ trách chi nhánh Lý gia đợi rất lâu nhưng vẫn đợi được tin tức dược liệu từ Đường gia, cảm thấy vô cùng kỳ quái liền gọi điện thông báo đến Lý Minh Hiên. Biệt thự trên đảo nhỏ ven hồ hôm nay đã hoàn tất công tác hoàn thiện, Lý Minh Hiên lúc này mới có thể thoải mái thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này khi nhận điện thoại của người quản lý, hắn ngược lại vô cùng bất ngờ. Cũng vì chỉ cần tiếp xúc trong một thời gian ngắn ngủi, Lý Minh Hiên có thể biết được Đường Mộc Tuyết chính là một nữ cường nhân có tinh thần tuân thủ khế ước cùng khả năng làm việc nhanh gọn. Điều khiến cho Lý Minh Hiên kinh ngạc bội phần chính là, dược liệu không giao đến nơi tạm không nhắc đến, Đường Mộc Tuyết vậy mà cũng không lên tiếng thông báo với mình trước. Chuyện này căn bản không giống với tác phong làm việc của cô. Dù sao Đường Mộc Tuyết cũng là người phụ nữ của Điện Hạ, Lý Minh Hiên tất nhiên sẽ không trách tội, hắn chính là đang e sợ Đường Mộc Tuyết bên đó đã gặp phải phiền phức không từ trôi được. Cho nên Lý Minh Hiên ngay lập tức gọi điện thoại đến cho Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết khi thấy số điện thoại gọi đến, khuôn mặt hoàn hảo không chút khiếm khuyết hiện lên nét kinh ngạc. Lý Minh Hiên như thế nào lại gọi điện thoại cho bản thân chứ? Trong ấn tượng của Đường Mộc Tuyết, Lý Minh Hiên là một người vô cùng cao lãnh, căn bản sẽ không chủ động liên lạc với cô. Đường Mộc Tuyết vội vàng xin lỗi khách hàng, lên tiếng giải thích vài câu sau đó đứng lên nhận điện thoại của Lý Minh Hiên. Sau khi nhận được tin dược liệu vẫn chưa được giao đến nơi, cả người Đường Mộc Tuyết giống như bị sét đánh. Lý Tổng, chuyện này tôi quả thật không biết, cũng vì tôi không phụ trách mảng vận chuyển, hiện tại tôi sẽ lập tức quay về công ty, điều tra rõ tình huống. Đường Mộc Tuyết nghiêm túc nói. Lý Minh Hiên gật đầu nói, Đường tiểu thư không cần gấp gáp, nếu quả thật có vấn đề gì, chậm trễ một ngày cũng không có vấn đề gì lớn. Đường Mộc Tuyết là một người phụ nữ yêu cầu hoàn mỹ, vừa ngắt điện thoại, Đường Mộc Tuyết liền xin lỗi khách hàng, sau đó gấp như lửa đốt cấp tốc chạy về tập đoàn y dược Đường Nhân. Khi cô vừa bước đến trước cổng công ty, Đường Hạo liền tức giận đùng đùng bước đến trước mặt Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết, cô làm ăn cái trò trống gì vậy? Dược liệu như thế nào lại bị người khác đánh cướp mất rồi? Hợp đồng Đông Hải Lý gia dù sao cũng do cô đích thân phụ trách, hiện tại đơn hàng dược liệu trị giá hơn vài triệu đã bị mất cắp, cô có biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Một khi Đông Hải Lý gia ra tay làm khó, Đường gia chắc chắn không có cách nào khống chế được, cô gây ra tai họa lớn rồi. Bị người ta cướp mất rồi sao? Đường Mộc Tuyết kinh ngạc thốt lên. Nhìn dáng vẻ hoa dung thất sắc của Đường Mộc Tuyết đang đứng trước mặt, nội tâm Đường Hạo sung sướng đến cực điểm. Đường Mộc Tuyết ơi Đường Mộc Tuyết à, lần này con mẹ nó cô chết chắc rồi. Đường Hạo lạnh giọng nói, hừ, cô đừng nói với tôi cô không biết chuyện này, cô là người phụ trách chính, hiện tại dược liệu đã bị người đánh cắp,
tội này cô đừng hòng trốn thoát. Đầu óc Đường Mộc Tuyết rơi vào một khoảng trắng. Đơn hàng dược liệu trị giá hàng triệu đồng đã bị người đánh cắp, chuyện này chẳng khác nào như sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng lên đầu cô. Mặc dù hợp đồng quả thực do cô giành về được, nhưng việc vận chuyển dược liệu căn bản không phải do cô phụ trách. Chỉ là hiện tại Đông Hải Lý gia chỉ chấp nhận một mình Đường Mộc Tuyết cô, bất luận như thế nào, cô đều phải chịu trách nhiệm lớn cho vấn đề này. Ngôn Tình tổng tài. Vậy hiện tại phải làm như thế nào đây? Đường Mộc Tuyết đột nhiên không biết phải làm như thế nào. Đường Hạo hít sâu một hơi, bày ra dáng vẻ thất vọng sau đó nói, tôi vừa rồi đã phái người đi điều tra, người cướp dược liệu lần này chính là Vương Thiên Long, tôi cùng đã liên lạc với hắn ta, Vương Thiên Long nói. Nếu muốn dược liệu thì đêm nay 6 giờ 30 cả hai chúng ta phải đích thân đến tìm hắn. Cái gì, Vương Thiên Long? Hắn ta không phải chính là Vương Lão Đại, một trong ba kẻ đứng đầu của vùng đất xám thành phố Trung Nguyên hay sao? Nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết dâng lên một nét tuyệt vọng. Chuyện liên quan đến đơn hàng dược liệu vô cùng hệ trọng, cô không thể không cân nhắc xem xét. Đường Mộc Tuyết ra vẻ trấn tĩnh nhìn Đường Hạo nói, được, tôi và anh cùng đi tìm Vương Lão Đại. Hừ, đêm nay được liệu nếu như không tìm về được, tôi xem cô ăn nói như thế nào với Đông Hải Lý gia. Đường Hạo hiểm ác nói. Sau khi sắp xếp tất cả mọi chuyện, Đường Hạo liền quay về văn phòng nhắn tin cho Vương Thiên Long. Sau khi nhìn thấy tin nhắn được gửi đến, Vương Thiên Long liền điên cuồng cười không ngót, giống như bản thân đã chiếm được Đường Mộc Tuyết vậy. Vào ngay giây phút này, trái tim Đường Mộc Tuyết loạn như cào cào. Cô thật sự không ngờ rằng khi sự nghiệp cô đang dần đi vào quỹ đạo, vậy mà lại xảy ra sự việc dược liệu mắt cách này. Bất lực không còn cách nào khác, Đường Mộc Tuyết chỉ có thể lựa chọn cùng Đường Hạo đến gặp Vương Thiên Long. Ngay giây phút này, trong lòng Đường Mộc Tuyết không nhịn được nghĩ đến Dương Tiêu. Nếu như lúc này có Dương Tiêu ở bên cạnh mình, có lẽ sự việc sẽ chuyển biến tốt hơn nhiều. Chỉ là người đàn ông này vậy mà lại ở bên ngoài lăng nhăng với người phụ nữ khác. Điều này khiến cho Đường Mộc Tuyết căn bản không có cách nào tiếp nhận được. Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Mộc Tuyết cảm thấy uất ức không cách nào nói nên lời. Không lẽ bản thân gặp vấn đề gì cũng cần dựa vào Dương Tiêu đến giải quyết hay sao? Đường Mộc Tuyết tỉ mỉ suy nghĩ, giống như trước đây chỉ cần gặp được phiền phức tất cả đều do một tay Dương Tiêu giúp cô giải quyết. Lần này gặp phải khó khăn này, bản thân tuyệt đối không thể tìm đến Dương Tiêu, cô căn bản không tin nếu không có Dương Tiêu. Bản thân cô không thể giải quyết được vấn đề này. Cô chính là muốn tự lực tự cường, bản thân tuyệt đối không nhún nhường trước, cô cũng sẽ không tha thứ cho việc Dương Tiêu ở bên ngoài lăng nhăng với người phụ nữ khác. Khoảng chừng đến thời gian tan ca 5 giờ 30, Đường Hạo đen mặt nhìn Đường Mộc Tuyết nói, cũng đã gần đến giờ rồi, nếu như để cho Vương Thiên Long chờ đợi, một khi hắn ta nổi giận, đến lúc đó đừng nhắc đến chuyện đơn hàng, e rằng đến Đường gia của chúng ta cũng phải chịu liên lụy từ cơn thịnh nộ của Vương Thiên Long. Được, hiện tại chúng ta xuất phát, Đường Mộc Tuyết lập tức quyết định cùng bước theo Đường Hạo. Sau khi bước lên xe, trong lòng Đường Hạo cười lạnh không ngớt, giống như Đường Mộc Tuyết đã thân bại danh liệt, không có tư cách cùng hắn so chiêu. Hai người vừa rời đi chưa được bao lâu, Dương Tiêu liền lái chiếc xe Maserati đến dưới công ty. Mặc dù cả tuần lễ này, Đường Mộc Tuyết đều đang chiến tranh lạnh với hắn. Nhưng nhằm đảm bảo an toàn cho Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu mỗi ngày đều đến công ty. Dù cho Đường Mộc Tuyết không hề để ý đến hắn, nhưng những gì nên làm Dương Tiêu vẫn sẽ làm, lỡ đâu một ngày có thể cảm động được cô vậy thì Đường Mộc Tuyết sẽ tha thứ cho hắn. Chuyện khiến Dương Tiêu cảm thấy kỳ lạ chính là thời gian tan ca đã đến, nhưng lại không thấy bóng dáng của Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu bước xuống xe, bước vào văn phòng của Đường Mộc Tuyết, nhưng lại không thấy người đâu. Không lẽ Mộc Tuyết đã quay về nhà trước rồi? Dương Tiêu kinh ngạc nói. Đã được một tuần rồi. Có cần tức giận đến mức đó không? Dương Tiêu cười khổ một tiếng. Hắn vẫn cho rằng Đường Mộc Tuyết sớm đã quay trở về nhà, Dương Tiêu chỉ có thể bắt lực lái xe quay trở về nhà. Tốc độ lái xe Đường Hạo vô cùng nhanh, hắn rất nhanh đã dẫn theo Đường Mộc Tuyết đến địa bàn của Vương Thiên Long. Vương Thiên Long sớm đã có chuẩn bị, ở khu vực lân cận sắp xếp không ít thân thủ, cũng tránh ảnh hưởng đến việc cá nước vui vẻ giữa hắn cùng Đường Mộc Tuyết. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết đã đến, hai mắt những tên thủ hạ đứng bên ngoài sân lập tức sáng lên. Mẹ nó, đây không phải là Đường Mộc Tuyết, đệ nhất mỹ nhân thành phố Trung Nguyên hay sao? Thật là xinh đẹp mài. Đáng tiếc là con đàn bà xinh đẹp như vậy lại gả cho một tên phế vật, nếu như có thể cho tao thỏa thích một phen, giảm thọ 10 năm tao cũng chấp nhận.
Nghe thấy những lời dơ bẩn này của bọn họ, khuôn mặt Đường Mộc Tuyết hiện lên nét kinh tởm khinh thường. Dưới sự dẫn đường của Đường Hạo, Đường Mộc Tuyết cuối cùng đã bước đến một căn phòng bố trí vô cùng xa hoa lộng lẫy. Căn phòng ánh sáng dịu nhẹ, đặt một chiếc giường lớn, trên đầu giường còn đặt vô số dụng vụ tình thú giữa nam và nữ. Khi nhìn thấy những thứ này, khuôn mặt Đường Mộc Tuyết lập tức đỏ tía mang tai, cô đến chuyện nam nữ còn chưa trải qua, nhìn thấy những thứ này làm sao có thể chống chọi được chứ? Trốn tránh tầm nhìn, Đường Mộc Tuyết tự nhắc nhở bản thân bản nín nhịn xấu hổ, mục đích bản thân đến đây lần này chính vì đơn hàng dược liệu lần này. Đường Hạo cũng bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, trong lòng không nhịn được suy nghĩ, tên Vương Thiên Long này cũng thật biết chơi, so với hắn còn đặc sắc hơn, không uống là người đứng đầu vùng đất xám. Thiên Long đại ca, chúng em đã đến rồi. Trên mặt Đường Hạo hiện lên một nét cười. Đường Mộc Tuyết cố nhịn xấu hổ, nhìn sang Vương Thiên Long nói. Xin chào Vương Lão Đại, tôi là Đường Gia Đường Mộc Tuyết, Đường Gia chúng tôi từ trước đến nay cùng Vương Lão Đại nước sông không phạm nước giếng, không biết Vương Lão Đại tại sao lại đánh cướp đơn hàng dược liệu của Đường Gia chúng tôi. Không biết Vương Lão Đại ngài có thể đem dược liệu trả lại cho Mộc Tuyết. Khi nhìn thấy Đường Mộc Tuyết, hai mắt Vương Thiên Long lập tức sáng lên, hắn tỉ mỉ đánh giá quan sát thân thể gợi cảm lồi lõm của Đường Mộc Tuyết, huýt sáo nói, quả thật là đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên, quả thật là tuyệt thế vưu vật. Muốn dược liệu đúng không? Có thể, chỉ cần đêm nay cô hầu hạ thật tốt ông đây, cái gì ông đây cũng đáp ứng cô. Vương Thiên Long vốn dĩ cho rằng sắc đẹp của Đường Mộc Tuyết chỉ được tâng bốc lên mà thôi, còn người thật cùng lắm chỉ tầm thường, so với những người phụ nữ mà hắn từng chơi qua có gì khác biệt. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đường Mộc Tuyết, hắn liền rõ ràng biết rằng, những người phụ nữ bản thân từng chơi qua trước đây chỉ là hạng dung chỉ tục phấn, căn bản không đáng nhắc đến. Nếu so với Đường Mộc Tuyết, những người phụ nữ đó chỉ là rác rưởi không đáng nhắc đến. Vẻ đẹp của Đường Mộc Tuyết hoàn mỹ không chút khiếm khuyết, đơn thuần tự nhiên, tràn đầy linh khí. Giống như người trước mắt chính là tiên nữ từ trong tranh bước ra, không soi mói được bất kỳ khiếm khuyết nào. Đến mức, nếu đem cô đặt trong giới giải trí thì cũng không có ai so được với nhan sắc xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết. Giây phút này, nước miếng của Vương Thiên Long như muốn chảy hết ra ngoài. Đường Hạo thật sự không nghĩ đến tên Vương Thiên Long này lại trực tiếp như vậy, bản thân đem người đến đây, tên Vương Thiên Long này đã chuẩn bị đầy đủ điên cuồng một phen. Đường Hạo cũng không phải kẻ ngốc, hắn rất thức thời mà nói, Thiên Long đại ca, vậy tiểu đệ liền chờ ở bên ngoài, sẽ không làm phiền đến hứng thú của Thiên Long đại ca. Vương Thiên Long hưng phấn xoa hai tay, đi đi, Đường Hạo lão đệ, làm việc khá lắm, đợi lát nữa anh đây nhất định sẽ uống vài ly với chú em. Đường Hạo không chút chần chừ, lập tức bước ra ngoài cửa. Nhìn thấy Đường Hạo đã rời khỏi, Đường Mộc Tuyết hoảng hốt thất thố, cô không tin được mà nhìn về phía Đường Hạo, các người bắt tay để hãm hại tôi. Đường Hạo nhìn Đường Mộc Tuyết giống như đang nhìn một kẻ ngu, cười lạnh nói, Đường Mộc Tuyết, cũng may cô là người băng tuyết thông minh, chẳng lẽ đến chuyện này cũng không nhìn ra hay sao? Không sai, chính là tôi cùng Thiên Long đại ca bắt tay hãm hại cô thì như thế nào? Hầu hạ Thiên Long đại ca cho tốt vào, ha 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 han. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Đường Mộc Tuyết hiện lên nét tuyệt vọng, Đường Hạo điên cuồng cười lớn, bước ra khỏi gian phòng, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Lời này khiến cho Đường Mộc Tuyết hoa dung thất sắc, cô hiện tại đã không còn cách nào bình tĩnh được. Cô muốn ngay lập tức trốn thoát, nhưng lại phát hiện cửa lớn của gian phòng đã bị đóng chặt, bản thân không cách nào mở ra được. Tiểu mỹ nhân, em cũng thật là xinh đẹp. So với tưởng tượng của ông đây còn xinh đẹp hơn, sắc đẹp rung động lòng người, quả thật là sắc đẹp rung động lòng người. Vương Thiên Long cả khuôn mặt khinh nhờn nói, ông đây sống gần như cả đời người cũng chưa từng gặp qua người phụ nữ xinh đẹp nào như cô em đây, nếu như sớm biết cô em xinh đẹp như vậy, ông đây đã ra tay từ sớm rồi. Mắt thấy Vương Thiên Long không ngừng tiến sát lại gần mình, sắc mặt Đường Mộc Tuyết trắng như một tờ giấy trắng, thân thể run rẩy lùi về phía sau. Hát ông đừng đến đây. Số dược liệu đó tôi hiện tại không à giấu lớn mũ bảng mũ huyền à cân nữa, mau thả tôi ra ngoài. Đường Mộc Tuyết cũng là lần đầu tiên gặp tình huống giống như vậy, cô thật sự bó tay chịu trói, không biết nên xử lý như thế nào. Hơn nữa, đối phương rõ ràng đã có sự chuẩn bị trước, cố ý cài bẫy cô, chuyện này rắc rối lớn rồi. Không nghĩ đến bản thân bị người khác khinh nhờn, Đường Mộc Tuyết tuyệt vọng không còn gì bằng. Nếu như bị Vương Thiên Long khinh nhờn, Đường Mộc Tuyết cô thà rằng tự cắn lưỡi tự tử cũng không muốn hắn ta đạt được ý đồ.
Vương Thiên Long lúc này cũng không có cách nào áp chế được cơn xúc động trong cơ thể, hắn nhìn chằm chằm vào Đường Mộc Tuyết cười tà nói, tiểu mỹ nhân, ông đây đến đây. Ông đừng đến đây. Cả khuôn mặt Đường Mộc Tuyết trắng bệch như giấy, thân thể run rẩy áp sát vào góc tường, hấp tấp bắt an nói. Hè 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 hè, tiểu mỹ nhân, đến đây với ông đây nào. Vương Thiên Long giống như được bơm thêm máu vô cùng hưng phấn, hắn hoàn toàn không màng đến dáng vẻ hoảng hốt của Đường Mộc Tuyết, dùng tốc độ nhanh như tên bắn hung hăng lao về phía Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu sớm đã quay lại biệt thự, nhưng khi đẩy cửa phòng, chỉ thấy cả gian phòng trống không, không hề có bất kỳ bóng dáng nào của Đường Mộc Tuyết. Khi phát hiện không thấy bóng dáng của Đường Mộc Tuyết đâu, mi mắt phải của Dương Tiêu không ngừng giật điên cuồng, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an. Lần trước không liên lạc được với Đường Mộc Tuyết chính là khi cô ở bên ngoài uống rượu, sau đó đêm đó xảy ra việc rò rỉ khí ga phát nổ ở căn nhà chính, rồi xảy ra một loạt những chuyện phía sau. Dương Tiêu sợ Đường Mộc Tuyết lại xảy ra chuyện, ngay lập tức quay trở lại tập đoàn y dược Đường Nhân. Khi đến phòng bảo vệ, sự xuất hiện của Dương Tiêu khiến cho một đám bảo vệ suýt chút nữa đi ra quần. Trước đây Dương Tiêu còn đảm nhận vị trí bảo vệ, đã đem bọn họ thu thập một trận, đội trưởng đội bảo vệ trước đây là Mã Thế Sương cũng đã bị Dương Tiêu chỉnh đốn đến mức phải vào tù. Dương Tiêu đại ca, anh chấm ANS như thế nào lại đến đây? Đội trưởng bảo vệ mới đảm nhiệm chức vụ sợ hãi bất an nói. Dương Tiêu tóm chặt lấy cổ áo của người đó lạnh giọng nói, Đường Mộc Tuyết đang ở đâu? Đường Mộc Tuyết sao? Đội trưởng đội bảo vệ nhíu mày hỏi lại. Dựa theo đạo lý mà nói, Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu là vợ chồng, hành tùng của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu phải là người nắm rõ trong lòng bàn tay mới đúng. Vậy mà hiện tại, Dương Tiêu này lại tức giận phừng phừng xông đến phòng bảo vệ, đây là có ý gì chứ? Liên quan đến hành tung của Đường Mộc Tuyết, bảo vệ bọn họ tất nhiên biết rõ, cũng vì xe của Đường Hạo là do bọn họ cho đi, Dương Tiêu nắm chặt nắm đắm, trên khuôn mặt hiện lên nét âm hiểm, nếu như không muốn có kết cục giống như Mã Thế Sương, vậy thì thành thật khai ra. Cảm giác được ngọn lửa tức giận trên người Dương Tiêu, đội trưởng đội bảo vệ cũng bị Dương Tiêu dọa sợ. Hắn liên tục nói, Đường Mộc Tuyết cùng Đường Tổng đi tìm Vương Lão Đại rồi. Vương Lão Đại nào? Nổi bất an trong lòng Dương Tiêu không ngừng mãnh liệt dâng lên. Đội trưởng đội bảo vệ nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn nói, chính là Vương Thiên Long, Vương Lão Đại, một trong ba người đứng đầu của vùng đất xám Trung Nguyên. Cái gì, Vương Thiên Long, nghe thấy vậy, Dương Tiêu đột ngột thay đổi sắc mặt. Mặc dù Dương Tiêu ẩn nhẫn ở đường ra 5 năm, nhưng không có nghĩa hắn không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì đang xảy ra ở thành phố Trung Nguyên này. Tên Vương Thiên Long đó rốt cuộc là thứ gì? Dương Tiêu sớm đã nghe danh đến. Hiện tại, Đường Mộc Tuyết đã bị Đường Hạo dẫn đi tìm Vương Thiên Long, đây không phải rõ ràng chính là đưa dê vào miệng cọp hay sao? Cảm xúc Dương Tiêu triệt để hoảng loạn, hắn thật sự không nghĩ đến Đường Mộc Tuyết vậy mà lại có gan cùng tên miệng cười nhưng lòng dạ gian ác Đường Hạo cùng đến gặp Vương Thiên Long. Vương Thiên Long là một người vô cùng mê đắm nữ sắc, đây chính là lão lưu manh không có phụ nữ không vui. Đường Mộc Tuyết nếu đã đến gặp Vương Thiên Long, vậy thì kết cục chỉ cần suy nghĩ cũng có thể đoán được. Trong lòng Dương Tiêu vô cùng tự trách, nếu như không phải vì bản thân hắn, Đường Mộc Tuyết nhất định sẽ không làm ra chuyện cực đoan như vậy. Đường Mộc Tuyết trước đây nếu gặp phiền phức, ít nhất cũng sẽ nói với hắn một tiếng, bản thân hắn cũng sẽ vì cô mà nghĩ biện pháp. Lần này Đường Mộc Tuyết vậy mà lại không báo với hắn tiếng nào liền đi theo Đường Hạo, đây không phải là đang gây chuyện hay sao? Đường Hạo là dạng người như thế nào? Không lẽ Dương Tiêu còn không rõ hay sao? Chuyện này quá nữa có bàn tay hắn dàn xếp phía sau, tình huống của Đường Mộc Tuyết giây phút này tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Dương Tiêu buông đội trưởng đội bảo vệ, sau đó lập tức gọi đến một số điện thoại, Lý Thần Chiến, lập tức triệu tập người cho tôi, phải lấy tốc độ nhanh nhất có mặt ở địa bàn của Vương Thiên Long. Tuân lệnh, sau khi nhận được điện thoại của Dương Tiêu, Lý Thần Chiến không có một tia do dự nào. Hắn có thể cảm nhận được giọng nói trầm trọng của Dương Tiêu, Lý Thần Chiến liền lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp các nhân vật tinh nhuệ xung quanh mình, xuất phát đến địa bàn của Vương Thiên Long. Lăn lộn trong giới này, ba nhân vật đứng đầu cũng thường xảy ra tranh chấp, Lý Thần Chiến sớm đã không vừa mắt tên Vương Thiên Long này rồi. Không nghĩ đến, tên ngu ngốc Vương Thiên Long này lại đắc tội đến Dương Tiêu, thật là tự tìm đường chết. Nếu như lần này có thể xử lý gọn gàng Vương Thiên Long, vậy cũng là một chuyện đáng vui mừng. Cho nên, sau khi nhận được cuộc điện thoại này, Lý Thần Chiến so với bất kỳ ai càng hư phần hơn. Hy vọng tất cả đều không quá trễ.
Trong lòng Dương Tiêu không ngừng cầu nguyện. Đường Hạo lúc này đang ung dung ngồi trong phòng khách, trên khuôn mặt tràn đầy ý châm chọc, Đường Mộc Tuyết, chỉ lát nữa thôi cô triệt để tiêu đời rồi, đợi sau khi bị Vương lão đại chơi đùa chán chê, tôi sẽ chụp vài tấm hình của cô, tung lên mạng, khiến cô thân bại danh liệt, xem cô sau này làm sao đứng vững ở Đường gia. Trong lúc Đường Hạo vẫn đang ảo tưởng, ngoài cửa truyền đến một trận huyên náo. Đứng im, các người là ai? Một âm thanh tức giận phân nộ vang lên. Nhằm giải cứu Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu một đường phóng xe điên cuồng, đã nhanh chóng đến địa bàn của Vương Thiên Long. Vừa bước xuống xe, liền bị đám thuộc hạ tinh nhuệ do Vương Thiên Long sắp xếp chặn ở bên ngoài. Đêm nay, Vương Thiên Long muốn cùng Đường Mộc Tuyết điên cuồng một phen, hắn sớm đã sắp xếp 50 vệ sĩ canh gác bên ngoài. Bất kỳ ai dám quấy rầy đến hứng thú của hắn, lập tức giết không tha. Dương Tiêu chân trước vừa đến nơi, chân sau Lý Thần Chiến cũng thần tốc dẫn đầu hơn 200 người tiến đến hiện trường. Lý Thần Chiến, nhìn rõ người đến là ai, cả đám thủ hạ của Vương Thiên Long đều kinh ngạc ngay tại chỗ. Bọn họ lúc này chỉ có 50 người, còn đối phương ít nhất cũng phải có hơn 200 người, nếu như phải huyết chiến một trận, bọn họ người ít không đánh lại đám đông, nhất định sẽ bại trận. Một đám thủ hạ bên dưới của Vương Thiên Long như thế nào cũng không nghĩ đến Lý Thần Chiến vậy mà lại đột nhiên đột kích đến địa bàn của bọn họ. Ý điện hạ, Lý Thần Chiến tiến lên cung kính nói. Dương Tiêu không chút chần chừ nào nói, dẫn theo vài người cùng tôi xông vào bên trong, những người còn lại lưu lại bên ngoài xử lý đám phiền phức này. Tuân lệnh, Lý Thần Chiến liền giao việc lại cho một người thủ hạ. Dương Tiêu cùng Lý Thần Chiến kẻ trước người sau lập tức xông vào phòng khách. Hơn 200 thành viên của bang răng cá mập liền đem 50 vệ sĩ tinh nhuệ của Vương Thiên Long bao vây bên ngoài. Đám người này sợ hãi đến mức muốn chết, toàn bộ đều tự động đầu hàng. Dù sao làm nghề này của bọn họ, đều là những ngày tháng nhuốm máu, tiền kiếm được đều là tiền bất nghĩa. Hơn nữa, đám người này toàn bộ đều chỉ là cỏ đầu tường, bọn họ vô cùng luyến tiếc mạng sống của mình, biết rằng đấu không được đối phương, tự động đầu hàng. Vương Thiên Long này dù sao cũng không phải là cha ruột của bọn họ tất nhiên sẽ không vì Vương Thiên Long mà không tiếc cả mạng sống. Hừ, tên phế vật Dương Tiêu đã đến rồi sao? Dù cho hắn đến đây thì như thế nào? Vương lão đại sớm đã bố trí thiên la địa võng, tên phế vật đó dám đến nay, đêm nay tôi nhất định sẽ xử chết hắn. Đường Hạo nham hiểm cười lớn. Giống như Dương Tiêu chỉ là một trái hồng mềm, hắn muốn nắn bóp như thế nào thì nắn vậy. Ngay giây phút Đường Hạo cười lạnh, cửa phòng khách đột nhiên bị đá văng, tiến vào hai bóng dáng của Dương Tiêu cùng Lý Thần Chiến. Nhìn rõ người đến là ai, Đường Hạo lúc này đang thoải mái ngồi trên ghế sofa, cả người đều chết cứng. Lông tóc khắp người đều dựng đứng cả lên, Đường Hạo trừng to mắt nhìn Dương Tiêu, "Dương Tiêu, cái tên phế vật nhà cậu như thế nào lại xông vào đây? Còn có, Lý Thần Chiến như thế nào lại đến đây? Mẹ của tôi ơi!" Cảm nhận được sát khí lẫm liệt tỏa ra trên người của hơn 10 người đang đứng trước mặt, toàn thân Đường Hạo run rẩy không ngừng, sợ đến muốn suýt đi ra quần. Đường Hạo vốn dĩ đang muốn dùng danh tiếng của Vương Thiên Long để làm khiếp sợ Lý Thần Chiến, nhưng không nghĩ đến Lý Thần Chiến vậy mà lại đích thân xuất trận, hung hăng xông vào địa bàn Vương Thiên Long. Trong mắt Đường Hạo, Đường Mộc Tuyết cũng chỉ là một món đồ chơi, nếu đã bị Lý Thần Chiến chơi đùa chán chê rồi cũng sẽ vứt sang một bên mà thôi. Nhưng hiện tại, Lý Thần Chiến cả khuôn mặt lạnh lẽo đích thân đến hiện trường, chuyện này khiến cho Đường Hạo sợ hãi vô cùng. Đường Hạo, mày dám ám hại Đường tiểu thư, con mẹ mày đúng muốn tìm đường chết mà. Vừa bước vào phòng khách liền thấy bóng dáng của Đường Hạo, hai mắt Lý Thần Chiến tức đến mức muốn phun ra lửa. Lần trước, hắn ở phủ đệ của Đường Lão Thái Thái đã cảnh cáo qua với Đường Hạo, nhưng không nghĩ đến Đường Hạo biết rõ còn cố ý phạm lỗi, đem Đường Mộc Tuyết dẫn dụ đến địa bàn của Vương Thiên Long. Chuyện này rõ ràng không thể buông tha được. Đường Hạo khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, cả khuôn mặt không còn một giọt máu nhìn Lý Thần Chiến, Lý ca, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm mà thôi. Những chuyện này đều do Vương lão đại ép tôi làm. Bạt, Lý Thần Chiến lửa giận bốc lên, nhanh như tên bắn đến trước mặt Đường Hạo, không nói hai lời lập tức hung hăng tát một cú đánh nảy lửa lên mặt Đường Hạo. Đường Hạo không chút phòng bị nhận lấy một cú tát. Trọng tâm thân thể đứng không vững, liền lập tức ngã xuống đất. Lý Thần Chiến nhìn sang Dương Tiêu thấp giọng nói, điện hạ, nên xử lý tên không có mắt nhìn này như thế nào. Dương Tiêu sắc mặt thâm trầm như nước nhìn chằm chằm Đường Hạo, Đường Mộc Tuyết đang ở đâu. Dưới sự bức ép của Lý Thần Chiến,
Đường Hạo mặc dù muốn phản bác Dương Tiêu vài câu, nhưng ngược lại e sợ Lý Thần Chiến sẽ giết hắn, giọng nói run rẩy lắp bắp nói, Đường Mộc Tuyết, cô ta ở. Lời này của Đường Hạo vẫn chưa nói hết, một tiếng hét thất thanh tuyệt vọng hoảng loạn vang lên. Tiếng hét này đến từ Đường Mộc Tuyết. Trong gian phòng bên trong, Đường Mộc Tuyết đã bị Vương Thiên Long trói chặt trên giường. Chỉ cần nghĩ đến đêm nay có thể cùng đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên cùng trải qua một đêm xuân, Vương Thiên Long đặc biệt hưng phấn. Trong lòng Đường Mộc Tuyết đã tuyệt vọng đến cùng, những nước mắt sợ sệt từ từ lăn dài trên gò má. Nếu như thật sự bị Vương Thiên Long làm nhục, cô thật sự tình nguyện chọn cái chết. Giây phút này, trong lòng Đường Mộc Tuyết rối như tơ vò, cô bất giác không kìm được mà nhớ đến Dương Tiêu. Nếu như Dương Tiêu có mặt ở đây, bản thân nhất định sẽ không phải chịu nỗi uất ức cùng sỉ nhục như vậy. Dương Tiêu, anh đang ở đâu? Trong giây phút tuyệt vọng này, Đường Mộc Tuyết có bao nhiêu hy vọng Dương Tiêu có thể xuất hiện ở nơi này cứu cô ra khỏi bể khổ. Mặc dù Dương Tiêu đã làm chuyện có lỗi với cô, nhưng trong lòng Đường Mộc Tuyết vẫn như cũ yêu say đắm Dương Tiêu. Con người trong giây phút nguy hiểm nhất, người đầu tiên nhớ đến đều là người thân thiết cũng như người mình yêu quý nhất. Cô hối hận rồi, thật sự đã hối hận rồi. Nếu như cho Đường Mộc Tuyết thêm một cơ hội, cô tuyệt đối sẽ không cùng Đường Hạo đến đây tìm Vương Thiên Long. Đường Mộc Tuyết thật sự không dám tưởng tượng, nếu như bị Vương Thiên Long vô tình khinh nhờn, vậy thì sau này cô phải đối mặt với Dương Tiêu như thế nào đây? Đến mức, giây phút này Đường Mộc Tuyết cũng đã suy nghĩ kỹ nếu như cô thật sự bị Vương Thiên Long khinh nhòn, vậy thì sau khi mọi chuyện đã diễn ra, cô sẽ tìm đến một thành phố không ai quen biết, sau đó kết thúc cuộc đời mình. Giây phút này, hai mắt Vương Thiên Long chỉ tỏa ra ánh nhìn lang sói, trong tay cầm lấy một món đồ. Mặc dù Đường Mộc Tuyết vẫn chưa trải sự đời, nhưng cô cũng biết thứ trong tay Vương Thiên Long dùng để làm gì. Nghĩ đến lát nữa sẽ bị Vương Thiên Long sỉ nhục ở nơi này, khuôn mặt xinh đẹp của cô trắng bệch thể hiện lên nét tuyệt vọng. Vương Thiên Long nhìn khuôn mặt tràn ngập nước mắt của Đường Mộc Tuyết, châm chọc nói, mỹ nhân ơi mỹ nhân à, cô sắp trở thành người của ông đây rồi. Vừa nói, Vương Thiên Long liền tiến đến gần hơn với Đường Mộc Tuyết. Chỉ cần nghĩ đến sắp tới có thể thân mật với đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên, cả người Vương Thiên Long như được tiêm thuốc kích thích đến không còn lời nào diễn tả. Đường Mộc Tuyết cảm nhận được cơn ác mộng đang chuẩn bị ập đến, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt. Nhìn Đường Mộc Tuyết lúc này đã cam chịu nhắm chặt hai mắt, Vương Thiên Long liếm môi trêu ghẹo nói, không sai, chính là như vậy, ha han. Chỉ cần nghĩ đến sắp mất đi lần đầu tiên của người phụ nữ, nghĩ đến sắp phải có lỗi với Dương Tiêu, trong lòng Đường Mộc Tuyết tạp vị ngổn ngang, tuyệt vọng đến cực điểm. Ha 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 ha, hưởng thụ đi mỹ nhân. Vương Thiên Long không ngừng tiến đến gần. Rầm. Chính vào giây phút Vương Thiên Long chuẩn bị chạm vào thân thể của Đường Mộc Tuyết, cánh cửa phòng đột ngột bị người bên ngoài hung hăng đá tung. Âm thanh cực lớn khiến cho Vương Thiên Long giật mình sợ hãi, Vương Thiên Long giận dữ xoay người lại, mẹ nó, kẻ nào dám làm phiền đến hứng thú của lão tử. Đá tung cửa phòng, bước vào bên trong gian phòng, nhìn thấy Đường Mộc Tuyết bị trói chặt tay chân nằm trên giường, trong lòng Dương Tiêu như có một ngọn lửa tức giận không ngừng dâng lên. Quả nhiên không sai, tên hỗn đản Vương Thiên Long này quả huyền thật đã xuống tay với Đường Mộc Tuyết. May mắn bọn họ đến kịp lúc, nếu không Dương Tiêu sẽ tự trách cả đời này. Nhìn rõ người đến là ai, sắc mặt Vương Thiên Long lập tức thay đổi, hả? Lý Thần Chiến các người dám xông vào địa bàn của tôi, các người mẹ nó muốn chết rồi sao? Bị quấy rầy nhã hứng, Vương Thiên Long tức giận không cách nào nguôi ngoai. Lý Thần Chiến cười lạnh một tiếng, ánh mắt khi nhìn Vương Thiên Long giống như đang nhìn một kẻ trí não có vấn đề. Dám đụng đến người phụ nữ của điện hạ, trong lòng Lý Thần Chiến sớm đã có suy nghĩ tên Vương Thiên Long này chết không còn đường chối cãi. Tốt, tốt lắm, Dương Tiêu nắm chặt nắm đấm. Cả khuôn mặt lạnh lẽo nhìn Vương Thiên Long. Khi nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên, Đường Mộc Tuyết liền lập tức mở to đôi mắt ngước nhìn. Khi vừa mở mắt nhìn, Đường Mộc Tuyết liền nhìn thấy bóng dáng vô cùng phẫn nộ của Dương Tiêu. Dương Tiêu, khi nhìn rõ người mình một lòng nhung nhớ xuất hiện giải cứu mình, Đường Mộc Tuyết cảm động vô cùng, nước mắt uất ức lại một lần nữa không nhịn được tuôn rơi. Dương Tiêu an ủi cô, Mộc Tuyết, đừng khóc, anh đã đến giải cứu em rồi đây. Trước mắt cứ để anh giải quyết tên khốn trước mắt này đã. Vừa rút lời, sắc mặt Dương Tiêu âm trầm bước về phía Vương Thiên Long. Có thể trở thành một trong ba người đứng đầu vùng đất xám Trung Nguyên, tên Vương Thiên Long cũng không phải kẻ ăn chay. Hắn từ nhỏ sức lực vô hạn, thân thủ tuyệt hảo,
như vậy mới có thể đứng vững tại vùng đất xám Trung Nguyên này, hắn căn bản không bỏ Dương Tiêu vào trong mắt. Khi nhìn thấy Dương Tiêu bước về phía mình, Vương Thiên Long cười độc ác một tiếng, Tiêu tử, mẹ mày khẩu khí lớn như vật, đến cả Lý Thần Chiến cũng không dám dùng giọng điệu như thế này để nói với tao, mẹ mày ăn gan hùm mật gấu rồi sao, có biết hay không, tao mẹ nó muốn giết mày chẳng khác nào giết một con gà con chó. Vương Thiên Long thân thủ không tầm thường, dù cho đối diện với sự truy sát của hơn 20-30 người, vẫn tuyệt đối toàn vẹn thoát ra. Trước đây hắn cùng Lý Thần Chiến đã từng giao đấu qua vài lần, Lý Thần Chiến còn bị hắn chém 3 đao lên người. Tất nhiên, Vương Thiên Long cũng không thoải mái là bao, cũng bị Lý Thần Chiến phản đòn chém lại 2 đao. Hai người xem như kẻ tám lạng người nửa cân, mặc dù Lý Thần Chiến hiện tại dẫn người đến đây truy sát, Vương Thiên Long cũng không chút e dè sợ hãi. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn có đủ tự tin có thể thoát thân ra khỏi khốn cảnh. Vậy sao? Ánh mắt Dương Tiêu lóe lên một tia lạnh lẽo, thân thể bùng phát tức giận. Nhìn dáng vẻ muốn tiến lên giết chết mình, Vương Thiên Long cười nham hiểm một tiếng, không biết tự lượng sức mình, nếu đã muốn tìm đường chết, lão tử sẽ thành toàn cho mày. Dương Tiêu anh phải cẩn thận, trái tim Đường Mộc Tuyết căng thẳng buộc chặt. Chính ngay giây phút áp sát đến gần Vương Thiên Long, thân ảnh của Dương Tiêu lập tức gia tăng tốc độ. Vương Thiên Long làm sao có thể dự đoán được Dương Tiêu vậy mà lại vừa mạnh mẽ vừa tốc độ như vậy? Hắn có chút bất ngờ, không cách nào trốn tránh, lập tức bị đầu gối Dương Tiêu hung hăng đánh vào thân dưới. Giây kế tiếp, Vương Thiên Long liền phát ra âm thanh đau đớn, hắn chỉ cảm thấy bản thân lúc này mắt cả chỉ lẫn chài. Đánh chết hắn cũng không ngờ được, thủ đoạn Dương Tiêu ép vậy mà lại tàn nhẫn như vậy, vậy mà lại xuống tay ở nơi yếu ớt nhất của hắn. Cùng lúc đó, Vương Thiên Long cũng sâu sắc cảm nhận được thân thủ của Dương Tiêu. Hắn trước nay vẫn luôn cho rằng Dương Tiêu cùng lắm chỉ là một thủ hạ bên cạnh Lý Thần Chiến, thực lực căn bản không quá mạnh mẽ, điều khiến hắn cực kỳ hoảng sợ chính là năng lực chiến đấu của Dương Tiêu so với hắn còn đáng sợ hơn. Giây phút này, thân thể to lớn của Vương Thiên Long liền lập tức rầm rầm đổ xuống, nước mắt đau đớn không ngừng chảy ra, co mình trên mặt đất giống như một con tôm, không ngừng run rẩy. Dù sao, loại tư vị này bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể tiếp nhận được. Nhìn thấy bi kịch mà Vương Thiên Long đang chịu, con người Lý Thần Chiến co lại, thần sắc càng thêm kính sợ. Trước đây khi Dương Tiêu đến tìm Cố Soái đã ra tay giết chết hai người cao thủ, Lý Thần Chiến lúc đó vẫn còn nghi ngờ Dương Tiêu có phải sử dụng thủ đoạn gì hay không. Hôm nay tận mắt chứng kiến, Lý Thần Chiến lại một lần nữa tuyệt không dám sinh lòng phản nghịch. Dương Tiêu có thể nhạy bén nắm bắt được biến hóa trên khuôn mặt của Lý Thần Chiến, hắn biết rằng Lý Thần Chiến trong 5 năm nay sớm đã không để mình vào trong mắt. Hắn nhất định phải ra uy trước mặt Lý Thần Chiến, khiến cho hắn ta từ nay về sau phải ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh. Lần trước đến tìm Cố Soái, thực lực Dương Tiêu vừa hồi phục, hắn chỉ có cần dựa vào thế mạnh cận chiến của bản thân liền có thể ra tay thủ tiêu hai cao thủ kia. Khoảng thời gian này, Dương Tiêu khôi phục công lực so với trước đây còn mạnh mẽ hơn, đã có vốn liếng của một cao thủ. Đừng nói là Vương Thiên Long, dù cho có 10 Vương Thiên Long, Dương Tiêu cũng không bỏ vào mắt. Sau khi thu thập xong Vương Thiên Long, Dương Tiêu nhanh chóng cởi trói cho Đường Mộc Tuyết. Dây thừng vừa được cởi ra, Đường Mộc Tuyết giống như cô vợ nhỏ chịu uất ức không có gì khác biệt, cô lập tức ôm lấy Dương Tiêu, nước mắt lã chã rơi xuống, thấm ướt áo sơ mi của Dương Tiêu. Dương Tiêu chỉ biết ôm chặt lấy Đường Mộc Tuyết, hắn biết hiện tại phải nhanh chóng an ủi sự hoảng sợ trong lòng của cô. Đường Mộc Tuyết giống như chim sợ cành cong, ôm chặt lấy Dương Tiêu nghẹn ngào nói, Dương Tiêu, đừng rời xa em. Đừng rời xa em có được không? Mộc Tuyết, anh sẽ không rời khỏi em cứ yên tâm, cả đời này anh cũng sẽ không rời khỏi em đâu. Trái tim Dương Tiêu như muốn tan chảy. Ôm lấy thân thể yêu kiều đang run rẩy, Dương Tiêu thật sự muốn cả đời cũng không buông tay. Dương Tiêu biết rõ, trên thế giới này không có sợi dây liên kết nào so với tình cảm vợ chồng càng thần thánh, tốt đẹp cũng như chân thành hơn. Ba mẹ, cũng sẽ có một ngày phải rời khỏi, bạn bè thân thiết. Chưa chắc có thể mãi mãi ở bên nhau, sau khi trưởng thành mỗi người cũng sẽ bay về bầu trời thuộc về riêng mình. Chỉ có vợ chồng tương thân tương ái, một đường bạc đầu bên nhau đến già. Đường Mộc Tuyết là người yêu của hắn, Dương Tiêu cả đời này không có yêu cầu thì xa xỉ, chỉ một đời một kiếp hai người bên nhau, tương thân tương ái không cô phụ nhau. Lý Thần Chiên cũng rất thức thời, hắn ra lệnh cho hai thủ hạ đem Vương Thiên Long đang chịu đòn nghiêm trọng lôi ra ngoài, để lại căn phòng cho hai người Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu ôm lấy Đường Mộc Tuyết, không ngừng an ủi.
Nghẹn ngào một lúc lâu, Đường Mộc Tuyết lúc này mới khôi phục lại tinh thần, đôi mắt đỏ hồng nhìn Dương Tiêu u oán nói, em đã không để ý đến anh rồi, anh như thế nào lại đến cứu em chứ? Nhìn Đường Mộc Tuyết dáng vẻ u oán, Dương Tiêu cười cưng chiều nói, dù cho vạn kiếp bất phục, dù cho tương tư nhập vào xương cốt, anh vẫn sẽ đối xử với em dung nhan như một, năm tháng như xưa ồ. Nghe câu nói này, trong lòng Đường Mộc Tuyết dâng lên một dòng nước ấm. Từ có điều Đường Mộc Tuyết vẫn tiếp tục truy hỏi, vậy anh tại sao lại đi tìm phụ nữ ở bên ngoài? Nếu như hôm nay không hỏi rõ, chuyện này sẽ trở thành nỗi gút mắc trong lòng cô, cả đời này cũng không cách buông xuống được. Mộc Tuyết, em có biết không, anh cả đời này khi ở bên em mới được gọi là tương lai, nếu đổi thành người con gái khác, chỉ có thể gọi là tạm bợ, như vậy anh làm sao có thể ở bên ngoài tìm người phụ nữ khác được chứ? Dương Tiêu dịu dàng lên tiếng. Lời này, khiến cho trong lòng Đường Mộc Tuyết tràn ngập cảm động, cô nhìn chăm chú vào Dương Tiêu, anh tại sao lại biết nói những lời đường mật như thế này chứ? Có phải hay nói với những người phụ nữ bên ngoài hay không? Bị Đường Mộc Tuyết chất vấn, Dương Tiêu to đầu trả lời, Mộc Tuyết, em xem anh giống như loại người đó sao? Còn có chuyện lần trước quả thật chỉ là một sự hiểu lầm, anh quả thật không cẩn thận bị người khác hôn lén, nếu như em vẫn không tin có thể hỏi Đường Đường, lúc đó Đường Đường cũng đang ở bên cạnh anh. Thật sao? Đường Mộc Tuyết kỳ quái hỏi lại. Thật chứ, Đường Đường có thể làm chứng. Dương Tiêu chắc chắn nói. Đường Mộc Tuyết nhìn dáng vẻ Dương Tiêu không giống như kẻ đang nói dối, lúc này mới tin những lời hắn vừa nói. Dù sao, Đường Mộc Tuyết cũng là em gái ruột của cô, Đường Đường còn có thành kiến với Dương Tiêu như vậy, nếu như Dương Tiêu đã nói như vậy, quá nữa sẽ không phải là giả. Được, em tin anh. Đường Mộc Tuyết lúc này mới hóa giải gút mắc trong lòng. Dương Tiêu lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Đường Mộc Tuyết, dịu dàng nói, Mộc Tuyết, lần sau ngàn vạn lần cũng đừng manh động như vậy, tên Đường Hạo kia cũng không phải là thứ tốt lành gì, làm bất kỳ chuyện gì cũng như lên cơn điên dại, sau này nếu gặp bất kỳ vấn đề khó khăn gì đều phải nói ngay cho anh biết. Vâng, vâng, Đường Mộc Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Nghĩ đến việc Dương Tiêu hôm nay không màng đến an nguy bản thân lao đến giải cứu bản thân mình, Đường Mộc Tuyết triệt để tin tưởng Dương Tiêu. Dù cho bản thân liên tục gặp Cung Linh Nhi, Đường Mộc Tuyết tin tưởng rằng người con gái đó cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào với Dương Tiêu. Dương Tiêu trước đây là quân nhân, nói không chừng người con gái ấy chính là người quen trước đây của Dương Tiêu khi còn không quân đội, khẳng định do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Nếu như Dương Tiêu thật sự làm loạn ở bên ngoài, hắn cũng sẽ không mạo hiểm cả tính mạng đến giải cứu cho cô đâu. Nếu như không phải nhờ vào Dương Tiêu kịp thời đến cứu, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Chỉ cần nghĩ đến đây Đường Mộc Tuyết không nhịn được sợ hãi. Đường Mộc Tuyết ngây ngốc nhìn Dương Tiêu hỏi, anh vẫn còn nhớ những lời em nói với anh khi còn ở khách sạn Thiên Đường Mộng Ảo hay không? Dương Tiêu vẫn luôn thâm tình nhìn cô gật đầu ra hiệu, Mộc Tuyết, anh vẫn nhớ. Em từng nói rằng cả đời này không mong cầu gì quá nhiều, chỉ cần anh mỗi ngày yêu em nhiều hơn một chút, ngày ngày tháng tháng năm năm, năm năm đời đời, không ngại yêu em đạm bạc, chỉ nguyện yêu em dài lâu. Đúng vậy, Đường Mộc Tuyết cảm động ôm chặt lấy Dương Tiêu, cô thật sự không ngờ rằng Dương Tiêu như vậy mà vẫn còn nhớ đến những lời này. Chuyện này khiến cho Đường Mộc Tuyết cảm động vô cùng, Dương Tiêu như vậy mà lại quan tâm đến bản thân như vậy, khẳng định không thể nào ở bên ngoài làm ra những chuyện có lỗi với cô được. Dương Tiêu ôm lấy Đường Mộc Tuyết, trong lòng thở dài một tiếng, chiến tranh lạnh giữa hai người rốt cuộc cũng kết thúc. Sau khi phần nào an ủi được Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu liền chuẩn bị bước ra xử lý những phiền phức bên ngoài. Sau khi ra khỏi cửa, nhìn thấy sắc mặt Lý Thần Chiến trắng bệch, thần sắc hoảng sợ bước về phía Dương Tiêu nói, Điện Hạ, thật có lỗi, Đường Hạo Nhân lúc chúng tôi không chú ý đã trốn theo lối cửa sau, xin Điện Hạ trách phạt. Lý Thần Chiến thật sự không ngờ được Đường Hạo lại có thể đê tiện đến mức này, vậy mà nhân lúc bọn họ đang thu thập Vương Thiên Long liền lần trốn. Đường Hạo chạy thoát rồi, Dương Tiêu hung hãn nhíu mày. Đường Hạo tuyệt đối không thoát khỏi có liên quan, nếu như Đường Mộc Tuyết thật sự bị Vương Thiên Long xâm hại, Dương Tiêu tuyệt đối sẽ xách đao đi chém chết Đường Hạo. Vừa rồi Lý Thần Chiến cùng hắn đi giải cứu Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu tất nhiên sẽ không trách phạt hắn ta. Dương Tiêu biết rõ tên Đường Hạo này vô cùng gian xảo, một bụng nước đen. Xảy ra chuyện như vậy, Đường Hạo nhất định sẽ vắt kiệt não tìm cách trốn thoát. Điện hạ, tất cả là do thuộc hạ làm việc thất trách. Lý Thần Chiến cúi thấp đầu, đến thở mạnh cũng không dám. Dương Tiêu suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, lập tức dẫn người rời khỏi đây, chúng ta di chuyển đến nơi khác.
Tuân lệnh, Lý Thần Chiến không dám hỏi nhiều, lập tức dẫn đầu một đám thuộc hạ cấp tốc rời khỏi địa bàn của Vương Thiên Long. Quả thật không sai, khi đám người Dương Tiêu vừa di tản chưa được bao lâu, một đám người khác liền ập đến. Đường Hạo dù sao cũng không phải là tên ngốc, hắn biết rõ tương lai sẽ phải đối diện với sự báo thù như thế nào. Cũng vì vậy, Đường Hạo vừa chạy trốn không được bao lâu, liền lập tức báo cảnh sát, hắn chính là hy vọng phía bên cảnh sát có thể truy nã đám người Dương Tiêu, Lý Thần Chiến. May mắn Dương Tiêu thông minh, nếu không tối nay sẽ gặp rắc rối lớn. Cái gì, chạy thoát rồi, thật là đáng chết, sau khi biết được kết quả không bắt được bất kỳ ai, Đường Hạo tức đến mức phun máu. Cho đến hiện tại, bất kỳ việc gì cũng làm không tốt, Đường Mộc Tuyết được Dương Tiêu giải cứu, Vương Thiên Long bị Lý Thần Chiến chế phục, tất cả kế hoạch của hắn đều đã tan thành bọt nước. Đến mức, hắn hiện tại còn đang bị Lý Thần Chiến truy sát, nghĩ đến đây Đường Hạo cũng cảm thấy tuyệt vọng. Mẹ nó, tất cả đều là chuyện tốt do tên phế vật Dương Tiêu ban tặng, Dương Tiêu mày cứ chờ đó. Ông đây tuyệt đối sẽ không buông tha cho mày, sớm hay muộn gì ông cũng sẽ bắt mày quỳ dưới chân tôi xin hàng phục. Một tên phế vật như mày mà có tư cách đấu với tao sao? Sắc mặt Đường Hạo cực kỳ âm hiểm. Lý Thần Chiến sau khi biết được tin tức, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. May mắn Điện Hạ có tầm nhìn xa trông rộng, nếu không tối nay nhất định sẽ gây ra một trận huyết chiến. Dương Tiêu cùng Lý Thần Chiến rất nhanh đã đến vùng đất trống trải ngoài vùng ngoại ô, Vương Thiên Long liền bị hai tên thủ hạ đá từ trên xe lăn xuống. Lúc này, Vương Thiên Long cũng không còn khí thế hung hăng kiêu ngạo như trước. Hắn sớm đã bị đám người Lý Thần Chiến đánh một trận, mặt mũi xanh tím. Lý Thần Chiến lấy ra một thanh dao găm cung kính nói, Điện Hạ, có cần trừ khử thứ không có mắt nhìn này hay không? Dương Tiêu nhìn khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc của Vương Thiên Long, châm chọc nói, giết chết hắn thì cũng quá dễ dãi cho tên khốn nạn này rồi, hắn không phải thích đàn bà hay sao? Được, đêm nay thỏa mãn hắn. Nghe những lời này của Dương Tiêu, Vương Thiên Long vui mừng khôn xiết. Mẹ nó! Đắc tội tên tiểu tử này, không những không bị nguy hiểm đến tính mạng, còn được chơi đàn bà, trên đời này còn có loại chuyện tốt như vậy sao? Lý Thần Chiến từ trước đến nay luôn đi theo Dương Tiêu, hắn làm sao có thể không hiểu được lời này của Dương Tiêu là có ý gì? Lý Thần Chiến lập tức nháy mắt ra hiệu, vài tên thủ hạ lập tức cầm lấy một bình thuốc kích thích Tây Ban Nha ép Vương Thiên Long uống. Sau khi uống cạn cả bình thuốc kích thích, hai mắt Vương Thiên Long lập tức đỏ bừng, từ bên trong dâng lên một cổ nhiệt nóng kích thích. Khiến hắn chỉ muốn được hung hăng giải tỏa một phen. Thuốc kích thích Tây Ban Nha là một loại dược liệu nổi danh, chứ đừng nói lúc này Vương Thiên Long đã uống cạn cả một bình thuốc. Tôi muốn đàn bà, tôi muốn đàn bà. Vương Thiên Long thở hỗn hển gào thét. Lý Thần Chiến tiếp tục nói, Điện Hạ, cách đây 500 mét có một trại nuôi heo, ngài xem thử. Dương Tiêu gật đầu, được, những chuyện còn lại giao cho anh vậy. Cái gì? Trại nuôi heo? Lời này vừa nói ra, Vương Thiên Long giống như sét đánh giữa trời quang, cả người chết lặng. Heo, không, tôi không muốn heo, tôi không muốn heo nái, tôi chỉ cần đàn bài. Vương Thiên Long sỏn cả tóc gáy hét lên. Hắn dù sao cũng là một trong ba người đứng đầu của vùng đất xám Trung Nguyên, nếu như để hắn cùng một bầy heo nái xảy ra quan hệ, chuyện này so với việc giết hắn còn khó chịu hơn. Lý Thần Chiến bước lên phía trước, hung hăng tát lên khuôn mặt Vương Thiên Long, châm chọc nói. Mẹ mày Vương Thiên Long vậy mà còn muốn phụ nữ. Mày cũng nghĩ nhiều thật, người đâu, đem Vương Thiên Vong vứt vào chuồng heo nái, trong nom hắn kỹ càng vào cho tôi. Vâng, một đám thủ hạ bên dưới đồng thanh hét lên. Chỉ cần nghĩ đến có thể tận mắt nhìn thấy Vương Thiên Long một trong ba lão đại của vùng đất xám Trung Nguyên cùng một bầy heo nái giao phối, một đám thủ hạ nháy mắt ra hiệu, cười xấu xa. Không, không cần, Vương Thiên Long không ngừng kêu rên. Đáng tiếc. Hắn nhất định phải trả giá cho hành vi của mình. Không lâu sau, tiếng hét vang của bầy heo nái từ trại nuôi heo vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm khuya. Sau khi xử lý xong Vương Thiên Long, Lý Thần Chiến lên tiếng, Điện Hạ, có cần thuộc hạ lập tức phái người truy sát Đường Hạo hay không? Không cần, Dương Tiêu phát tay ra hiệu. Dương Tiêu tự nhiên hiểu rõ, tên Đường Hạo này một khi đã chạy trốn, chắc chắn sẽ quay về cầu xin Đường Lão Thái Thái bảo vệ. Đến lúc đó chỉ cần Đường Lão Thái Thái ra mắt, kết quả xử lý cuối cùng có thể suy nghĩ ra được. Hơn nữa, Đường Hạo dù sao cũng là người của Đường gia, nếu như hắn ta chết dưới tay của Dương Tiêu hắn, vậy cũng sẽ gây nên đả kích lớn cho Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết là một người phụ nữ có tâm địa lương thiện, cô dù cho căm hận Đường Hạo, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ đến việc giết hại hắn.
Lý Thần Chiến hoảng hốt không thôi, tên Đường Hạo này không ngờ lại có gan có suy nghĩ lệch lạc với Đường Mộc Tuyết, vậy mà điện hạ lại không có ý truy cứu trách nhiệm của Đường Hạo hay sao? Ánh mắt Dương Tiêu lóe lên ánh sáng, hắn nhét lên nụ cười ý vị sâu xa sau đó nói, nếu như Đường Hạo đã muốn chơi đùa như vậy, vậy thì chúng ta cùng chơi với hắn, nếu như hắn đã rút gươm ra trước, vậy thì cũng đừng trách tôi ra tay độc ác. Lý Thần Chiến, lập tức cho người tìm về một cô gái làng chơi xinh đẹp nhất thành phố Trung Nguyên này, phải đặc biệt tìm về một người trên người có bệnh. Tuân lệnh, Lý Thần Chiến trịnh trọng gật đầu. Lần này Đường Hạo đã triệt để chọc giận đến Dương Tiêu, nếu như không phải hắn nhanh chân đến kịp, có lẽ chuyện này sẽ để lại một vết sẹo cả đời trong tim Đường Mộc Tuyết. Cũng vì vậy Dương Tiêu lần này tuyệt đối không buông tha cho Đường Hạo. Nếu như anh đã bất nhân, vậy thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Đường Mộc Tuyết là vợ của tôi, vợ của Dương Tiêu tuyệt đối không bị người sỉ nhục. Đường Mộc Tuyết lúc này vẫn đang ngồi trên xe, không có ý định bước xuống, giờ phút này cô vẫn còn kinh hồn khiếp đảm, trong lòng không ngừng sợ hãi. Xử lý gọn gàng tất cả mọi chuyện, Dương Tiêu lúc này mới bước lên xe, khi nhìn thấy Dương Tiêu đã quay trở lại, Đường Mộc Tuyết hoảng hốt nói, các anh không làm ra những chuyện tàn nhẫn không có tính người đúng không? Dương Tiêu giờ khóc giờ cười nói, Mộc Tuyết, em đang nghĩ chuyện gì vậy? Làm chuyện không có tính người cũng phải là Đường Hạo cùng Vương Thiên Long có biết không? Yên tâm, bọn anh cùng lắm chỉ dạy dỗ Vương Thiên Long một bài học mà thôi, Lý Thần Chiến sẽ không giết chết hắn đâu. Vậy thì tốt, Đường Mộc Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Cô chính là sợ Vương Thiên Long chết dưới tay Lý Thần Chiến, nếu như Vương Thiên Long chết đi, vậy sau này nếu điều tra ra được, khẳng định sẽ có ảnh hưởng đến Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết tuyệt không hy vọng Dương Tiêu xảy ra bất kỳ nguy hại, hay dính vào bất kỳ rắc rối nào. Dương Tiêu sủng nịch mỉm cười nói, Mộc Tuyết, anh hiểu rõ em, cũng vì gia đình của chúng ta, anh sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì cả, hơn nữa em cũng đừng quên rằng anh từng là một quân nhân. Được rồi, Đường Mộc Tuyết lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Dương Tiêu dịu dàng nói, Mộc Tuyết, anh sẽ dành tặng em một bất ngờ cực kỳ to lớn, em nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bất ngờ gì? Đường Mộc Tuyết kỳ vọng hỏi. Dương Tiêu bày ra một bộ dạng thần bí nói, nếu như nói ra rồi thì không còn gì bất ngờ nữa, anh hiện tại sẽ dẫn em đến một nơi. Nhìn dáng vẻ thần bí bí lúc này của Dương Tiêu, trong lòng Đường Mộc Tuyết vô cùng tò mò. Cô nhớ lại những bất ngờ mà Dương Tiêu đã mang đến cho mình. Bất kể là việc Dương Tiêu đã mua cho cô chiếc xe Maserati Quattroport, hay việc tổ chức bu ỏi lễ kỷ niệm ngày kết hôn của hai người tại khách sạn Thiên Đường Mộng Ảo, những điều này đều mang đến cho Đường Mộc Tuyết kinh ngạc vô cùng bất ngờ. Hát lần này sẽ lại là bất ngờ gì đây? Đường Mộc Tuyết vô cùng hy vọng. Dương Tiêu lái chiếc xe Maserati phóng như tên bắn hướng về vị trí khu vực biệt thự ven hồ Nhãn Minh. Chiều hôm nay Lý Minh Hiên trong điện thoại đã báo cáo với Dương Tiêu, căn biệt thự ven hồ Nhãn Minh đã hoàn tất công tác trang trí. Chìa khóa cổng biệt thự Dương Tiêu sớm đã cầm trong tay, đêm nay cũng là thời điểm nói với Đường Mộc Tuyết, nói với cô ấy, hai người bọn họ cuối cùng cũng có căn nhà thuộc về mình. Đồng thời vào lúc này, Đường Hạo cũng đã nhanh chóng lái xe đến phủ đệ của Đường Lão Thái Thái. Bà nội, Đường Hạo hoảng hốt thất thố, liên tục bò đến trước mặt Đường Lão Thái Thái. Đường Lão Thái Thái nhìn Đường Hạo nhíu mày nói, Hạo Hạo, có chuyện gì lại hoảng hốt như vậy? Không lẽ bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Đúng vậy đó bà nội, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, tên phế vật Dương Tiêu vậy mà lại dẫn theo Lý Thần Chiến đánh đến. Đường Hạo gấp gáp hét lên. Cái gì, Dương Tiêu dẫn theo Lý Thần Chiến đánh đến? Thần sắc Đường Lão Thái Thái có chút thay đổi, sau đó bà ta cười lạnh nói, tên phế vật Dương Tiêu dẫn theo Lý Thần Chiến đánh đến thì như thế nào? Đừng quên rằng, Vương Thiên Long cũng là một nhân vật hung hãn. Lý Thần Chiến nếu như dám dẫn người đến đánh giết, không lẽ không sợ Vương Thiên Long phản đòn hay sao? Trong mắt Đường Lão Thái Thái, thực lực của Vương Thiên Long căn bản không yếu thế hơn so với Lý Thần Chiến. Lý Thần Chiến dám cả gan dẫn người tiến vào địa bàn của Vương Thiên Long, cũng chính là chủ động tìm đường chết. Đường Hạo hoảng hốt nói, không, không phải đâu, bà nội à. Người mà Lý Thần Chiến điều động gần như đều là quân tinh nhuệ. Vương Thiên Long hoàn toàn không đoán trước được Lý Thần Chiến hắn ta sẽ dẫn theo nhiều người đến như vậy, người của hắn đều đã đầu hàng, sau đó Vương Thiên Long còn bị Lý Thần Chiến bắt đi, có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đường Hạo, cháu chắc chứ? Đường Lão Thái Thái nhảy dựng, lập tức đứng lên, cả khuôn mặt đều hoảng hối. Nếu như tất cả những chuyện này đều là sự thật, vậy thì hậu quả khó lòng tưởng tượng được.
Đường gia tại thành phố Trung Nguyên chỉ được xem như gia tộc hạng hai, chỉ cần Lý Thần Chiến nổi cơn thịnh nộ, Đường gia bọn họ căn bản không có cách nào chống cự. Đường Hạo cả khuôn mặt xám xịt như người sắp chết nói, đúng vậy, bà nội à, cháu thật sự đã tận mắt nhìn thấy, Vương Thiên Long tiêu tùng rồi, hắn triệt để tiêu tùng rồi, cháu cũng tàn đời rồi, cháu hiện tại đã bị Lý Thần Chiến nhắm đến, vậy chuyện này phải làm như thế nào đây? Lý Thần Chiến hắn khẳng định sẽ hạ lệnh giết cháu. Đường Lão Thái Thái hít sâu một hơi, bà cuối cùng đã nhận ra, được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Dù cho bà có mất cái mạng già này cũng tuyệt không để Đường Hạo xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao đây cũng là cháu nội ruột của bà, cũng là người thừa kế duy nhất được bà công nhận của Đường gia. Tỉ mỉ suy xét mọi việc, Đường Lão Thái Thái trầm giọng nói, Hạo Hạo, nhiều năm về trước ông nội của cháu có mua một căn nhà ở Thủy Ngạn Tân Thành, những năm nay đều không có người đến ở, những ngày này cháu cứ tạm đến ở trong căn nhà ở Thủy Ngạn Tân Thành tạm tránh sóng gió vài hôm, đợi mọi chuyện êm xuôi lại xuất đầu lộ diện. Cảm ơn bà nội, cảm ơn bà nội. Đường Hạo vui mừng khôn ét xiệt. Thủy Ngạn Tân Thành là một tiểu khu cao cấp tại thành phố Trung Nguyên, cũng là nơi mà Đường Lão gia khi còn sống mua lại, bảo vệ bên trong cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn nữa, Đường gia không có mấy người biết đến sự tồn tại của căn nhà tại Thủy Ngạn Tân Thành. Chỉ cần hắn trốn vào đó, Lý Thần Chiến tuyệt đối không cách nào tìm ra được tung tích của hắn. Còn về Đường Lão Thái Thái, dù sống hay chết cũng không có chút điểm liên quan nào với hắn. Nếu như Đường Lão Thái Thái chết đi có thể xoa dịu được cơn thịnh nộ của Lý Thần Chiến vậy thì Đường Hạo hận không thể thấy Đường Lão Thái Thái chết ngay lập tức. Trong mắt Đường Hạo, Đường Lão Thái Thái tuổi tác đã cao, vậy mà vẫn nắm quyền lực trong tay không chịu buông, hắn sớm đã nhìn Đường Lão Thái Thái không vừa mắt. Đường Lão Thái Thái căn bản không biết suy nghĩ trong lòng Đường Hạo, nếu như biết được, khẳng định sẽ tức đến mức phun máu. Bà thật sự không ngờ được cháu nội ruột của mình lại có tâm tư tàn nhẫn ác độc như vậy. Vậy mà lại muốn ám hại bà. Giờ phút này, sắc mặt Đường Lão Thái Thái trầm trọng, bà không thể ngờ được Dương Tiêu vậy mà lại có thể mời được vị sát thần Lý Thần Chiến. Bà sống cả đời này, căn bản không hề sợ Lý Thần Chiến sẽ đến tìm mình gây phiền phức. Nếu như Lý Thần Chiến dám đến đây, bản thân sẽ lập tức báo cảnh sát, bà chính là không tin Lý Thần Chiến có gan dám làm khó bà. Đường Hạo sau khi cầm lấy chìa khóa căn nhà ở tiểu khu Thủy Ngạn Tân Thành sau đó nhếch nhác tháo chạy. Đôi mắt già nua của Đường Lão Thái Thái lóe lên một ánh nhìn nham hiểm, Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu, Đường gia này không thể chứa hai ngươi. Đường Lão Thái Thái lúc này đã hạ quyết tâm phải tìm cơ hội trục xuất Đường Mộc Tuyết ra khỏi Đường gia. Giây phút này, Dương Tiêu sớm đã lái xe đến khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Sau khi nhìn thấy khu vực biệt thự xa hoa tráng lệ, Đường Mộc Tuyết kinh ngạc thốt lên, Dương Tiêu, anh làm gì vậy? Đây chính là khu biệt thự xa hoa nhất tại thành phố Trung Nguyên. Ước mơ lớn nhất của bà nội cả cuộc đời này chính là có thể sống ở đây. Hơn nữa, bảo an nơi này đặc biệt an ninh, nếu như anh tùy tiện xông vào, chúng ta chốc nữa sẽ bị bảo an đuổi ra ngoài mát. Có thể sống ở khu vực này, người người đều là không giàu thì quý, cho dù bạn sống ở trong tiểu khu này tình cờ gặp được người nổi tiếng cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, nghe nói chi phí quản lý tài sản một năm ở tiểu khu này phải đến 10 đến 200 nghìn tệ. Tương đương với mức lương thu nhập trong vài năm của người bình thường. Đường Mộc Tuyết làm sao có thể ngờ được, Dương Tiêu vậy mà lại dẫn cô đến khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Không thể không thừa nhận, khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh được xem như thang thần nhất phẩm của Ma Đô Thiên Phủ Trị Quốc. Phải biết rằng, thang thần nhất phẩm chính là biểu tượng của quyền lực cùng địa vị, mặc dù khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh tổng thể không cách nào sánh được với thang thần nhất phẩm, nhưng tuyệt không kém bao nhiêu phần. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng. Mộc Tuyết, chính là nơi này. Không cần làm chuyện bậy bạ. Đường Mộc Tuyết liên tiếp ngăn cản. Cô đã từng nghe nói rằng bảo vệ của khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh đều là quân nhân xuất ngũ, thực lực cường hãn. Đường Mộc Tuyết biết rằng Dương Tiêu có thể đánh nhau, nhưng không lẽ có thể đánh bại một đám người quân nhân đã xuất ngũ hay sao? Nhìn thấy nét hoảng hốt trên khuôn mặt Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu dịu dàng nói, được rồi, anh có khi nào lừa gạt em sao Mộc Tuyết? Nhìn thấy dáng vẻ không phải đang châm chọc của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết lúc này chỉ đành bán tín bán nghi. Điều khiến Đường Mộc Tuyết kinh ngạc chính là, tất cả nhân viên bảo vệ của khu biệt thự khi nhìn thấy Dương Tiêu chỉ cung kính lên tiếng chào hỏi, tiên sinh, chào buổi tối. Sau đó liền cho bọn họ bước vào. Khi vào trong nội khu biệt thự, Đường Mộc Tuyết lúc này mới nhận ra Dương Tiêu quả thật không hề nói dối. Anh.ans đã làm như thế nào vậy? Đường Mộc Tuyết kinh ngạc liên tiếp nói.
Lúc này, Đường Mộc Tuyết như nghĩ đến điều gì, liên tiếp hỏi, anh lần này có phải lại nhờ vả vào quan hệ của Lý Minh Hiên hay không? Em trước đây không phải đã nói với anh rồi sao, Lý công tử rất bận rộn, sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng không nên tùy tiện làm phiền người ta. Đường Mộc Tuyết nhớ đến đoạn video nổi tiếng trên mạng của Dương Tiêu, khung cảnh chính là vị trí trên đảo của khu ven Hồ Nhạn Minh. Cũng chỉ có nhờ vả đến mối quan hệ của Lý Minh Hiên, Dương Tiêu mới có thể bước vào khu biệt thự xa hoa này, nếu không Đường Mộc Tuyết quả thật không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào khác. Dương Tiêu dở khóc dở cười, Mộc Tuyết, em suy nghĩ đi đâu vậy? Anh trước đây không phải đã nói qua với em việc anh mua nhà hay sao? Mua nhà, Đường Mộc Tuyết lúc này mới nhớ đến ngày ấy Dương Tiêu từng nói qua với Đường Hạo cùng Đường Đường việc hắn từng mua nhà này, lại nhìn thấy khu biệt thự xa hoa trước mắt. Đường Mộc Tuyết không tin được trợn mắt nhìn Dương Tiêu nói, anh đừng nói với em rằng, anh đã mua nhà ở nơi này. Nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu gật đầu thừa nhận, không hổ là vợ của anh, thật là thông minh. Nghe câu trả lời của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nói, thật hay giả vậy? Anh đừng nói đùa với em, trò đùa này một chút cũng không vui đâu. Đường Mộc Tuyết khó lòng tin được, phải biết rằng, khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh được xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng thành phố Trung Nguyên. Mỗi một tòa nhà giá trị ít nhất cũng phải vài chục triệu nhân dân tệ, người bình thường chỉ có thể ngưỡng mộ. Đến cả hy vọng lớn nhất của Đường Lão Thái Thái trước khi nhắm mắt chính là có thể an cư tại khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh này. Đường Mộc Tuyết mặc dù cũng vô cùng khát khao, nhưng cô cũng hiểu rõ rằng cả đời này của cô cũng chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Nhưng không nghĩ đến Dương Tiêu vậy mà lại đột nhiên nói cho cô biết, hắn đã mua một căn biệt thự ở nơi này. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Dương Tiêu biết rằng Đường Mộc Tuyết vẫn chưa dám tin vào những gì hắn nói, cho nên dứt khoát lái xe vào trong khu trung tâm của khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh. Tiểu đảo ven Hồ Nhạn Minh sớm đã xây một cây cầu, vật tư trên cầu dùng chính là loại đá hoa cương kiên cố nhất, dù cho có một hai chiếc xe tải chở hàng cùng đi trên cầu cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Mặc dù đêm đen tăm tối, Đường Mộc Tuyết vẫn nhìn thấy rõ ràng căn biệt thự xa hoa lộng lẫy đã được xây dựng tại trung tâm tiêu đảo ven Hồ Nhạn Minh. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc không ngừng, căn biệt thự tại vị trí trung tâm tiểu đảo này đủ sức hạ gục các căn biệt thự khác tại tiêu khu ven Hồ Nhạn Minh này. Nếu so với căn biệt thự được xây giữa hồ này, những căn biệt thự khác chỉ có thể tự xưng tiểu đệ. Đường Mộc Tuyết không nhịn được cảm thán, Lý Minh Hiên quả thật là kẻ có tiền, căn biệt thự này được xây dựng cũng quá xa hoa lộng lẫy rồi. Kiến trúc giống như hoàng cung vậy. Sau đó, Dương Tiêu lái xe qua cây cầu, trực tiếp lái xe về phía trung tâm tiểu đảo. Đường Mộc Tuyết cực kỳ hoảng sợ, liên tục lên tiếng ngăn cản, Dương Tiêu, anh đang làm gì vậy? Anh điên rồi hay sao? Không lẽ anh không biết quy định của khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh hay sao? Là khu biệt thự xếp hạng nhất tại thành phố Trung Nguyên, đối với các yêu cầu của chủ hộ đều chấp hành đặc biệt nghiêm ngặt. Nếu như không có sự cho phép của người khác, tuyệt đối không cho phép người ngoài tự tiện đột nhập vào khu vực riêng tư của người khác. Dù sao, những người sống ở nơi này, rất nhiều người chỉ muốn tận hưởng sự yên tĩnh vốn có, không ai hy vọng bị người khác làm phiền đến. Nếu như để bảo vệ phát hiện ra được, nhất định sẽ hung hăng giáo huấn bọn họ yêu cầu bọn họ rời khỏi. Dương Tiêu dịu dàng lên tiếng, Mộc Tuyết, đây là bát ngờ anh muốn dành tặng cho em có thích hay không? Đường Mộc Tuyết nhìn chân chối không thốt nên lời nào. Cô vô ý xoa trán Dương Tiêu, hừ. Cũng không có phát sốt, anh như thế nào lại ăn nói hàm hồ vậy chứ? Trong mắt Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu căn bản không thể nào là chủ nhân của tiểu đảo trung tâm ven Hồ Nhạn Minh. Cũng đừng quên rằng, chỉ riêng mảnh đất này cũng đã trị giá 100 triệu nhân dân tệ, chứ đừng nói đến việc xây dựng hoàn tất cả căn biệt thự như thế này. Cả căn biệt thự nguy nga tráng lệ như vậy, cộng thêm trang trí, nhất định không ít hơn vài chục triệu nhân dân tệ. Đường Mộc Tuyết cũng biết Dương Tiêu có tiền, nhưng lại sợ rằng tiền của Dương Tiêu sau khi mua xe cho mình, hơn một nửa cũng đã không còn được bao nhiêu. Nhìn biểu cảm khó lòng tin tưởng được của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu sủng nịch nói, Mộc Tuyết, nếu như em vẫn chưa tin, chúng ta bước vào xem thử liền biết được. Dương Tiêu vẫn mang máng nhớ được, Đường Mộc Tuyết lúc ấp ban đầu khi nói đến việc chuyển nhà, đã từng nhắc qua dáng vẻ mơ ước về khung cảnh tiểu đảo ven Hồ Nhạn Minh. Mộc Tuyết, chỉ cần là thứ em muốn. Dương Tiêu anh cả đời này nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành. Dưới sự dẫn đường của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết liền bước xuống xe. Khi nhìn thấy Dương Tiêu cầm chìa khóa trong tay, trái tim Đường Mộc Tuyết lập tức căng thẳng, cô chính là e sợ Dương Tiêu không mở được cánh cửa này, như vậy sẽ vô cùng mất mặt.
lạch cạch. Cánh cửa đã được mở, Đoan Dương Tiêu nhanh chóng bước vào, sau khi mở đèn trong sảnh lớn phòng khách, Đường Mộc Tuyết lúc này mới bước vào bên trong. Ông trời ơi, khi nhìn thấy bộ trí nguy nga tráng lệ trong phòng khách, Đường Mộc Tuyết không kìm chế được lấy tay che lấy đôi môi đỏ gợi cảm của mình. Nội thất trang trí bên trong căn biệt thự căn bản không thể dùng hai từ nguy nga, tráng lệ để diễn tả rồi, đơn giản chính là hoàn mỹ đến không còn gì hoàn mỹ hơn, chỉ cần vừa liếc mắt liền có thể mang lại một cảm giác chấn động. Đặc biệt nhất chính là tại vị trí nổi bật nhất trên tường, đều treo đầy hình cưới của cô cùng Dương Tiêu. Đây, nơi này thật sự là nhà của anh. Trong lòng Đường Mộc Tuyết lúc này không ngừng dâng lên từng trận chấn động. Nhìn những tấm hình cưới được treo trên tường, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ đều giống như một giấc mơ. Đã bao lâu trước đây, cô chỉ biết mơ ước. Đã bao lâu trước đây, cô chỉ biết ngưỡng vọng. Đến nay, cô không những đã bước vào đây, còn có thể đứng trong phòng khách tráng lệ nhường này, chuyện này so với việc nằm mơ cũng không có gì khác biệt là bao. Hơn nữa, nhìn thấy ảnh kết hôn được treo trên tường, Đường Mộc Tuyết càng cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một vết nứt chui vào trốn đi. Cô trong tấm ảnh kết hôn đó thần sắc lạnh nhạt, giống như tội phạm đang chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài, khuôn mặt căng cứng giống như tất cả mọi người trên thế giới này đều nợ tiền cô vậy. 5 năm trước, Đường Mộc Tuyết vô cùng không tình nguyện kết hôn với Dương Tiêu, nên khi chụp hình cưới cũng chỉ tùy tiện đối phó cho qua. Điều khiến cho Đường Mộc Tuyết không ngờ đến chính là Dương Tiêu vậy mà lại đem hình cưới treo trên vị trí bắt mắt nhất trên tường. Chuyện này cũng thật quá xấu hổ rồi. Nhìn nét kinh hoàng trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tựa như ngọc tạc của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu dịu dàng cười nói, không, đây là căn nhà thuộc về Y Mộ. Vừa nói, Dương Tiêu liền cầm giấy chứng nhận nhà đất đưa đến trước mặt Đường Mộc Tuyết, trên giấy tờ chỉ ghi tên duy nhất của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu căn bản không đem tên bản thân viết vào bên trong. Nhìn thấy trên sổ nhà đất chỉ có duy nhất tên của bản thân mình, Đường Mộc Tuyết nhịn không được rơi nước mắt. Anh.ans tại sao chỉ điền duy nhất tên của em thôi? Xe cộ cũng là em đứng tên, nhà cửa cũng là em đứng tên. Anh tại sao lại đối xử tốt với em như vậy? Nhìn Đường Mộc Tuyết, trong mắt Dương Tiêu ánh lên tia dịu dàng, bởi vì em là vợ của anh. Hu hun. Nghe đến danh xưng vợ này, Đường Mộc Tuyết tiếp tục không có cách nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân, những giọt nước mắt xúc động không ngừng lăn dài trên gò má, Đường Mộc Tuyết nhanh như một tên bắn lao vào vòng tay Dương Tiêu. Tình, không biết bắt đầu từ đâu, chỉ trong thoáng chốc đã thành đậm sâu. Hận không biết sẽ về nơi đâu, mà xoắn suýt lang bạ. C. Dương Tiêu, em cũng yêu NHTL. Sau khi lao vào vòng tay Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết không ngừng thút thít nói, người xấu, anh chính là một kẻ xấu xa, anh đối xử với em tốt như vậy, sau này nếu em không cách nào rời xa anh thì phải làm sao đây? Ôm chặt lấy Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu dịu dàng nói khẽ bên tai Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, cũng vì anh biết rằng kiếp sau còn có cơ hội gặp lại em hay không? Cho nên đời này anh nhất định sẽ nỗ lực dành tặng những thứ tốt nha cho em. Cả đời này của anh đều kiên định chủ nghĩa duy vật, chỉ có em khiến anh hy vọng có kiếp sau. Nghe những lời này của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết càng khóc nức nở không thành tiếng. Dương Tiêu hiểu rõ một điều rằng, làm người nhất định phải biết trân trọng, đặc biệt đối với những đoạn tình cảm khó mà có được, nuối tiếc lớn nhất của một đời người cũng chính là sự rời đi của cô ấy dạy cho bạn biết cách trưởng thành. Nhưng sự dịu dàng sau khi trưởng thành của bạn lại không có cách nào dành cho cô ấy. Đối với Dương Tiêu mà nói, xe cộ nhà cửa là những thứ hắn không hề để ý đến. Vì hắn chỉ thật sự quan tâm đến duy nhất một người chính là Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết nghẹn ngào, đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía Dương Tiêu, em hy vọng cả cuộc đời sau này, gió tuyết là anh, bình đạm là anh, bần hàn là anh, vinh hoa là anh, sự dịu dàng tận đáy tim cũng là anh, nơi cuối ánh nhìn cũng là anh. Em nhất định sẽ trân trọng. Dương Tiêu sủng nịch nói, Mộc Tuyết, trên toàn thế giới này chỉ có duy nhất một mình em nói anh làm sao có thể không trân trọng được. Đường Mộc Tuyết trong phương diện tình cảm chính là một người con gái không giỏi diễn đạt, cô hôm nay chính là đã mở rộng tấm lòng đem những lời yêu ngọt ngào này nói với Dương Tiêu. Một lần nữa ôm chặt lấy Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy bản thân rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Ôm chặt lấy Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu không ngừng nhắc nhở bản thân phải trân trọng cô. Mộc Tuyết, nguyện cho em mùa đông đông ấm áp, nguyện em mùa xuân không giá lạnh, nguyện cho em đêm khuya có người thắp đèn, nguyện em ngày mưa có người che dù, nguyện cho em mỗi bước đi trên cuộc đời này đều có người lương thiện bầu bạn, nguyện cho tất cả niềm vui của em không cần phải giả vờ ngụy trang, nguyện cho cả cuộc đời này của em vui vẻ, thẳng thắn lương thiện. Ôm chặt lấy Đường Mộc Tuyết,
Dương Tiêu thật sự không muốn vấn thân vào bất kỳ cuộc phân tranh nào. Đối với Đường Hạo mà nói, chỉ cần khiến cho hắn cút khỏi thế giới của hai người bọn họ. Người yêu tôi như vết khắc trên đá, vĩnh viễn không quên, người hận tôi giống như nét vẽ trên cát, theo gió cuốn bay. Đường Mộc Tuyết si mê nhìn Dương Tiêu, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của cô ửng đỏ, thấp giọng nói, Dương Tiêu, yêu em được không? Nghe câu nói này của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu mỉm cười, Mộc Tuyết, anh nhất định sẽ. Đường Mộc Tuyết tức đến mức dậm chân xuống đất, tên đầu gỗ này thật sự ngốc chết đi được, câu nói yêu em chính là chỉ phương diện kia. Cắn nhẹ bờ môi, Đường Mộc Tuyết đỏ ửng mặt tiếp tục nói, tên ngốc nhà anh, chuyện cởi áo tháo đai làm gì có chuyện bản thân mình tự cởi áo tháo đai chứ, hiện tại anh có thể vì em cởi áo tháo đai hay không? Dương Tiêu lúc này mới lập tức hiểu ra, thì ra câu nói kia có ý nghĩa như vậy. Bản thân hắn quả thật chính là một tên ngốc trong chuyện tình cảm, nghĩ đến việc hắn tự cởi áo tháo đai quần áo của mình, Dương Tiêu suýt chút nữa bị sự ngu ngốc của mình tức đến phát khóc. Có điều, mặc dù Dương Tiêu đã hiểu rõ, nhưng hắn vẫn lắc đầu mỉm cười nói, Mộc Tuyết, hiện tại thân thể em không thích hợp, không tiện hành phòng, nếu như thật sự làm đến bước cuối cùng, cơ thể của em sau này nếu xảy ra bất kỳ bệnh vặt nào, anh nhất định sẽ hối hận cả cuộc đời này, đợi đến khi thân thể em không còn gì đáng ngại, tâm tình thoải mái rồi chúng ta lại làm chuyện đó có được không? Ý yêu cầu này do chính Đường Mộc Tuyết đích thân đề nghị, không nói cũng biết trong lòng Dương Tiêu lúc này có bao nhiêu vui mừng. Chỉ có điều, hắn hiện tại dù muốn làm thì điều kiện cũng không cho phép. Đường Mộc Tuyết đỏ bừng mặt, cô cuối cùng cũng hiểu được Dương Tiêu trước đây tại sao lại không chịu động vào mình. Cũng đã gần khỏe rồi, Đường Mộc Tuyết ngại ngùng nói. Dù sao kỳ sinh lý cũng đã được một tuần, cũng chỉ còn lại một ít mà thôi. Dương Tiêu cân nhắc một lát, vẫn lắc đầu nói, chờ sang hai ngày nữa vậy. Tận mắt chứng kiến Dương Tiêu vậy mà lại quan tâm bản thân cô như vậy, trong lòng Đường Mộc Tuyết như có một dòng nước ấm dâng lên. Lần này, Đường Mộc Tuyết cũng không hỏi hiện tại trên người Dương Tiêu còn bao nhiêu tiền. Cũng vì cô biết rằng, Dương Tiêu có thể đem giấy tờ nhà viết tên của một mình cô, điều này cũng đủ chứng tỏ tình cảm Dương Tiêu dành cho mình. Dẫn Đường Mộc Tuyết đơn giản tham quan một vòng tòa biệt thự, Dương Tiêu nói, vật tư được trang trí trong phòng đều là vật liệu vô hại tốt nhất trên thế giới. Căn bản không hề có thành phần formaldehyde, hôm nay hoàn tất công tác hoàn công trang trí, trong phòng vẫn còn ẩm, đợi hai ngày sau thông thoáng không khí, chúng ta có thể cùng ba mẹ chuyển vào sống ở đây rồi. Được à, Đường Mộc Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi tiễn Đường Mộc Tuyết trở về nhà, cũng đã gần 11 giờ. Sau khi dặn dò Đường Mộc Tuyết vài câu, Dương Tiêu liền lập tức bước ra ngoài tìm Lý Thần Chiến. Đường Mộc Tuyết biết rằng Dương Tiêu lúc này nhất định vẫn còn công việc cần xử lý. Hành hạ cả một đêm, Đường Mộc Tuyết triệt để kiệt sức mệt mỏi, cô liền đơn giản tắm rửa, sau đó nằm trên giường, trên khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ không chút khiếm khuyết tràn ngập nụ cười sung sướng. Đêm nay, Dương Tiêu đã mang đến cho cô vô số sự cảm động, khiến cho Đường Mộc Tuyết cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc. Sau khi tìm thấy Lý Thần Chiến, Dương Tiêu liền nói, chuyện tôi giao cho anh đã thu xếp ổn thỏa hay chưa? Điện hạ, tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Lý Thần Chiến gật đầu nói. Lý Thần Chiến sau khi ra hiệu cho một tên thủ hạ, rất nhanh liền có một thiếu nữ xuất hiện trong tầm mắt của Dương Tiêu. Đây là một thiếu nữ phương Đông với mái tóc nâu lượn sóng phong cách Ireland, thân thể mảnh khảnh nhưng lồi lõm đầy đủ, phấn mắt màu tím nhạt, đôi môi hồng nhuận, ánh mắt lười biếng quyền rũ, ngón tay thon dài sơn đen, da rẻ trắng tươi, dưới ánh sáng của ánh đèn nõn nà rông như mỡ đặc. Trang phục bó sát. Cô ta mặc một bộ sườn xám bó thân hoa văn hoa lan tím, tỏa ra nồng đậm khí chất phong tình của nữ nhân phương Đông. Lý Thần Chiến bước lên giới thiệu vài câu, điện hạ, người con gái này tên là Nhiễm Trinh Trinh, là đóa hoa giao tiếp nổi tiếng thành phố Trung Nguyên, không ít ông chủ lớn đều thích đến tìm cô ấy, chi phí phục vụ một đêm cũng không thấp hơn các người mẫu hạng một trong giới giải trí. Vậy sao? Dương Tiêu vô cùng kinh ngạc thốt lên. Đóa hoa giao tiếp ở nơi này chính là chỉ các cô gái bán hoa. Lý Thần Chiến tiếp tục nói, Tái Trinh Trinh cùng với đám người diêm dúa kia không giống nhau, cô ta cùng đám ma cô không dính líu chút quan hệ nào với nhau, chỉ đơn độc làm một mình, hơn nữa phục vụ cũng thuộc hạng nhất, không lâu trước đây, Tái Trinh Trinh nhiễm bệnh, vô cùng phù hợp với yêu cầu của điện hạ. Dương Tiêu sau khi nghe xong, tỉ mỉ quan sát Nhiễm Trinh Trinh từ đầu đến cuối. Không thể không thừa nhận, người con gái tên Nhiễm Trinh Trinh này vô cùng xinh đẹp, nếu như Đường Mộc Tuyết là 100 điểm. Vậy thì cô gái này tuyệt đối có thể đạt 90 điểm. Hơn nữa, người con gái này vô cùng gợi cảm,
con người lại đặc biệt có khí chất, vừa nhìn liền khiến người khác cảm thấy chính là con gái xuất thân từ gia tộc hào Mông, chứ không giống như gái bán hoa. Dương Tiêu sau khi tìm hiểu rõ bệnh tình Nhiễm Trinh Trinh mắc phải, trong lòng dựng ngón tay cái khen ngợi đối với Lý Thần Chiến. Căn bệnh mà Nhiễm Trinh Trinh mắc phải chỉ cần xảy ra quan hệ sẽ nhiễm phải, quả thực vô cùng phù hợp với yêu cầu của Dương Tiêu, Dương tiên sinh. Nhìn thấy Dương Tiêu bước đến trước mặt mình, Nhiễm Trinh Trinh vô cùng cung kính nói. Trước khi đến đây, Lý Thần Chiến đã giải thích rõ cho cô tình huống. Dương Tiêu khuôn mặt nghiêm túc nói, tôi muốn cô giúp tôi cầu dẫn một người, sau đó đem căn bệnh này truyền nhiễm cho anh ta, sau khi việc thành, tôi sẽ thưởng cho cô 3 triệu nhân dân tệ, thời gian không cần quá nhiều, chỉ cần 3 ngày là đủ rồi. 3 ngày 3 triệu nhân dân tệ sao? Nhiễm Trinh Trinh có chút động lòng. Những vị khách bình thường cô tiếp đãi giá cao nhất một đêm cũng chỉ có 200.000 nhân dân tệ, bình thường đều là 5-60.000 nhân dân tệ, một ngày kiếm được 1 triệu nhân dân tệ quả thật khiến cho cô rung động. Không sai, nhằm đối phó với Đường Hạo, Dương Tiêu không tiếc chỉ ra số tiền lớn. Nhiễm Trinh Trinh do dự một lát sau đó nói, Dương tiên sinh, tôi không chấp nhận sex group, chuyện này anh chắc cũng hiểu rồi. Dương Tiêu gật đầu trả lời, như những gì tôi vừa nói, chỉ cần câu dẫn một người là được. Nếu như không thành, tôi vẫn sẽ thưởng cho cô 1 triệu nhân dân tệ. Được, Nhiễm Trinh Trinh đồng ý. Đối mặt với dụ hoặc lớn như vậy, cô quả thực không cách nào từ chối được. Dương Tiêu híp mắt, khóe môi nhét lên. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu như phạm ra, lễ phép nhường 3 phần, người nếu tiếp tục phạm đến ta, ta nhất định phản đòn, nếu người vẫn không buông tha, chỉ đành diệt cỏ tận gốc. Đường Hạo, lần này tôi trước mắt phản một đòn. Lần sau nếu còn tái phạm, tôi nhất định diệt cỏ tận gốc. Lần này do anh chủ động rút đao, vậy thì đừng trách tôi tại sao lại phản đòn. Dương Tiêu à, mày cứ chờ đó cho ông đây nhất định sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi, còn có tên thiên sát Lý Thần Chiến, mày cũng chờ đó cho ông, sớm hay muộn gì ông đây cũng trả lại hai bà tay lần trước, khiến mày phải thần phục dưới chân ông đây. Trong một căn chung cư tại tiểu khu Thủy Ngạn Tân Thành, Đường Hạo cả mặt hung ác lên tiếng. Nếu như không phải Dương Tiêu ngay thời điểm mà ấu chốt dẫn theo Lý Thần Chiến xông vào, hắn cũng sẽ không lâm vào tình cảnh như chó nhà có tang như hiện tại. Hiện tại Đường Hạo so với chó nhà có tang có gì khác biết chứ, hắn hoảng sợ đến mức không dám gọi thức ăn bên ngoài, chỉ sợ để lộ tung tích bản thân. Ai cũng biết rằng Lý Thần Chiến trong tay có hacker, hơn nữa còn là hacker có trình độ cao thủ cao cấp. Vị hacker này dưới sự ra lệnh của Lý Thần Chiến đã công phá hệ thống camera đường lộ. Xác định được vị trí mất tích của xe Đường Hạo. Cho nên Đường Hạo trốn ở nơi nào đám người Dương Tiêu đều vô cùng rõ ràng. Nhiễm Trinh Trinh dựa theo chỉ thị của Dương Tiêu, thay đổi quần áo, khoác lên một chiếc váy màu trắng, bật lên nét thanh thuần xinh đẹp. Dương Tiêu biết rõ, tên Đường Hạo này cũng không phải loại người biết chừng mực gì, nhiều năm trước sớm đã kết hôn những vân ở bên ngoài ăn chơi. Đối diện với sự dụ hoặc của Nhiễm Trinh Trinh, hắn chính là không tin tên Đường Hạo này không mắc câu. Nhiễm Trinh Trinh trước khi đến đây đã uống không ít rượu, giả vờ dáng vẻ uống say, sau khi đến trước cửa nhà Đường Hạo liền gõ cửa liên tục. Có phải hay không Lý Thần Chiến phái người đến tìm tận cửa? Khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, Đường Hạo sợ đến mức nhảy dựng cả người lên. Hắn từ nhà bếp tìm lấy một con dao thái rau, cảnh giác nhìn thông qua mắt mèo tình huống bên ngoài. Thông qua lỗ mắt mèo, Đường Hạo nhìn thấy một thiếu nữ nhan sắc tuyệt đẹp. Hơn nữa người con gái này còn là kiểu dáng thanh thuần xinh đẹp mà hắn thích nhất. Đường Hạo có thể đảm bảo được rằng, ngoại trừ Đường Mộc Tuyết thì người con gái trước mắt này chính là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy. Hơn nữa người con gái này có vẻ đã uống say, đây không phải là dâng lên tận cửa cho hắn hay sao? Bản thân đã chịu kích thích hoảng sợ cùng cực, nếu thời điểm này có thể thoải mái phóng túng một phen, vừa hay có thể khiến tâm trạng bản thân bình tĩnh vài phần. Nếu như người con gái này nhan sắc tầm thường, hắn căn bản sẽ không bước ra mở cửa. B. Nhưng người con gái bên ngoài quả thật xinh đẹp, còn là mẫu người con gái hắn thích. Do dự trong chốc lát, Đường Hạo liền cất con dao thái rau trong tay, sau đó mở cửa phong độ nói. Xin chào người đẹp, có chuyện gì cần giúp đỡ hay không? Lâm Viễn Anh tại sao có thể đối xử với em như vậy? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Cánh cửa phòng vừa hé mở. Nhiễm Trinh Trinh liền lao vào vòng tay của Đường Hạo không ngừng đấm vào lồng ngực của hắn. Ôm chặt Nhiễm Trinh Trinh, Đường Hạo có thể rõ ràng ngửi được một cỗ mùi rượu xông đến. Nhìn tình huống hiện tại, người đẹp này vì chuyện tình cảm mà tự chuốc say bản thân.
Hai bàn tay không thành thật của Đường Hạo không ngừng sờ soạng, cười đê tiện nói, người đẹp này, tôi không phải là Lâm Viễn. Cô có phải đã đi nhầm đường rồi hay không? Nhiễm Trinh Trinh trước khi đến đây, dựa theo chỉ thị của Dương Tiêu giả vờ bản thân là một người con gái vì thất tình mà chuốc say bản thân. Tôi làm sao có thể đi nhầm nhà được chứ? Anh chính là Lâm Viễn. Ánh mắt Nhiễm Trinh Trinh hoảng hốt, đột nhiên áp sát chặn lấy đôi môi của Đường Hạo. Bị Nhiễm Trinh Trinh cưỡng hôn, Đường Hạo giống như được bơm thêm máu, cả người đều phấn khích không thôi. Người đẹp dâng đến tận cửa, còn có loại chuyện tốt như vậy hay sao? Yêu em có được không? Nhiễm Trinh Trinh ôm chặt lấy Đường Hạo thút thít nói. Được, yêu em, yêu y mồ. Đường Hạo kích động không ngừng. Hắn lập tức kéo Nhiễm Trinh Trinh vào phòng ngủ, sau đó khóa chặt cửa phòng. Nhiễm Trinh Trinh thật sự giống một kẻ uống say, vừa nằm và ta x bốn huyền ha mũ à mũ mũ a nà sung liên ôm chặt lây Đường Hạo điên cuồng hôn lên cô của hắn. Trong lòng Đường Hạo âm thầm vui mừng không ngừng, người đẹp này chuyện này do cô tự chủ động, những chuyện tiếp theo cũng đừng trách tôi. Đường Hạo đối với loại người đẹp tự chủ động dâng lên tận cửa như thế này luôn giữ vững truyền thống chín chữ tốt đẹp, chính là không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm. Dù sao cô cũng đã ngủ với tôi rồi. Đợi đến ngày mai khi cô tỉnh lại cũng không có cách nào trách ngược lại tôi được, cùng lắm cho cô chút tiền là được. 80.000 100.000 nhân dân tệ đối với Đường Hạo mà nói, cũng chỉ là chút tiền tiêu vặt mà thôi. Điều quan trọng nhất chính là vị mỹ nữ này chính là loại con gái mà hắn thích nhất, Đường Hạo quả thực không có cách nào khống chế được bản thân. Nhiễm Trinh Trinh thân thể rất tốt, khiến cho Đường Hạo muốn ngừng mà không được. Hắn kích động đến mức đến cả biện pháp an toàn vẫn chưa kịp chuẩn bị liền phát sinh quan hệ với Nhiễm Trinh Trinh. Đường Hạo vẫn luôn cho rằng bản thân đã nhặt được món hời, nhưng lại không biết rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Dương Tiêu dành để đối phó hắn. Sau khi về đến nhà, Đường Mộc Tuyết sớm đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Dương Tiêu cả khuôn mặt dịu dàng giúp Đường Mộc Tuyết tém lại góc chắn, hắn cũng nằm xuống bên cạnh cô. Đêm này đã định trước sẽ không bình yên. Đường Hạo bên này không ngừng điên cuồng, hắn còn đặc biệt uống một viên lục vị địa hoàng bỏ thận. Còn Đường lão thái thái lúc này không ngừng trằn trọc, căn bản không cách nào yên giấc được. Bà chính là sợ Lý Thần Chiến sẽ dẫn người đến báo thù, tiêu diệt toàn bộ Đường gia. Mặc dù Dương Tiêu quả thực rất căm ghét Đường lão thái thái cùng Đường Hạo, nhưng việc tiêu diệt toàn bộ Đường gia này chưa từng xuất hiện trong đầu Dương Tiêu. Lại nói chuyện này cũng do bản thân Đường lão thái thái suy nghĩ quá nhiều. Lý Thần Chiến cùng Đường Mộc Tuyết căn bản không có bất kỳ mối quan hệ nào, tất cả đều do tư tưởng bọn họ dơ bản, đem Đường Mộc Tuyết thành loại người đê tiện không đáng một đồng. Lý Thần Chiến hiện tại dựa theo Dương Tiêu chỉ đâu đánh đó, Dương Tiêu nếu như chưa hạ lệnh hắn báo thù Đường ra, vậy thì Lý Thần Chiến tất nhiên sẽ không chủ động ra tay báo thù. Dương Tiêu lần này nhất định phải thay Đường Mộc Tuyết chút giận, hơn nữa còn phải âm thầm không chút tiếng động nào tiến hành phản kích. Đường Hạo sung sướng cả một đêm. Nhiễm Trinh Trinh ngày thứ hai vừa thức dậy, hoa dung thất sắc, trách cứ Đường Hạo vô liêm sỉ. Đường Hạo châm chọc nói, người đẹp này, chuyện đêm qua là do chính cô chủ động đụng tay đụng chân với tôi có lòng tốt giữ cô lại, còn cống hiến cho cô hơn 1 tỷ tỉnh trùng, cô như thế nào có thể nói tôi vô liêm sỉ chứ? Anh chấm ANS như thế nào lại có thể như vậy? Có tin tôi báo cảnh sát bắt anh không? Nhiễm Trinh Trinh bày ra dáng vẻ chịu phải uất ức vô cùng lớn. Đường Hạo châm chọc nói, người đẹp này, trong căn phòng này có lắp camera, cho dù cô có báo cảnh sát cũng có thể làm được gì tôi chứ. Hơn nữa, tôi cũng đã chụp vài tấm hình khỏa thân của cô, nếu như cô dám báo cảnh sát, có tin tôi sẽ đem những tấm hình này đăng lên mạng, khiến cho cô thân bại danh liệt. Nhiễm Trinh Trinh giống như thật sự bị dọa sợ. Đường Hạo tiếp tục cười gian, người đẹp này, nói thật với cô, tôi chính là thiếu chủ của Đường gia Trung Nguyên, Đường lão thái thái chính là bà nội ruột của tôi. Còn tên Lâm Viễn trong miệng cô cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, nếu như đã không đối xử tốt với cô, không bằng cô cứ theo tôi. Cô muốn bắt cứ thứ gì tôi cũng có thể đáp ứng được. Thật sao? Nhiễm Trinh Trinh cả khuôn mặt nghi ngờ hỏi lại. Đường Hạo lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô, đây, đã nhìn rõ hay chưa? Giám đốc chấp hành tập đoàn y dược Đường Nhân. Sau khi nhìn thấy tấm danh thiếp, cả khuôn mặt Nhiễm Trinh Trinh đau khổ, giống như đang tiến hành cân đo đo đếm đưa ra lựa chọn. Đường Hạo lúc này đã cho rằng Nhiễm Trinh Trinh chính là một người thiếu nữ tình trường thất ý, xuất thân thấp hèn, chỉ cần bản thân dụ hoặc một chút, nói không chừng Nhiễm Trinh Trinh sẽ đồng ý cho hắn bao nuôi. Không thể không nói, cơ thể của Nhiễm Trinh Trinh quả thật quá đẹp, hơn nữa kỹ thuật trên phương diện đó cũng quá chuyên nghiệp,
khiến cho Đường Hạo muốn ngừng nhưng không ngừng được. Ad nhìn dáng vẻ trần trừ không quyết của Nhiễm Trinh Trinh, Đường Hạo liền vươn tay ôm lấy cổ của cô nói, người đẹp này, chỉ cần cô đồng ý theo tôi đảm bảo sẽ khiến cô ăn sung mặc sướng, sống nhà cao cửa rộng, lái siêu xe, xách túi xách hàng hiệu, dùng son môi cao cấp, tất cả những thứ này đều có. Nhiễm Trinh Trinh dù sao bình thường cũng hay qua lại phát sinh quan hệ với những đại nhân vật ở thành phố Trung Nguyên, diễn xuất tất nhiên cũng là hạng nhát, cô giả vờ một bộ dáng vô cùng đau khổ. Nhìn thấy Nhiễm Trinh Trinh không từ chối, Đường Hạo tự biết rõ Nhiễm Trinh Trinh đây chính là đã ngầm đồng ý. Nhân lúc còn sớm, chúng ta tiếp tục phóng túng thêm một phen nữa vậy. Đường Hạo sớm đã cho rằng Nhiễm Trinh Trinh sớm đã bị bản thân chinh phục, lại một lần nữa đẩy ngã Nhiễm Trinh Trinh xuống giường. Nhiễm Trinh Trinh không hề phản kháng, điều này càng khiến cho suy nghĩ chinh phục người đẹp dưới thân càng mãnh liệt. Dần dần, Nhiễm Trinh Trinh giống như đã nảy sinh tình cảm với hắn. Cộng thêm kỹ năng phục vụ của Nhiễm Trinh Trinh quá xuất sắc, trong 3 ngày này đã khiến cho Đường Hạo cảm giác cuộc sống của mình trải sung sướng như thần tiên, chỉ là có chút cảm giác thận hư yếu mà thôi. Cả 3 ngày sau, Nhiễm Trinh Trinh tùy tiện tìm một lý do để rời khỏi, cô liền đem hình chụp giữa mình cùng Đường Hạo gửi cho Lý Thần Chiến. Sau khi nhận được hình ảnh, Lý Thần Chiến liền thanh toán cho Nhiễm Trinh Trinh 3 triệu nhân dân tệ, sau đó đem những tấm hình này in ra. Dương Tiêu sau khi nhận được tin tức của Lý Thần Chiến, khóe môi không nhịn được nhét lên. Đường Hạo cái tên ngu ngốc này, hiện tại tôi là đao, còn anh là thịt cá, trò vui phía sau chuẩn bị bắt đầu biểu diễn. Lưu Mộng Lị, là vợ chính thức của Đường Hạo. Nhiều năm trước đây, dưới sự xúi dục của Đường Lão Thái Thái, Đường Hạo liền cùng Lưu Mộng Lị kết hôn. Năm đó, Đường gia chỉ là gia tộc hạng 3, còn Lưu gia đã là gia tộc hạng 2, nhằm mục đích để Đường gia nhận được sự ủng hộ từ Lưu gia, Đường Lão Thái Thái liền ra lệnh cho Đường Hạo cùng Lưu gia tiến hành liên hôn. Lưu Mộng Lị này quả thật lớn lên cũng xinh đẹp, cũng là loại con gái mà Đường Hạo thích, cộng thêm việc xuất thân của Lưu Mộng Lị không kém, Đường Hạo cũng không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Lưu Mộng Lị là một cô gái có tư tưởng bảo thủ, xuất thân từ Lưu gia gia tộc hạng 2. Cô đã sớm biết bản thân không cách nào thoát khỏi vận mệnh liên hôn này. Đường Hạo lớn lên cũng không tệ, từ vóc dáng đến thân cao đều tuyệt vời, hơn nữa lại là nhân tài kiệt xuất trong lớp thanh niên trẻ tại thành phố Trung Nguyên, Lưu Mộng Lị tất nhiên khá vừa ý với Đường Hạo. Vừa bắt đầu, tình cảm hai người quả thật không tệ. Chỉ đáng tiếc, Lưu Mộng Lị từ nhỏ trải qua một căn bệnh nặng, sớm đã mất đi khả năng sinh con, dẫn đến hai người bọn họ kết hôn đã nhiều năm, vẫn luôn không có con cái. Cộng thêm việc Đường gia ngày càng phát triển, nhanh chóng đã vượt lên trở thành người dẫn đầu trong những gia tộc hạng 2, khiến cho phần tình cảm tôn trọng cuối cùng mà Đường Hạo dành cho Lưu Mộng Lị cũng tan biến theo làn khói. Cũng vì không thể sinh con, nên thái độ của Đường Lão Thái Thái những năm gần đây đối với cô cũng không được tốt, những ngày gần đây, Đường Hạo giống như không khí, biến mất không thấy tung tích, gọi điện thoại cũng không bắt máy, cô đã từng hỏi qua Đường Lão Thái Thái, nhưng chỉ nhận được câu trả lời không biết từ bà. Chuyện này quả thật khiến cho Lưu Mộng Lị gấp gáp không thôi, cô vô cùng hoài nghi Đường Hạo chính là ở bên ngoài ăn chơi với người phụ nữ khác. Cô dù sao cũng là một người phụ nữ bảo thủ, tuyệt đối không cho phép người đàn ông của mình ở bên ngoài làm chuyện lăng nhăng. Trước đây Đường Hạo đều dùng lý do tiếp khách hàng nên qua đêm ở bên ngoài, cộng với thái độ không ngó ngàng gì đến của Đường Lão Thái Thái, nên Lưu Mộng Lị không có cách nào tra ra được tung tích của Đường Hạo. Lần này, Đường Hạo đã liên tục mất liên tục 3 ngày 3 đêm. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho Lưu Mộng Lị biết Đường Hạo quá nữa đã ngoại tình bên ngoài. Chính ngay giây phút Lưu Mộng Lị cảm thấy bất lực thì có người nói cho cô biết rằng Đường Hạo đang ở trong một căn hộ tại Thủy Ngạn Tân Thành. Sau khi nhận được tin tức, Lưu Mộng Lị ngay lập tức xuất phát đến Thủy Ngạn Tân Thành. Tiếng gõ cửa vừa vang lên, Đường Hạo không chút chần chừ liền lập tức nhắc người đứng dậy, hắn cho rằng người đến chính là Nhiễm Trinh Trinh vừa đi ra ngoài mua đồ quay trở về. Nhìn thấy sắc mặt u ám của Lưu Mộng Lị, Đường Hạo hoảng hốt giật mình nói, em như thế nào lại đến đây? Lưu Mộng Lị lạnh giọng nói, Đường Hạo, anh vẫn còn có mặt mũi hỏi em vấn đề này sao? Những ngày này anh ở nơi này làm gì? Gọi điện thoại của không nghe máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời, có phải lén lút giấu em ở bên ngoài có người phụ nữ khác hay không? Bị Lưu Mộng Lị nhìn chăm chú như vậy, Đường Hạo có chút chột dạ. Phải biết rằng, Lưu gia tại thành phố Trung Nguyên này chính là gia tộc hạng 2, cùng Đường gia ngang sức ngang tài. Hắn không dám đắc tội với Lưu Mộng Lị, chỉ sợ rằng sẽ khiến cho người Lưu gia Trung Nguyên đến tìm hắn gây phiền phức. Trước đây hắn còn có thể tùy tiện lừa gạt vài câu,
nhưng hiện tại Lưu Mộng Lị đột nhiên giết tới, triệt để khiến cho Đường Hạo sợ đến ngây người. Anh chấm ans không có. Đường Hạo hoảng hốt vội vã trả lời. Nhìn dáng vẻ chột dạ của Đường Hạo, Lưu Mộng Lị liền một tay tóm chặt lấy Đường Hạo, em chính là không tin anh vậy mà lại không có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Lưu Mộng Lị tiến vào trong phòng, lục soát một phen, căn bản không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của bất kỳ người phụ nữ nào khác, nhưng cô rõ ràng có thể ngửi thấy được mùi nước hoa phụ nữ trên giường ngủ. Đường Hạo lau mồ hôi chảy trên trán, may mắn Nhiễm Trinh Trinh lúc này đã đi ra ngoài, nếu không rắc rối lớn rồi. Đường Hạo lập tức vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho Nhiễm Trinh Trinh, nói cho Nhiễm Trinh Trinh biết tạm thời đừng quay trở lại. Lưu Mộng Lị chất vấn, mùi nước hoa trên chiếc giường này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường Hạo cố nặng ra một nụ cười, đây là chung cư ông nội đã mua khi còn sống, bà nội thỉnh thoảng cũng đến đây sống vài ngày, có chút mùi hương nước hoa không phải rất bình thường hay sao? Lưu Mộng Lị cười lạnh không ngớt, Đường lão thái thái tuổi tác đã lớn như vậy rồi, làm sao có thể dùng nước hoa chứ? Vậy sao? Vậy những ngày này anh trốn ở nơi này làm gì? Lưu Mộng Lị bức ép chất vấn nói. Sự việc đã đến nước này, Đường Hạo chỉ có thể thành thật khai báo ra, Lị Lị, không phải anh không muốn để ý đến em, chỉ là anh đã gây ra chuyện lớn, anh hiện tại còn đang bị người ta truy sát, cho nên không thể không trốn ở nơi này. Bị người khác truy sát? Lưu Mộng Lị nghi ngờ hỏi lại. Đường Hạo liền đem tất cả mọi chuyện 5 năm rõ người nói rõ ra, nhưng những chuyện liên quan đến Nhiễm Trinh Trinh, hắn một chữ cũng không nhắc đến. Thật sao? Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Lưu Mộng Lị nghi ngờ hỏi. Đường Hạo trịnh trọng nói, anh xin thề, Lị Lị, nếu như anh nói dối em, anh ra cửa nhất định sẽ bị xe tông chết. Lưu Mộng Lị bán tín bán nghi, hắn biết rằng quan hệ giữa Đường Hạo cùng Đường Mộc Tuyết từ trước đến nay đều không hòa hợp. Hơn nữa chuyện này còn có sự tham gia của Đường lão thái thái, quá nửa đều là sự thật. Mặc dù không cách nào giải thích được mùi nước hoa trên giường, nhưng Lưu Mộng Lị vẫn lựa chọn tha thứ cho Đường Hạo. Cũng vì vấn đề không thể sinh con của bản thân mà cô đã nhiều lần bao dung cho Đường Hạo. Được thôi, em sẽ tin tưởng anh lần này, hiện tại, đem thứ đó tháo ra. Lưu Mộng Lị trực tiếp nói. Đường Hạo bình thường đêm không quay về nhà, dẫn đến Lưu Mộng Lị nhiều đêm phòng không chiếc bóng. Đường Hạo làm sao lại không hiểu lời nói vừa rồi của Lưu Mộng Lị có ý gì? Vừa rồi hắn còn đặc biệt chuẩn bị đợi Nhiễm Trinh Trinh quay lại. Hai ngày này, Lưu Mộng Lị vẫn luôn ở lại chung cư này, giặt giũ nấu nướng cho Đường Hạo. Điều này khiến cho Đường Hạo thống khổ không thôi. Lưu Mộng Lị ở nơi này, Đường Hạo không có cách nào tiếp xúc với Nhiễm Trinh Trinh, điều này khiến cho ngọn lửa trong người Đường Hạo không ngừng bốc lên. Trong hai ngày này, hắn cùng Lưu Mộng Lị nhiều lần xảy ra quan hệ. Điều khiến Đường Hạo thở phào nhẹ nhõm một hơi chính là, hai ngày này Nhiễm Trinh Trinh thật sự không quay về, khiến cho Đường Hạo giảm bớt đi không ít phiền phức. Đường Hạo căn bản không hề biết rằng, vai diễn của Nhiễm Trinh Trinh chỉ là gặp dịp góp vui, căn bản không hề đem Đường Hạo đặt vào trong mắt. Sáng sớm ngày thứ ba, Lưu Mộng Lị rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể không thoải mái, cô liền nói một tiếng với Đường Hạo sau đó đi đến bệnh viện tiến hành kiểm tra. Thân thể Đường Hạo càng tệ hơn. Chỉ là Đường Hạo không suy nghĩ quá nhiều, hắn chỉ đơn giản cho rằng do bản thân hai ngày này phóng túng quá nhiều, dẫn đến thận hư mà thôi. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ đơn giản kiểm tra một lượt, cũng không hề kiểm tra ra được bất kỳ điều gì bất thường. Cuối cùng, bác sĩ đành đưa ra lời đề nghị Lưu Mộng Lị tiến hành kiểm tra 5 hạng mục xét nghiệm máu. Vừa kiểm tra liền phát hiện ra vấn đề lớn. Bác sĩ, những gì ông nói là sự thật sao? Tôi bị lây nhiễm rồi sao? Nhìn kết quả trên tờ báo cáo, Lưu Mộng Lị không dám tin tưởng mà thét lên. Bác sĩ chủ nhiệm nghiêm túc nói với cô Lưu này, dựa theo báo cáo xét nghiệm máu của cô cho thấy cô hiện tại đã nhiễm phải căn bệnh giang mai, hy vọng cô có thể nhanh chóng điều trị, đồng thời không cùng người khác phát sinh ra quan hệ thân mật, nếu không sẽ dễ dàng truyền nhiễm sang cho người khác. Bệnh giang mai. Đây không phải là căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục sao? Bùm. Điều này chẳng khác nào một đạo sấm sét hung hăng nổ tung trên đỉnh đầu Lưu Mộng Lị. Cô căn bản không hề phát sinh quan hệ bậy bạ với người khác, Huyền chỉ có hai ngày này vẫn luôn ở bên cạnh Đường Hạo, bản thân như thế nào lại nhiễm phải căn bệnh giang mai này chứ? Khẳng định là do Đường Hạo, nhất định là do Đường Hạo đã đem căn bệnh này truyền nhiễm cho bản thân cô. Sau khi suy nghĩ thấu đáo những điều này, Lưu Mộng Lị tức giận không thôi, đôi mắt đỏ ửng nhìn về phía bác sĩ hét lên, AI Đường Hạo. Tôi nhất định sẽ giết chết anh.
nhằm xác nhận lại bản thân có thật sự nhiễm phải căn bệnh giang mai này hay không, Lưu Mộng Lị tiếp tục tiến hành lần thứ hai xét nghiệm máu. Sau đó, điều khiến cho Lưu Mộng Lị tuyệt vọng chính là hai bản báo cáo đều có kết quả như nhau, cô quả thật đã nhiễm phải căn bệnh giang mai. Ngay giây phút đó, Lưu Mộng Lị như cảm thấy sét đánh giữa trời quang, cô chỉ cảm thấy trời đất như sập đổ. Đường Hạo quả nhiên đã phản bội tình cảm của cả hai người, không những lăng nhăng với phụ nữ khác bên ngoài, bản thân nhiễm bệnh còn đem căn bệnh đó chuyển nhiễm sang cho cô. Hai mắt Lưu Mộng Lị tối sầm, cảm giác bản thân như mắt ngất lịm đi. Cô chính là một người con gái tư tưởng bảo thủ, căn bản không có cách nào chấp nhận được việc phản bội của chồng mình. Bác sĩ nói rằng Lưu Mộng Lị chỉ mới bị truyền nhiễm thời kỳ đầu, bệnh tình vẫn còn có thể khống chế, hy vọng Lưu Mộng Lị có thể lập tức tiếp nhận điều trị của bệnh viện. Sau đó, tâm trạng của Lưu Mộng Lị giây phút này vẫn còn ngây ngốc ở lại bệnh viện, trong lòng lửa giận cuồn cuộn, hiện tại cô chỉ muốn giết chết Đường Hạo. 3. Đường Hạo ở bên ngoài lăng nhăng với người phụ nữ khác, còn đem bệnh tình dục lây nhiễm sang cho con. Gọi đến một số điện thoại, Lưu Mộng Lị nghẹn ngào nói. Chủ nhân Lưu gia Lưu Hàn sau khi nghe xong, lập tức giận đến tím tái, cái gì? Tên Đường Hạo này vậy mà lại đem bệnh truyền nhiễm sang cho con. Thật là đáng chết, con gái, ba hiện tại đang ở bên ngoài công tác, lập tức quay trở về, đợi lát nữa ba sẽ gọi điện cho hai anh của con, hôm nay ta nhất định sẽ cho tên tiểu tử Đường Hạo đẹp mặt. Bản thân là gia chủ gia tộc hạng hai tại thành phố Trung Nguyên, Lưu Hàn tất nhiên cũng hiểu rõ, đàn ông bên ngoài có những tư tưởng như vậy cũng là bình thường, chuyện này hắn có thể lý giải được. Nhưng sau khi ở bên ngoài lăng nhăng, còn đem bệnh truyền nhiễm cho con gái của ông, điều này khiến cho Lưu Hàn không cách nào chấp nhận được. Sau khi nhận được tin tức, hai người anh trai của Lưu Mộng Lị lập tức nhanh chóng cùng Lưu Mộng Lị tập hợp xuất phát đến khu chung cư Thủy Nhạn Tân Thành. Đường Hạo lúc này đang ở tại chung cư, sắc mặt vui mừng khấp khởi, Lưu Mộng Lị vừa ra ngoài, khi ra ngoài nhất định sẽ mua cho hắn không ít đồ ăn ngon cùng thức ăn bồi bổ. Những ngày này quả thực đã dằn dặt Đường Hạo, hắn trốn trong khu chung cư này, đã nhiều ngày như vậy vẫn chưa ăn được một bữa sơn hào hải vị đâu. Đồng thời, cũng vì phóng túng quá độ, dẫn đến hai chân ế Đường Hạo hiện tại đều mềm nhũn. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Đường Hạo lập tức đứng dậy bước ra mở cửa. Hắn kích động cười nói, Lị Lị, em cuối cùng cũng đã trở về rồi, lục vị địa hoàng đan mau nhanh đưa cho anh. Rầm, cánh cửa vừa được hé mở, một người đàn ông cao lớn thô kệch một chân hung hăng đá lên lồng ngực của Đường Hạo. Đường Hạo lúc này không chút phòng bị, sau khi nhận một cú đá hung hăng ngã ngửa trên mặt đất, sắc mặt sửng sốt. Tiếp theo đó, Lưu Hạo Nhiên dẫn theo hai người đàn ông cường tráng bước vào bên trong, sắc mặt của ba người nồng đậm hận ý, hận không thể lập tức dồn Đường Hạo hắn vào chỗ chết. Cảm nhận được sự đau đớn truyền đến từ trong lồng ngực, Đường Hạo kinh ngạc ngước nhìn ba người trước mặt, Lị Lị, em đây là đang làm gì? Anh vợ, .ans, các người như thế nào lại đến đây? Em hình như không có đắc tội gì đến hai người. Hai người đàn ông cùng Lưu Mộng Lị bước vào bên chính là hai người anh trai của Lưu Mộng Lị, Lưu Hải cùng Lưu Giang. Nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Đường Hạo, hai mắt Lưu Mộng Lị giống như muốn phun ra một ngọn lửa, cô hung hăng tức giận nhìn Đường Hạo hét lên, hừ. Làm gì sao, Đường Hạo, bản thân đã làm ra chuyện gì không có mặt mũi nhìn người khác không lẽ trong lòng anh không rõ hay sao? Trong ấn tượng của Đường Hạo, Lưu Mộng Lị vẫn luôn là một người con gái dịu dàng. Những năm nay cũng vì bản thân không thể sinh con nên vẫn luôn bao dung với hắn, từ trước đến nay chưa từng nổi giận với hắn. Lưu Mộng Thị nhất thời trở nên hung hăng, điều này khiến cho trong tim Đường Hạo lộc bộc rơi. Mẹ tôi ơi, không lẽ việc giữa hắn cùng Nhiễm Trinh Trinh đã bị bại lộ rồi hay sao? Dù cho bị bại lộ thì Lưu Mộng Lị cũng sẽ không nổi trận lôi đình như vậy với hắn. Dựa theo hiểu biết của hắn với Lưu Mộng Lị, cho dù bản thân bị bại lộ, Lưu Mộng Lị vì mặt mũi của bản thân tuyệt đối sẽ không cùng hắn trở mặt với nhau. Bản thân rốt cuộc đã đắc tội với Lưu Mộng Lị ở chỗ nào chứ? Đến mức Lưu Mộng Lị lại tức giận như vậy. Anh cả của Lưu Mộng Lị, Lưu Hải hai mắt tóe lửa, tức giận bước lên phía trước tóm chặt lấy Đường Hạo phẫn nộ hét lên. Đường Hạo, bản thân mày đã làm chuyện gì có lỗi với em gái của tao, không lẽ trong lòng mày không có chút chột dạ gì hay sao? Đường Hạo, nếu như hôm nay mày không thành thật khai báo, ông đây nhất định sẽ một đao giết chết mày. Anh hai của Lưu Mộng Lị, Lưu Giang từ phía sau rút ra một con dao sắc mặt trầm trọng nói. Ùm ục. Một cỗ hàn ý từ dần dần xông lên, dọa đến Đường Hạo cả người đều run rẩy. Đường Hạo vô cùng hiểu rõ,
Lưu Hải Lưu Giang hai người này đặc biệt yêu thương em gái của mình, trước đây khi bản thân hắn cùng Lưu Mộng Lị kết hôn đã vướng phải sự phản đối của cả hai người bọn họ. Chỉ có điều, năm đó Đường Lão Gia vẫn còn sống có quan hệ không tệ với Lưu Lão Gia, cộng thêm sự tác hợp của Đường Lão Thái Thái, Đường Hạo hắn mới có thể thuận lợi kết hôn với Lưu Mộng Lị. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực gia tộc hạng ba năm đó của Đường Gia, Đường Hạo hắn căn bản không có cách nào lấy được người con gái xinh đẹp như hoa như Lưu Mộng Lị. Đường Hạo sớm đã có chủ ý, việc ngoại tình của bản thân hắn tuyệt đối không thể nói ra chuyện này. Nếu không, dựa theo tính cách nóng nảy của Lưu Hải cùng Lưu Giang, nói không chừng bản thân hắn thật sự sẽ bị hai người này giết chết. Đường Hạo căn bản thân thủ cũng không tệ, chỉ đáng tiếc hắn những ngày này phóng túng quá độ, vừa bước xuống đất hai chân liền mềm nhũn, chứ đừng nói là có sức phản kháng. Hơn nữa, Đường Hạo làm chuyện trái lương tâm, trong lòng vẫn có chút chột dạ. Đường Hạo bày ra dáng vẻ mờ mịt không biết gì, em thật sự không làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với Lị Lị cả. Anh cả, anh hai, hai người có phải đã nhầm lẫn ở đâu rồi hay không? Những năm nay em vẫn luôn thận trọng cẩn thận, Lị Lị không thể sinh con, em cũng chưa từng trách cứ cô ấy nửa phần. Hệ B em không ngừng nỗ lực để giành lấy sự công nhận của bà nội, khiến cho bà đem quyền tiếp quản Đường Gia giao cho em, để cho Lị Lị có thể trở thành thiếu phu nhân Đường Gia. Em thật sự chưa từng làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với Lị Lị cả. Sự việc đến nước này, nhằm giải quyết phiền phức trước mắt, Đường Hạo không thể không ra chiêu bài tình cảm. Nhìn Đường Hạo lúc này vẫn còn đang rảo biện, Lưu Mộng Lị tức đến mức toàn thân run rẩy. Sự việc đến mức này, vậy mà tên Đường Hạo này vẫn không nói nữa lời thật lòng. Nếu như không phải bản thân đã mắc căn bệnh này, có lẽ bản thân cô cũng thật sự đã tin những lời nói ma quỷ này của Đường Hạo rồi. Hiện tại bệnh cũng đã nhiễm rồi, Lưu Mộng Lị hiện tại đánh chết cũng không tin Đường Hạo. Vậy sao? Lưu Mộng Lị cả khuôn mặt oán hận, lạnh lùng nói. Đường Hạo thâm tình hết mực lên tiếng, đúng vậy. Lị Lị, người khác có thể không tin anh, nhưng em nhất định phải tin tưởng anh. Anh đã từng nói qua đợi một khoảng thời gian nữa hai chúng ta có thể thử đi đến cô nhi viện để nhận nuôi một đứa trẻ về. Lưu Mộng Lị tự châm chọc cười nói, Đường Hạo, những năm nay tôi đã nghe quá nhiều lời nói dối của anh rồi. Cũng là do tôi quá ngây thơ, mở to đôi mắt chó của anh ra nhìn xem đây là cái gì. Vừa nói, Lưu Mộng Lị liền đem vứt bảng kết quả xét nghiệm xuống trước mặt Đường Hạo. Đường Hạo hoảng sợ nhặt lên tờ kết quả xét nghiệm, phía trên viết rõ kết quả dương tính, điều này khiến cho Đường Hạo như chịu phải đả kích lớn. Dương tính, kết quả này làm sao có thể là dương tính được? Không lẽ là, Đường Hạo căn bản không dám tiếp tục tưởng tượng tiếp. Khó trách cảm xúc Lưu Mộng Lị lại kích động đến như vậy. Thì ra là do Lưu Mộng Lị đã nhiễm phải bệnh giang mai. Đường Hạo không rét mà run, nếu như Lưu Mộng Lị đã nhiễm phải bệnh giang mai, vậy không phải bản thân hắn cũng khó tránh khỏi kiếp nạn này hay sao? Nghĩ đến chuyện này, một cỗ hàn khí từ dưới bàn chân truyền đến trên đỉnh đầu Đường Hạo. Đường Hạo tên chó má này, hiện tại mày còn gì để nói? Lưu Hải phẫn nộ hét lên. Em gái ruột của mình nhiễm phải căn bệnh giang mai. Hai người làm anh trai như bọn họ đã sớm đưa ra quyết định lần này sẽ giành lại công đạo cho em gái của mình. Đường Hạo hiểu rõ rằng, chỉ cần bản thân tuyệt đối không thừa nhận bệnh giang mai này là do hắn truyền cho Lưu Mộng Lị là được. Đường Hạo cả khuôn mặt tức giận nhìn Lưu Mộng Lị, đồ khốn này. Lưu Mộng Lị, vì cái nhà này tôi vẫn luôn không ngừng cố gắng làm việc, vậy mà cô lại ở bên ngoài kiếm người đàn ông khác, khẳng định là do cô ở bên ngoài tìm những tên đàn ông bậy bạ sau đó bị truyền nhiễm phải căn bệnh này. Tôi thật không ngờ cô lại là loại người như vậy, quả thật khiến tôi quá thất vọng. Bị Đường Hạo cắn ngược trở lại, cả người Lưu Mộng Lị đều cảm thấy như muốn nổ tung. Tên Đường Hạo này vậy mà lại nói cô ở bên ngoài tìm đàn ông khác, chuyện này căn bản không cách nào tha thứ được. Chát, Lưu Hải hung hăng tát mạnh lên khuôn mặt Đường Hạo, đồ chó má này. Mày nói ai ở bên ngoài tìm đàn ông? Mày đang sỉ nhục ai vậy? Dù cho đã nhận lấy một cú tát nhưng Đường Hạo vẫn tiếp tục cắn lấy Lưu Mộng Lị không buông, anh cả, em từ trước đến nay chưa từng làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với Lị Lị cả, em cả một thời gian dài đều ở bên ngoài bàn hợp đồng, khẳng định là em gái của anh chăn đơn gối chiếc, không chịu được cô đơn nên ở bên ngoài tìm người đàn ông khác. Anh chấm ans ngậm máu phun người, Lưu Mộng Lị tức đến phổi muốn nổ tung. Cô không nghĩ đến tên Đường Hạo này vậy mà có thể hạ tiện đến mức này, vậy mà lại sỉ nhục cô như vậy. Ê, ngay lúc Đường Hạo nhất định cắn chặt Lưu Mộng Lị không buông, thì có một người đàn ông đeo khẩu trang đột nhiên bước vào, lên tiếng nói, xin chào. Cô đây chính là Lưu Mộng Lị đúng không?
có người nhờ tôi đem những tấm hình này giao đến cho cô. Lưu Mộng Lệ nhíu mày, nhận lấy tấm hình. Liếc mắt nhìn qua, đồng tử của Lưu Mộng Lệ lập tức co lại, những tấm hình này rõ ràng chính là khung cảnh Đường Hạo cùng Nhiễm Trinh Trinh điên cuồng phóng túng, hình ảnh phóng to, khiến cho người khác chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Đường Hạo, hiện tại anh còn gì để nói? Lưu Mộng Lệ tức giận khôn nguôi, vứt sắp ảnh lên người Đường Hạo. Nhìn những hình ảnh được phóng to, Đường Hạo triệt để kinh hoàng. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Không. Lị, em nghe anh giải thích, đây tuyệt đối không phải là sự thật, đây là có người cố ý hãm hại anh. Lưu Mộng Lị một lần nữa không có cách nào khống chế được ngọn lửa tức giận trong tim hét lớn lên, anh cả, anh hai, đánh hắn, hung hăng đánh hắn cho em. Em hôm nay nhất định phải đánh chết tên súc sinh này. Mẹ mày Đường Hạo, hôm nay ông đây phải chém chết mày. Lưu Giang phẫn nộ hét lên. Lưu Hải là đại ca, vô cùng lý trí, hắn biết rằng Đường Hạo mặc dù đã phản bội em gái mình, nếu như thật sự dê chết Đường Hạo dù cho bọn họ là gia tộc hạng hai tại thành phố Trung Nguyên, e rằng ba anh em bọn họ cũng không có cách nào dưới chế tài của pháp luật bỏ trốn được. Dù như thế nào cũng đừng quên rằng Đường gia vẫn còn một Đường Lão Thái Thái. Lão Thái Thái này dù sao cũng không phải là loại người tốt đẹp gì, Đường Hạo này lại là cháu đích tôn duy nhất của bà ta, nếu như Đường Hạo chết rồi. Vậy Đường Lão Thái Thái nhất định sẽ cùng Lưu gia cá chết rách lưới. Nếu chỉ vì chút chuyện này mà giết chết Đường Hạo, quả thật thất sách. Sau đó Lưu Hải liền đoạt lấy cây dao trong tay Lưu Giang, tiếp đó ba anh em nhà bọn họ đáng túi bụi lên người Đường Hạo. Hiểu lầm, tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm. Đường Hạo vừa ôm lấy đầu vừa gào thét. Hắn biết rằng chuyện này nhất định có người ở trong tối âm thầm hãm hại hắn, nếu không, tuyệt đối không thể bại lộ mọi chuyện như vậy được. Giây phút này Đường Hạo đã ý thức được bản thân bị người hãm hại, quá nữa chính là Nhiễm Trinh Trinh tự biên tự diễn. Cũng vì những tấm hình này đều do Nhiễm Trinh Trinh đích thân yêu cầu chụp lại, lấy lý do lưu giữ lại chút kỷ niệm. Nhưng ai có thể ngờ đến được, sau khi Nhiễm Trinh Trinh biến mất cũng chưa từng liên lạc lại với hắn, còn đem những tấm hình này vào thời khắc quan trọng như vậy giao cho Lưu Mộng Lị, đây không phải là đang đổ dầu vào lửa hay sao? Những năm gần đây, Đường Hạo đắc tội với không ít người. Hắn căn bản không cách nào liên tưởng việc này có liên quan đến Dương Tiêu. Trong mắt hắn, Dương Tiêu chính là một tên phế vật không hơn không kém, không có cách nào bước đến những chỗ phong nhã như vậy. Lưu Giang Lưu Hải nhiều năm tập thể hình, cộng thêm thân hình to lớn, khí lực đầy đủ, Đường Hạo không phút chốc đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Anh cả, anh hai, mau giữ chặt tên súc sinh này cho em hôm nay nhất định phải đánh chết hắn. Lưu Mộng Lị tức giận không thôi hét lên. Lưu Giang Lưu Hải nhanh chóng trói chặt Đường Hạo, Lưu Mộng Lị vung tay liên tiếp tát lên khuôn mặt của Đường Hạo. Lị, có người hãm hại anh, em tuyệt đối không được tin những điều này. Đường Hạo kinh ngạc hét lên. Chỉ đáng tiếc, Lưu Mộng Lị căn bản không mắc mưu hắn. Những năm nay, Lưu Mộng Lị sớm biết Đường Hạo đã nhiều lần lừa gạt mình. Nhưng cũng vì bản thân không thể sinh con đẻ cái, nên cô chỉ đành nhẫn nhịn. Nhưng người phụ nữ dù cho tính tình tốt đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần nỗi điên thì cũng chính là cọp cái không có gì phải nghỉ ngơ. Cô có thể nhẫn nhịn, nhưng Đường Hạo hết lần này đến lần khác càng làm càn. Đặc biệt là Đường Hạo đã đem căn bệnh giang mai truyền nhiễm cho mình, đây cũng là việc Lưu Mộng Lị không có cách nào tiếp nhận được. Người đàn ông đeo khẩu trang vừa rồi chính là người của Lý Thần Chiến, Dương Tiêu giây phút này đang ngồi trong một chiếc xe dừng ngoài cổng tiêu khu Thủy Ngạn Tân Thành. Việc đã ổn thỏa hay chưa? Lý Thần Chiến hỏi. Người đàn ông kia lập tức tháo xuống khẩu trang, cung kính nói, đã sắp xếp ổn thỏa. Vừa rồi tôi đến nơi đã thấy Đường Hạo bị bọn họ đánh, hiện tại ba anh em nhà Lưu gia không giết chết tên Đường Hạo kia cũng là không tệ rồi. Lý Thần Chiến nhìn sang Dương Tiêu hỏi, điện hạ, tiếp theo cần chúng tôi làm gì? Không cần, các người có thể quay trở về rồi, tôi hiện tại cũng chuẩn bị quay trở về xem một màn kịch hay. Dương Tiêu châm chọc nói. Dương Tiêu biết rằng hai anh em Lưu gia này tính tình có bao nhiêu bạo lực, nóng nảy, lần này Đường Hạo không chết cũng bị trọng thương. Quả nhiên không sai, sau khi tàn bạo đánh Đường Hạo một trận trong căn chung cư, ba anh em nhà Lưu gia căn bản vẫn chưa nguôi giận, liền kéo Đường Hạo đến trước cổng lớn tập đoàn y dược Đường Nhân, sau đó áp giải hắn quỳ trên mặt đất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn thấy Đường Hạo lúc này đang quỳ trên mặt đất, cả đám người dòng chính Đường gia kinh ngạc thất sắc. Cả khuôn mặt Lưu Mộng Lị lạnh lẽo như xương giá đem những tấm hình giữa Đường Hạo cùng Nhiễm Trinh Trinh phát tán trước cổng tập đoàn y dược Đường Nhân, châm chọc nói, đến đây,
đến đây mà đến xem cậu chủ Đường gia đã làm ra chuyện tốt gì, hắn ta không những lăng nhăng với phụ nữ khác ở bên ngoài, còn đem bệnh truyền nhiễm sang cho tôi, Đường gia các người có phải hay không đưa ra cho tôi một lời giải thích. Cái gì? Đường Hạo chơi phụ nữ bên ngoài còn truyền bệnh sang cho Lưu Mộng Lị. Chuyện này quả thật có chút quá đáng đi.